đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết tập 33 đến tập 36, đệ tam tuyệt học đường môn thuyết minh tại kênh youtube di các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Một con cá nặng hơn 100 cân lớn bao nhiêu, dài tới hơn 1 mét, hơn nữa phi thường to lớn, bên trên phủ một lớp muối biển dày đặc, xem toàn thể lại giống như là một ngọn núi nhỏ, được đẩy tới bằng một cái xe đẩy không nhỏ hơn cái bàn là bao, đã đến bên cạnh bàn của bọn họ hiện tại tên lão bản đã hoàn toàn tin tưởng hai người này sức ăn có thể ăn sạch một con lam kỳ kim thương ngư sức chiến đấu của bọn họ thể hiện lúc nãy đã đầy đủ chứng minh điểm này quản lý cười nói các ngươi chờ ta đi lấy búa tạ để cho các ngươi đập xa ăn cá nướng muối này của chúng ta tuyệt đối là có một không hai tại thiên hải thành đường vũ lân cười nói không cần làm phiền để ta tự làm được rồi vừa nói hắn vừa đứng dậy đi đến bên cạnh con cá nướng muối khổng lồ nướng muối vì để đảm bảo độ tươi của cá muối ăn nhất định phải đặc biệt nhiều dựa theo thể tích của lam kỳ kim thương ngư muối ăn bọc bên ngoài phải dày ít nhất nửa mét mới được bằng không cũng sẽ không mất thời gian lâu như vậy mới chín hiện tại xác trời bên ngoài cũng đã có chút ngà dần về đêm lớp muối phủ cả nửa mét độ dày người trưởng thành dùng búa tạ phải đánh một lúc mới vỡ được nhưng đối với đường vũ lân mà nói nhiều này không tính là gì ánh sáng trên tay lóe lên thiên đoán trầm ngân truy cũng đã rơi vào trong lòng bàn tay vung lên đập xuống ầm trong tiếng âm vang trầm thấp lớp muối ăn trên cùng nhất thời nứt ra tiếp theo lại là ầm ầm hai tiếng thượng tổng muối ăn hoàn toàn dạn nứt đường vũ lân thu hồi trầm ngân truy hai tay kéo mạnh liền lộ ra bên trong lớp thịt cá trắng nõn nà nhất thời một mùi thơm ngào ngạt ngay lập tức phả vào mặt từ lạp chí cũng đứng lên trợn to hai mắt nhìn món lam kỳ kim thương ngư nướng muối dáng dấp kia lại như là hận không thể liền một cái đem nó nốt sạch ngươi 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 làm sao còn không sớm nói cho ta biết Còn có thứ đồ tốt này Ta ăn không vô nữa làm sao bây giờ Không, không được Ta đi ra ngoài hoạt động một vòng Ngươi đừng ăn hết một mình nha Ta lập tức sẽ trở lại ăn tiếp Nói xong, tiểu bàn từ tập tĩnh bước chân liền đi ra ngoài Đường vũ lân thông thạo lấy một cái mâm lớn sạch sẽ Dùng dao ăn vạch một cái Một khối lớn thịt cá trắng mịn liền rơi vào trong cái mâm Hắn vừa định một mình ngồi xuống ăn Nhưng đột nhiên ý thức được Trước mặt còn có một vị cô nương từ nhỏ chăm sóc na nhi đã quen hắn giơ tay đem mâm đưa sang nói ăn chút nhé trên thực tế diệp tinh lan nhìn hắn lúc trước làm tất cả con mắt cũng đã có chút nóng rực nàng lần thứ nhất biết nguyên lai like còn có thể ăn cá lớn như thế hơn nữa còn có thể ăn như thế nàng bất quá cũng chỉ là một tiểu nữ từ mười tuổi dù tính cách so với bạn cùng lứa trầm ổn hơn tài ba hơn nhưng dù sao mỹ thực vẫn vậy luôn có một sức hút thật to lớn hừm tốt diệp tinh lan cũng không do dự trực tiếp nhận lấy cái mâm từ bên cạnh lấy một cái dĩa sạch ngồi ở vị trí lúc trước của từ lạp chí liền bắt đầu ăn đường vũ lân cười cợt đi tới vị trí đầu cá lay mở khối muối nơi đó lộ ra đầu cá to lớn dao ăn đâm vào đầu cá vườn quay một vòng thoát cái một khối thịt non mềm to cỡ bàn tay xuất hiện rơi vào trong mâm thứ hai của hắn vẫn là đưa cho diệp tinh lan người nếm thử cái này đây mới là tinh hoa của con cá này lam kỳ kim thương ngư là một loài cá ở biển sâu Cầm đầu vô số loài hải sinh, khối thịt đầu này bên trong ẩn chứa phong phú nhất, thịt cực kỳ thơm mềm, là phần ngon nhất, mỹ vị nhất của nó. Nói xong, hắn đem mâm thả xuống, mình lại tìm cái mâm khác, lấy một khối thịt lớn, bắt đầu ăn cực nhiều và cực kỳ mau chóng. Loại cảm giác được ăn cá nướng thỏa thích không e rè này, thực sự là quá mỹ diệu. Mùi vị thật thơm, diệt tinh lan trong lòng âm thầm nghĩ, đặc biệt là khi ăn phần thịt đầu, nàng trong lòng càng suýt xoa nhìn lén nhìn về phía đường vũ lân thầm nghĩ cái tên này vô sự lấy lòng không gian tức đạo nhất định phải cẩn thận bất quá thịt con cá này đúng là quá ngon trung quy phải ăn xong đã rồi hãy tiếp tục cẩn thận cũng chưa muộn thế là một nam một nữ này ra sức vùi đầu vào giải quyết con cá điều duy nhất khiến diệp tinh lan có chút bất mãn chính là tên kia dĩ nhiên từ đầu tới cuối đều không thèm ngẩng đầu nhìn mình lấy một chút cứ ở chỗ đó đại triển thần uy ăn như vũ bão nàng vốn cho rằng từ Lạp Chí cũng đã đủ để gọi là kẻ tham ăn, nhưng mà cái tên này trình độ tham ăn chỉ có hơn Từ Lạp Chí, chứ không hề kém, có thể nói là sức ăn khủng bố, lượng lớn thịt cá rơi vào bụng, hắn một điểm phản ứng đều không có, tốc độ ăn thậm chí còn càng lúc càng nhanh. Vừa ăn diệp tinh lan vừa cân nhắc, cái tên này có lẽ nào là một quái vật thuộc loài heo chuyển thế, bụng ăn không đáy, bất quá, con cá này thịt vẫn rất là ngon. Thôi chuyện đó, tính sau. Vị mặn của muối biển cũng không thấm vào quá sâu trong lớp thịt cá ngược lại còn hòa quyện vô cùng tinh tế với vị ngọt của thịt cá từ bên trong, ngon dị thường. Đặc biệt là khối thịt mặt cá mà đường Vũ Lân đưa cho nàng, mềm mại chắc thịt thêm vào hương thơm nhuyễn đạm sao hòa, tuyệt đối là món ăn ngon nhất đời này nàng từng ăn qua. Chờ lúc từ lạp trí trở lại, nửa con cá đã biến mất, hắn kêu thảm một tiếng, cũng lập tức gia nhập vào diệt cá đại hội. Đường Vũ Lân cắt một khối thịt mặt cá khác đưa cho hắn, tiểu bàn tự ăn đến miệng dính đầy nước mỡ, không nhịn được khẽ rên lên một tiếng đầy thỏa mãn lão bản của quán ăn trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ ba tên tiểu gia hỏa đem này vậy mà đã đem đầu cá hơn 100 cân tất cả đều nuốt vào diệp tinh lan nguyên bản lạnh lẽo cao ngạo lúc này đã hoàn toàn biến mất rất không giữ hình tượng dựa ngửa vào ghế nàng cảm thấy mình từ lúc sinh ra tới nay cũng chưa từng ăn no như thế bao giờ mơ hồ chỉ cần hơi nhúc nhích cái bụng liền giống như muốn bị nổ tung này người tên gọi là gì diệp tinh lan hướng về đường vũ lân hỏi đường vũ lân ăn được nhiều nhất hắn ngược lại vẫn khá thong dong như này bất quá cũng chỉ tương đương với lượng cơm hắn ăn bình thường có điều hôm nay lượng hải sản hắn ăn nhiều hơn một chút chỉ vậy thôi người làm sao có thể ăn như vậy người ăn không biết no sao diệp tinh lan nghi ngờ hỏi đường vũ lân cười hiếp mắt nói nói cho các ngươi một bí mật kỳ thực trong bụng ta có nuôi một con rồng đều là nó ăn nha lời này nửa thật nửa giả diệp tinh lan cùng từ lạp chí nghe được lại sững sững sờ sờ nuôi một con rồng nó làm sao lại vào trong bụng ngươi ở?" Từ Lạp Chí vẻ mặt đầy tò mò hỏi. Đường Vũ Lân nhún nhún vai, "Ta làm sao biết? Từ lúc ta sinh ra đã mang theo nó, vì lẽ đó, ta có thể ăn rất nhiều. Ngày hôm nay xem các người thi đấu, thực sự là rất lợi hại nha, căn bản chưa kịp thấy rõ, các người cũng đã thắng." Từ Lạp Chí nghe vậy nhất thời có chút đắc ý lên, "Đó là sự lai like khác chúng ta đó, luôn luôn là sự tồn tại vô địch." Diệp Tinh Lan trong mắt lóe lên một ít cảnh giác, ở phía dưới bàn đá Từ Lạp Chí một cước Hướng về Đường Vũ Lân nói, "Chúng ta phải đi, ngươi tính tiền đi." "Đã nói rồi, ta mời khách." Từ Lạp Trí có vẻ rất trượng nghĩa. Diệp Tinh la liếc xéo hắn một cái, "Ngươi có tiền sao?" "Ặc." À. Từ Lạp Trí ngoác mồm lè lưỡi, "Ta làm sao cầm theo được, chuyện này đã quên." Đường Vũ Lân không còn gì để nói, còn có điểm nào không đáng tin hơn nữa được không? Nếu sớm biết, đã không ăn nhiều như vậy rồi. "Ngươi đây là vẻ mặt gì?" Diệp Tinh la nhìn vẻ mặt Đường Vũ Lân có chút cứng ngắc nhất thời trừng mắt lên có biết hay không hả để ngươi mời chúng ta ăn cơm là vinh hạnh của ngươi đó đường vũ lân sững sờ nhìn diệp tinh lan hắn gật gật đầu nói đúng đấy đặc biệt vinh hạnh các ngươi ngồi đợi một chút đi ta đi thanh toán tiền đây nói xong hắn liền đứng lên đi ra ngoài chỗ ăn ngồi bọn họ là góc xéo trong đại sảnh đến quầy tính tiền bên kia chỉ cần quẹo một lần thấy đường vũ lân đi ra ngoài diệp tinh lan giơ tay lên mạnh mẽ gõ trên đầu từ lạp chí một cái ngươi canh ta ra ngoài liền lén trốn đi chơi xem ta trở lại làm sao trừng trị ngươi từ lạp chí vẻ mặt vô cùng oan ức nói tinh lan tỉ ta sai rồi bất quá ngươi xem ngươi không phải cũng ăn được rất vui vẻ sao vui vẻ là tốt rồi làm gì lại đánh ta diệp tinh lan hừ lạnh một tiếng nói chúng ta xuất thân sử lai khác không biết bao nhiêu người muốn đánh chủ ý lên chúng ta ta xem tên đường vũ lần này thực sự không phải người tốt lành gì chắc chắn là có mục đích gì đó mới cố ý tiếp cận chúng ta từ lạp chí nháy mắt một cái, nói, không thể nào, lúc mới quen hắn đã cho ta cá khô để ăn. Khi đó, hắn còn không biết ta đến từ sử lai khắc học viện mà. Diệp tinh lan bĩu môi, người làm sao có thể khẳng định hắn không biết, ta nhìn hắn rất khả năng là người được thiên hải liên minh bên kia đặc biệt phái tới, để tiếp cận người, liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi đấy. Không tin ngươi nhìn xem, chờ một lúc nữa hắn khẳng định sẽ còn nghĩ biện pháp quần lấy chúng ta. Từ lạp chí quay đầu lại, nhìn hướng lúc trước đường Vũ Lân rời đi. Ồ, hắn làm sao vẫn chưa trở lại diệp tinh lan khinh thường nói khẳng định là ăn no rừng mỡ đi nhà cầu ồ lại một phút trôi qua đường vũ lân vẫn như cũ chưa quay trở về đi nhà cầu thời gian thật lâu à ăn được nhiều kéo cũng nhiều sao từ lạp chí lầm bầm người đi tìm hắn một chút đi diệp tinh lan cũng có chút bất an trong lòng nàng cũng không phải như những người khác lúc trước hung hăng bắt đường vũ lân phải trả tiền nguyên nhân trọng yếu nhất là nàng cũng không mang tiền theo cùng sử lai khắc học viện đoàn đội đi ra ngoài bình thường căn bản không có cơ hội tiêu tiền từ lạp chí đi một hồi lại trở về không không có Tinh lan tỉ hắn thật sống đi mất rồi phòng chừng là bởi vì ngươi thái độ không tốt người ta tính tiền xong liền bỏ đi ta đã nói rồi nhìn hắn không giống như là loại người xấu muốn tiếp cận người của chúng ta mà diệp tinh lan nói cái này gọi là dục cầm cố túng người có hiểu hay không chúng ta cũng đi thôi nói xong nàng liền đứng lên rồi cùng từ lạp chí đồng thời đi ra ngoài hai vị bạn nhỏ các người muốn đi có phải là trước tiên nên thanh toán tiền ăn đã gã lão bản đuổi tới ngăn cản đường đi của hai người trên đường quay trở về khách sạn đường vũ lân tâm tình sảng khoái gió biển nhẹ nhàng khoan khoái thổi phất vào khuôn mặt thoải mái không nói nên lời tính tiền từ lạp trí lúc trước đã nói muốn mời khách hắn mới ăn như vậy hơn nữa bọn họ cũng không phản đối bữa cơm này cũng không hề rẻ à nha bọn họ người của sử lai khác học viện còn có thể thiếu tiền sao làm đường vũ lân khó chịu nhất chính là con mẹ diệp tinh lan kia lại luôn làm bộ như mình chiếm tiện nghi của bọn họ thật giống như bọn họ cùng mình ăn cơm là đang bố thí ân huệ cho mình vậy nếu đã như vậy các người cứ tự mình trả tiền là được rồi đỡ mắc công mình vừa phải tốn tiền vừa bị người ta khinh thường vì lẽ đó hắn lúc đó không chút do dự liền rời đi người ta học viên của sử lai like khắc học viện tài cao xem thường mình có ngu mới tiếp tục đưa mặt ra chịu nhục chịu nhục cái mông nếu không muốn tương giao vậy đơn giản nhất vẫn là chia tay đường ai nấy đi là tốt rồi đương nhiên hắn làm người vẫn có đạo nghĩa tự mình thanh toán một phần ba khoản tiền tương đương tự trả phần mà hắn ăn không ai nợ ai ngày hôm nay đúng là ăn ngon đến sảng khoái trở lại khách sạn đường vũ lân liền bắt đầu minh tưởng trên hồn đạo bộ đàm của hắn số liên lạc của từ lạp trí hắn cũng đã đưa vào danh sách chặn đỡ phải phiền phức coi như xưa nay đều không hề quen biết nhau bao giờ kỳ thực chính hắn cũng không nhận ra ánh mắt khinh khỉnh của diệp tinh lan kia đã kích thích lòng tự trọng của bản thân hắn sáng sớm đường vũ lân là người đầu tiên rời khỏi phòng đi tới đoán tạo sư hiệp hội bên kia hội hợp đoán tạo sư thi đấu là nội dung được cử hành đầu tiên hắn muốn sau khi tham gia cuộc tranh tài này xong tranh thủ chạy qua thi đấu nội dung hồn sư đấu đơn cuối cùng là tham gia đấu đoàn đội vào buổi chiều chạy đi chạy về như là đi chợ vậy vì lẽ đó sáng sớm sau khi tu luyện xong tử cực ma đồng ăn điểm tâm hắn mau chóng tìm đến chỗ sầm nhạc đại sư sầm nhạc trước ngực mang theo huy chương đoán tạo sư cấp 6 dẫn đầu nhóm đoán tạo sư còn lại đi ở phía sau đường vũ lân cùng mộ hy bởi vì tôi còn nhỏ đi ở cuối cùng sư tỷ nhất định phải đeo đoán tạo sư huy chương sao đường vũ lân thấp giọng hướng về mộ y hỏi mộ hy trước ngực mang theo huy chương đoán tạo sư cấp 2 nền xanh sao trắng đặc biệt hai ngôi sao màu trắng ở mặt trên đặc biệt bắt mắt đến cấp 3, màu sắc huy chương sẽ phát sinh biến hóa biến thành nền cam sao vàng đương nhiên hình cây búa đại biểu đoán tạo sư là bất biến hiện tại đoán tạo sư huy chương của đường vũ lân chính là nền lục sao vàng mặt trên có bốn ngôi sao hả đúng rồi phụ thân cố ý nói ta dặn người không cần đeo huy chương làm hết sức che giấu thân phận đoán tạo sư cấp bốn của ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất của ngươi lần này chính là vào được một trong ba người đứng đầu giành lấy một danh ngạch tiến và thi đấu cấp cao hơn mộ hy hạ thấp giọng nói với đường vũ lân mộ hy muội muội ngươi còn phải lo lắng về danh ngạch sao sau này, chúng ta chắc chắn sẽ cùng nhau tham gia thi đấu đoán tạo sư tổng hợp ở Sử Lai Khắc Thành, đi ở trước mặt bọn họ. Trịnh Thiên Lân quay đầu lại, mỉm cười tỏ vẻ suy tư nói với Mộ Hy. Ánh mắt hắn nhìn Mộ Hy rất ôn hòa, sự kiêu ngạo bình thường tựa hồ vào lúc này không còn sót lại chút gì, nụ cười trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần nịnh nọt. Mộ Hy nói, vâng, rất tốt, sư huynh cố lên. Lão sư của Trịnh Thiên Lân là một thánh tượng khác của Đông Hải đoán tạo sư hiệp hội, vị kia là cấp 7, thực lực so với mộ thần hội trưởng hơi yếu hơn một ít, đồng thời cũng giữ chức phó hội trưởng của Đông Hải đoán tạo sư hiệp hội. Trịnh Thiên Lân bởi vì thiên phú rất tốt, mộ thần cũng từng chỉ điểm qua hắn, vì lẽ đó mộ y mới gọi hắn là sư huynh. Trịnh Thiên Lân cười cười, ánh mắt chuyển hướng sang đường Vũ Lân, lần này làm sao còn dẫn theo một tên tiểu tử như thế này chứ, đi chơi lấy kinh nghiệm sao, bất quá, tuổi của hắn, có thể cầm nổi được đoán tạo truy hay không đây. Đường Vũ Lân trong lòng âm thầm oán thán, người muốn nâng lên chính mình, cũng không cần thiết đạp ta xuống đất như vậy chứ nhưng hắn lại không hề hé răng dù sao đoán tạo sư hiệp hội đối với hắn không tệ hắn không muốn đem lại phiền toái cho lão sư mộ hy nhưng lại có chút không ưng bụng đừng xem nàng bình thường hay bắt nạt đường vũ lân nhưng đường vũ lân là đệ tử thân truyền duy nhất của cha nàng hừ lạnh một tiếng nói sư huynh ngươi đang chất vấn quyết định của phụ thân ta sao vũ lân là đệ tử thân truyền duy nhất của phụ thân làm sao ngay cả đoán tạo truy cũng không thể cầm nổi Trịnh Thiên Lân sửng sốt một chút, hắn đúng là không biết Đường Vũ Lân là đệ tử của Mộ Thần, trong sự kinh ngạc, đáy mắt còn lóe lên một tia đố kỵ. Mộ Thần hội trường, ở trong giới đoán tạo sư toàn bộ đại lục là nhân vật thuộc tầng thứ cao nhất, thánh tượng cấp đoán tạo sư, toàn bộ đại lục cũng chỉ có khoảng mười mấy vị mà thôi, thậm chí vài vị còn lánh đời không đi ra ngoài, thánh tượng cấp 8 cũng chỉ có bốn vị. Hắn lấy lòng Mộ Hi, không chỉ là bởi vì yêu thích nàng, quan trọng hơn chính là coi trọng địa vị của Mộ Thần ở trong giới đoán tạo sư lão sư của chính mình là thánh tượng, nếu như hơn nữa có mộ thần hội trường trợ giúp, khả năng tương lai mình trở thành thánh tượng sẽ tăng cao. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, tên tiểu thiếu niên trước mặt nhìn qua chỉ khoảng trên dưới 10 tuổi này, lại là đệ tử thân truyền của mộ thần hội trường. Vị trí này đã rất nhiều năm qua chưa bao giờ có, hắn vốn tưởng rằng mộ thần y bát chỉ có thể truyền lại cho mộ hy đấy. Không thể ngờ được nha, đúng là tuổi nhỏ mà ma mãnh, ta ngược lại muốn xem xem, người ở trong nhóm thiếu niên có thể phát huy được trò chống gì. Trịnh Thiên Lân hơi nhếch khóe môi lên, nhìn như lộ ra nụ cười, nhưng ánh mắt hắn nhìn Vũ Lân lại có chút không ưa, thậm chí là ghét bỏ. Người này làm sao lại như vậy? Đường Vũ Lân đầu óc cũng một trận mơ hồ, mình có đắc tội với hắn bao giờ đâu? Vào lúc này, hắn cuối cùng đã hiểu rõ tại sao lão sư vẫn luôn đặc biệt bảo vệ hắn, việc liên tiếp nhận đoán tạo sư nhiệm vụ của hắn cũng theo một cách đặc thù, nhìn lại, loại người đố kỵ như vậy cũng thật là không ít đâu. Muốn giải quyết vấn đề này, cũng chỉ có cách chính mình phải không ngừng trở nên mạnh mẽ đạt đến trình độ nhất định đâu còn cần thiết phải quan tâm đến việc người khác có đố kỵ hay không nơi so tài của đoán tạo sư là một phòng thi đấu nằm ở khu vực phụ cận của sân vận động vừa vào cửa đường vũ lân cũng cảm giác một bầu không khí đầy phấn chấn phóng tầm mắt nhìn tới bên trong phòng thi đấu đã có hơn trăm cái đoán tạo đài được dựng xong xuôi hơn nữa nhìn kỹ đều là đoán tạo đài tiên tiến nhất so với đồ dùng trong phòng làm việc của rõ ràng khá hơn một chút loại đoán tạo đài cấp bậc này hắn chỉ được gặp qua vài lần tại hiệp hội thiên hải liên minh tuy rằng cường giả không nhiều nhưng với tài lực lại có thể nói là cực kỳ mạnh trên khán đài của phòng thi đấu khán giả cũng không tính là đặc biệt nhiều ở trong mắt người bình thường bọn họ đối với đoán tạo thuật cũng không quá coi trọng dù sao hấp dẫn người ta nhất vẫn là hồn sư chiến đấu thứ nhì là hình thức thi đấu chế tạo cơ giáp đoán tạo vốn khô khan đây là nhận thức bản năng của rất nhiều người trên đài chủ tịch đúng là có rất nhiều người trong nghề đến đây xem thi đấu mộ thần địa vị cao cả cũng không có đến đây đường vũ lân phóng tầm mắt nhìn sang một vị cũng không nhận ra nhưng hắn đoán được chí ít phải là đoán tạo sư cấp 5 trở lên mới có tư cách ngồi trên đài chủ tịch Sập nhạc đại sư đối với đoán tạo sư thi đấu đã giảng giải rất rõ ràng vòng thứ nhất chính là bách đoán tạo tinh luyện làm tốt phần của mình là được thân là đoán tạo sư cấp 4, đường vũ lân tự nhiên không hề có chút áp lực nào nhóm thiếu niên là nhóm đầu tiên tiến hành thi đấu thời gian của bách đoán tạo tinh luyện sẽ tương đối nhanh thế nhưng thời điểm kim loại hiếm được đưa lên đoán tạo đài hắn vẫn rất lấy làm kinh hãi. Vậy mà lại là một kim loại hắn đã hết sức quen thuộc gần đây, cũng là loại hắn đã chế tạo thời điểm khảo hạch đoán tạo sư cấp 4, làm mang thai đồng. Trong các kim loại hiếm, đây tuyệt đối được cho là một trong những kim loại hiếm khó rèn đúc nhất, mà đây mới chỉ là nhóm thiếu niên thi đấu thôi đấy. Các thí sinh nhóm thiếu niên chú ý, mục tiêu của các người chính là hoàn thành bách đoán tạo tinh luyện, không cách nào hoàn thành sẽ trực tiếp bị đào thải, trong các thí sinh hoàn thành sẽ lựa ra những người tài ba nhất đưa vào vòng kế tiếp trong thiên hải liên minh thi đấu bất kể là nội dung thi đấu nào được quan tâm nhất khẳng định đều là nhóm thành niên bởi vì đó là nhân tài tuyệt đối vì lẽ đó nhóm thiếu niên thi đấu sẽ được sắp xếp khá đơn giản nhưng cũng tuyệt đối công bằng đúng đấy làm mang thai đồng bách đoán tạo như thế này sẽ trực tiếp đào thải một nhóm lớn các thí sinh nếu như từ bên trong lại tuyển chọn ra người ưu tú sẽ còn đào thải nhiều người hơn phòng kế tiếp còn bao nhiêu người có thể tham gia đây đường vũ lân liếc mắt nhìn mộ hy ở đoán tạo đài sát vách mộ y khẽ nhíu mày nhưng sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh đã xung kích thiên đoán tạo đồng thời nàng còn có tỷ lệ thành công nhất định bách đoán tạo lam mang thai đồng đối với nàng cũng không phải việc khó gì trận đấu bắt đầu nương theo tiếng tuyên bố trên đài chủ tịch nhóm thiếu niên dự thi đoán tạo sư thi đấu dồn dập lấy ra đoán tạo truy của mình bắt đầu rèn đúc nếu như không phải vì không có thời gian đường vũ lân coi như chỉ dùng thiên đoán ô cương truy cũng có thể hoàn thành tinh luyện nhưng hiện tại không được hắn thi đấu bên này xong còn phải nhanh chóng qua báo danh thi đấu cá nhân nội dung hồn sư vì lẽ đó hắn vung lên trực tiếp chính là thiên đoán trầm ngân truy tả truy gõ nhẹ lam mang thai đồng phát sinh leng keng keng ba tiếng giòn minh tiếp theo một chớp mắt sau hiếu truy đã vung lên trực tiếp đập mạnh xuống ầm um, một tiếng vang thật lớn vang vọng khắp phòng thi đấu không nghi ngờ chút nào đường vũ lân là người đầu tiên động thủ ở bên cạnh hắn mộ hy cũng không cảm thấy ngạc nhiên gì tên quái thai này vốn đã được thừa nhận năng lực xử lý lam mang thai đồng nhưng trên đài chủ tịch các đại sứ đến xem buổi thi đấu đều không khỏi nhíu mày hai từ chính là hai tử đoán tạo lam mang thai đồng cần phải quan sát đầy đủ vậy mà cũng không hiểu sao tên phế vật này không biết là nhà ai vô phúc dạy dỗ nữa một lão già tóc bạc trắng nhưng tinh thần quắc thước cao mày nói đúng đấy nghe động tính khí lực cũng không nhỏ nhưng quá sức lỗ mãng bất quá có thể lý giải là do tuổi còn nhỏ bất quá những vị này rất nhanh sau đó liền muốn tự vào vào mặt mình, khi nhìn thấy đường Vũ Lân ở nơi đó đã vùng mạnh, song chủy bắt đầu rèn đúc. Đường Vũ Lân chỉ cần vừa tiến vào trạng thái đoán tạo, sẽ quên hết tất cả bên ngoài, hết sức chăm chú bên trong công việc đoán tạo của chính mình. Vì lẽ đó, hắn cũng không phát hiện ra, lúc hắn ở bên này đã gõ búa xuống nhanh như vũ bão, thì ở một bên khác những thiếu niên cùng dự thi với hắn thậm chí vẫn còn chưa bắt đầu. Mộ hi sắc mặt trở nên khó coi hơn, cái tên này ở bên cạnh hắn thật sự không phải là lựa chọn tốt. Mỗi một đoán tạo sư đều có rèn đúc nhịp điệu của chính mình, một khi nhịp điệu chịu ảnh hưởng, sẽ bị quấy dày. Vì lẽ đó, trăm người đồng thời rèn đúc, vốn là một phần thi giáo đối với bọn họ, mộ hy bị quấy dày, những thiếu niên khác bên cạnh làm sao lại không phải là như vậy đây. Đường Vũ Lân Vung truy tốc độ quá nhanh, mỗi một truy đều nặng tựa vạn cân, rơi vào trên lam mang thai đồng, ầm ầm vang vọng. Mộ hy đơn giản ngừng lại, tại chỗ khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần đoán tạo sư thi đấu có thời gian hạn chế nhưng nàng hiểu rất rõ đường vũ lân chỉ là bách đoán tạo tốc độ sẽ cực kỳ nhanh nếu như đã dễ dàng bị hắn ảnh hưởng vậy đơn giản cứ chờ hắn rèn đúc xong lại nói nàng có được sự trầm ổn như vậy không có nghĩa là những hải tử 10 đến 15 tuổi khác cùng dự thi cũng có một ít thiếu niên không thủ được tâm tình cũng bắt đầu rèn đúc chịu ảnh hưởng bởi nhịp điệu của đường vũ lân tự thân rèn đúc rất nhanh sẽ xuất hiện vấn đề bản thân lam mang thai đồng cũng không phải kim loại hiếm cứng nhất phiền phức lớn nhất khi đoán tạo chúng chính là sự biến hóa vì lẽ đó sau khi đường vũ lân bắt đầu đoán tạo chỉ hơn trăm truy hạ xuống bách đoán tạo tinh luyện cũng đã hoàn thành đặc hiệu điệp truy của thiên đoán trầm ngân truy được hắn vận dụng vô cùng hoàn mỹ thu truy về nhấc tay lên vị giám sát viên nhanh chóng chạy tới người đã hoàn thành giám sát viên tiếp nhận thẻ số trên tay đường vũ lân nhìn sơ qua lam mang thai đồng đã thu nhỏ lại thành một khối sau khi được tinh luyện khuôn mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc đường vũ lân nói ta có thể đi được chưa hoàn thành là được rồi bất quá người xác định người đã hoàn thành bách đoán tạo tinh luyện chứ nếu như không tinh luyện thành công sẽ trực tiếp bị đào thải vị giám sát viên có lòng tốt nhắc nhở ta xác định ta đã hoàn thành đường vũ lân không chút do dự trả lời với trình độ hiện tại của hắn bách đoán tạo đã không đáng kể chút nào trên đài chủ tịch lão giả tóc bạc lên tiếng trước nhất khi nãy trầm giọng nói gọi người mang thành phẩm dự thi của tiểu hài tử kia qua đây nếu như ta đoán không lầm Người này chính là một thiên tài, lúc mới đầu, hắn nghi vấn Đường Vũ Lân lỗ mãng, thế nhưng, thân là một vị thánh tượng cấp đại tông sư, hắn rất nhanh đã từ trong thanh âm gõ chùy của Đường Vũ Lân nghe ra âm sắc quen thuộc. Đó là nhịp điệu, nhịp điệu chỉ thuộc về đoán tạo sư, mỗi một vị đoán tạo sư ở thời điểm đoán tạo đều có nhịp điệu của riêng mình, bắt được nhịp điệu, liền có thể làm ít công to, làm mang thai đồng tinh luyện không dễ dàng, nhưng hắn lại có thể hoàn thành quá trình đoán tạo trong một nhịp điệu riêng, có lẽ nào kết quả tinh luyện của hắn thực sự rất tốt sao rất nhanh khối lam mang thai đồng đã thu nhỏ lại rất nhiều được mang lên đài chủ tịch có thể ngồi trên đài chủ tịch không thể nghi ngờ đều là những nhân vật có sức ảnh hưởng nhất định trong giới đoán tạo sư ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng hội tụ lại trên tấm kim loại hiếm này chuyện này trên khối lam mang thai đồng hiện lên từng đường hoa văn vô cùng mỹ lệ thông thường đánh giá hiệu quả đoán tạo của lam mang thai đồng chủ yếu xem thử hoa văn có đều hay không các vân hoa có tiếp cận được khu vực trung tâm của khối kim loại hay không khối lam mang thai đồng này căn bản không cần nhìn thêm chỉ cần thấy được vân hoa xoáy tròn ngay chính giữa ngay lập tức có thể xác định quá trình bách đoán tạo tinh luyện đã thành công chưa kể thể tích của nó so với bách đoán tạo thông thường còn thu nhỏ lại nhiều hơn ông lão tóc bạc cúi đầu cẩn thận nhìn đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa cảm thụ hoa văn trên khối lam mang thai đồng kia dần dần con mắt của hắn sáng lên thật sự là một khối thượng phẩm bách đoán tạo đi hỏi thăm một chút đứa nhỏ này là hiệp hội nào tiến cử tới vậy đường vũ lân lúc này đã vội vã rời khỏi phòng thi đấu của đoán tạo sư nhắm thẳng hướng sân vận động thiên hải thành mà chạy như bay tới từ phòng thi đấu đến sân vận động thiên hải thành cũng không xa tối ngày hôm qua đường vũ lân đã nghiên cứu qua con đường gần nhất để phòng ngừa mình đến muộn bạn đang xem long vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt giờ ECAB phim viết liền không giấu nhé. Đoán tạo rất thuận lợi, là người thứ nhất nộp bài thi, hiện tại phần thi đấu cá nhân bên kia hẳn là vẫn chưa bắt đầu. Hơn nữa, dựa theo thẻ số của hắn, hắn nằm ở bảng thi đấu thứ ba. Bởi vì người dự thi đông đảo, mỗi nhóm thi đấu lại chia làm nhiều bảng, mỗi một bảng có thể đồng thời có 50 tuyển thủ tiến hành thi đấu. Bảng thứ ba, chí ít hẳn phải bắt đầu sau một tiếng, tính toán thời gian có lẽ hoàn toàn có khả năng đến kịp đây chỉ mới là ở một địa điểm thi đấu, còn có nhiều địa điểm khác cũng đang tiến hành thi đấu, có thể thấy được số lượng thí sinh tham gia thiên hải liên minh thi đấu cao đến mức nào. Chạy vào sân vận động thiên hải thành, đường Vũ Lân đang muốn đi tìm nơi báo danh, chuẩn bị thi đấu, nhưng đường đi trước mặt đã bị một bóng người chặn lại. Hừ, một tiếng hử lạnh vang lên, hơn nữa đường còn bị chặn, đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Tinh Lan mặt đằng đằng sát khí nhìn hắn. Từ lạp chí cũng ở bên cạnh, hắn bày ra dáng vẻ vô tội, ánh mắt nhìn đường vũ lân có chút u oán cuối cùng cũng coi như bắt được người người còn có gì để nói không diệp tinh lan hai tay chống nạnh lông mi dựng thẳng bên trong đôi mắt đẹp như có ngọn lửa nhấp nháy nói cái gì chúng ta không giống như quen thân đến vậy đường vũ lân thản nhiên nói chớ cản đường ta muốn đi thi đấu người còn muốn thi đấu diệp tinh lan khoát tay đẩy đẩy bả vai đường vũ lân nhưng làm nàng kinh ngạc chính là thân thể của người này lại giống như tảng đá vậy vô cùng nặng để sao cũng không nhúc nhích lấy một chút. Nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, Diệp Tinh Lan vành mắt lại đỏ lên, nàng từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ đều chưa bao giờ phải chịu qua ủy khuất đến vậy. Bị chủ quán ngăn lại đòi tiền, mà trên người nàng căn bản là không mang tiền, từ lạp chí cũng không có. Dù hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng cũng chỉ có thể dùng hồn đạo thông tin truyền tin cầu cứu. Nhưng vị chủ quán này lại nhận định họ định ăn quỳt, bắt bọn họ trước khi có người đến trả tiền, phải rửa chén dĩa trừ nợ nếu như không có người đến phải ở lại làm việc tới khi nào trả hết nợ mới thôi đáng thương một đôi tay nhỏ trắng nõn nà của diệp tinh lan chỉ có thể nhịn nước mắt đi dọn mâm rửa chén bát nàng đương nhiên có thể phát tác thế nhưng quy củ của sử lai khắc học viện nàng lại không dám xúc phạm hơn nữa ăn cơm trả tiền là chuyện kinh thiên địa nghĩa vốn là bọn họ không đúng làm sao có thể nào phát tác kết quả là hai tên học viên sử lai khắc học viện vậy mà lại bị vây khốn ở một nhà hàng hải sản thiên hải thành rửa chén đến gãy cả đôi tay nghĩ tới những gì đã trải qua diệp tinh lan hận đến nghiến răng mà hết thảy tất cả những chuyện này đều là do tên trước mắt này dẫn đến sáng sớm nàng liền lôi kéo từ lạp chí đi ra ngoài nhưng bọn họ cũng không biết đường vũ lân ở nơi nào vẫn là từ lạp chí kiến nghị đường vũ lân nếu là đến để dự thi nhất định sẽ đến sân vận động trung tâm quả nhiên cuối cùng cũng có thể vây bắt được hắn ở đây ta tại sao lại không muốn thi đấu cơ chứ người ngăn cản ta là muốn làm gì đường vũ lân khẽ nhíu mày nói rằng diệp tinh lan phận uất nói ngày hôm qua không phải ngươi nói ngươi đi tính tiền sao rồi cuối cùng người biến đi đâu đi tính tiền à đường vũ lân lạnh nhạt nói ta tự thanh toán phần của ta phần của các ngươi tại sao ta lại phải trả tiền vốn cũng là từ lạp chí nói với ta muốn mời khách ta lại tự thanh toán phần tiền của mình rồi rời đi có cái gì không đúng sao ngươi không ăn chắc hay là hắn không ăn ngươi nếu sợ ta chiếm tiện nghi của các ngươi vậy tại sao ngươi còn đòi chiếm tiện nghi của ta đây ta chỉ thanh toán phần của mình có ý kiến gì không ngươi cũng không có ý định làm bằng hữu của ta tại sao ta phải trả tiền cho người dưng không quen không biết như các người diệp tinh lan bị hán chất vấn có chút sững sờ đúng đấy tại sao người ta phải trả nợ cho mình và tiểu bàn tử thật giống như chính mình đang đuối lý ngươi ngươi không phải nói theo chúng ta ăn cơm là vinh hạnh của ngươi sao diệp tinh lan chống chế đường vũ lân nói vinh hạnh liền nhất định phải trả tiền sao ta xưa nay đều chưa từng nói ta muốn mời khách nếu như chúng ta là bằng hữu mời các ngươi ăn không tính là gì nhưng ngươi cũng không muốn cùng ta kết sao bằng hữu mà ta cũng không thèm chiếm tiện nghi của các ngươi nhưng mà nhưng mà ngươi ăn nhiều hơn diệp tinh lan khóc bù lu bù loa nội tâm vẫn uất cùng oan ức trào dâng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên ai ngăn cản ngươi ăn nhiều đường vũ lân tiến lên một bước đẩy tay nàng ra nhanh chân hướng về sân vận động mà đi hắn không muốn bỏ lỡ thời gian vẫn hy vọng còn kịp để thi đấu nội dung cá nhân nữa đấy. Ngươi, đứng lại đó cho ta, Diệp Tinh Lan quát to một tiếng. Đường Vũ Lân vậy mà không thèm để ý, cũng không thèm quay đầu lại đã đi vào bên trong. Khốn nạn, Diệp Tinh Lan chửi thề một tiếng giận dữ. Tinh Lan tỉ, từ lạp chí từ phía sau nắm lấy vạt áo của nàng, Vũ Lân hắn nói như vậy cũng rất có đạo lý. Ngươi về phe bên kia, Diệp Tinh Lan quay người lại, hung tượng nhìn về phía hắn. Ta, ta đương nhiên là phe của tỷ bên này mà từ lạp chí líu díu phản bác đường vũ lân người chở ta diệp tinh lan hai mắt hiếp lại hung hãn gào lên sau đó đột nhiên nhanh chân hướng về sân thể thao đi đến tinh lan tỉ người định làm gì thế báo danh dự thi hắn không phải nói chuyện rất có đạo lý sao ta ngay trên võ đài sẽ đánh cho hắn biết cái gì gọi là đạo lý đường vũ lân cũng không biết chính mình vô hình chung đã tự dựng lên cho mình một đối thủ mạnh mẽ chạy đến nơi báo danh quả nhiên đúng như hắn phán đoán thời gian vừa kịp không hề bị lỡ việc đăng ký thi đấu hiện tại hắn có thể vào sân chờ đợi sự tính khoảng chừng nửa canh giờ nữa bảng thi đấu của hắn sẽ bắt đầu đối với diệp tinh lan hắn vốn là một người ngang ngược hắn ăn nhiều như vậy mà còn nói ngược thực sự là hết sức vô lý ta không lọt được vào mắt hắn hắn làm gì nhất định phải đi giao hảo hai bên vốn không cùng thuộc một đẳng cấp chỉ là hai đường thẳng song song mà thôi trong trường đấu khí thế ngút trời nhóm thiếu niên bởi vì còn nhỏ nên số lượng hồn hoàn nói chung cũng không cao nhiều nhất bất quá chỉ là tam hoàn, lại là thi đấu một trọi một. Vì lẽ đó sân bãi cũng không hề lớn, mỗi một sân thi đấu đường kính đều chỉ khoảng tầm 30 mét. Từng khối từng khối sân bãi liền nhau, các loại võ hồn, hồn kỹ luân phiên bắn ra, xem mà hoa cả mắt. Đường Vũ Lân xem rất chăm chú, những người này rất có khả năng là đối thủ của hắn sau này. Hắn chỉ có nhất hoàn vào một hồn kỹ, muốn chiến thắng đối phương cũng không hề dễ dàng. Rất nhanh, bảng thi đấu thứ hai đã kết thúc đã đến viên các tuyển thủ của bảng đấu thứ ba ra trận. Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn thẻ số của mình, dựa theo kết quả rút thăm ngày hôm qua, hắn sẽ thi đấu ở sân số 36. Sân thi đấu hình tròn, chung quanh có thiết bị phòng ngự bảo vệ, phòng ngừa uy lực của hồn kỹ phát tiết ra bên ngoài. Đây vẫn là lần đầu hắn tham gia thi đấu kiểu này, bất quá, hắn cũng không có căng thẳng mấy. Dù sao, trải qua quá trình rèn luyện tại thăng linh đài, hơn nữa bình thường còn thường xuyên thực chiến, hắn thậm chí còn có chút hương phấn trở mong đến tột cùng mình có thể đi được bao xa ở nội dung thi đấu cá nhân đây đối thủ của hắn rất nhanh đã xuất hiện trên đài thi đấu đó là một tên thiếu niên vóc người nhỏ gầy nếu như chỉ từ vóc người mà xem tựa hồ còn nhỏ hơn so với đường vũ lân nữa hơn nữa trong ánh mắt của hắn rõ ràng có chút hoang mang có chút căng thẳng mỗi một sân thi đấu đều có một vị trọng tài chỗ họ bên này là một vị trọng tài trung niên quy tắc thi đấu hết sức đơn giản các ngươi cố gắng hết sức sử dụng thủ đoạn công kích của mình không cần kiêng kỵ thời điểm thích hợp ta sẽ can thiệp để bảo đảm sự an toàn của các ngươi khi một bên chịu thua hoặc là mất đi năng lực chiến đấu bên kia sẽ được tính là chiến thắng nếu thực lực cách biệt quá lớn ta sẽ là người phán định các ngươi có 30 giây thời gian chuẩn bị 5 giây cuối ta sẽ đếm ngược bắt đầu chuẩn bị trọng tài vừa dứt lời ánh sáng dưới chân đối thủ của đường vũ lân bắt đầu lóe sáng hai vòng hồn hoàn xuất hiện hai hồn hoàn màu vàng đan sen rực rỡ không phải còn những 30 giây sao động tác đầy coi thường của đối phương khiến đường vũ lân mơ hồ sớm thả võ hồn ra sẽ tiêu hao hồn lực đó hơn nữa hắn như thế này là muốn biểu diễn võ hồn cho mình xem sao võ hồn của đối phương là một cây trường côn màu trắng bạc bên trên có một con hắc long quay tròn bàn long côn một loại khí võ hồn không tầm thường bất quá có chữ long vậy có phải là đường vũ lân trong lòng hơi động hắn không hề e ngại số lượng hồn hoàn của đối thủ chút nào đối thủ của hắn tựa hồ chợt ý thức được chính mình hơi sốt ruột vội vàng đem võ hồn thu hồi, ánh mắt chăm chú nhìn đường Vũ Lân. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Theo tiếng đếm ngược của trọng tài, chân trái đường Vũ Lân đột nhiên dẫm mạnh trên mặt đất, người đã như đạn pháo sông tới. Hắn không phải là mẫn công nghệ chiến hồn sư, nhưng lực bộc phát trong nháy mắt lại phi thường mãnh liệt, khoảng cách 30 mét, chỉ bước vài bước đã đến trước mặt đối phương. Đối thủ của hắn cuống quýt thả ra võ hồn của chính mình, bàn long côn trong tay chửa thẳng về phía trước, hồn hoàn dưới chân vậy mà không sáng lên cho thấy hắn không hề phóng thích hồn kỹ đối với tốc độ đột ngột của đường vũ lân hiển nhiên khiến hắn sợ hết hồn hắn thật không phải là không muốn phóng thích hồn kỹ mà là ở trong nháy mắt đó đã quên hư một tiếng hử lạnh nổ vang trong tai thiếu niên nọ chỉ thấy choáng váng như muốn ngất đi tiếp theo hắn nhìn thấy đường vũ lân giơ lên hữu quyền kim lân nhấp nháy tỏa sáng một áp lực khủng bố khó có thể hình dung trở xuất hiện trong lòng hắn hắn vốn đã căng thẳng dưới áp lực của long uy bất thình lình xuất hiện liền đặt mông ngã ngồi trên mặt đất đường vũ lân khoát tay hắt rơi bản long côn tay phải hóa thành trào tựa như định đập lên đỉnh đầu của hắn đương nhiên hắn cũng không thực sự vỗ xuống cũng không phóng thích kim long trào dừng lại trọng tài hầu như trong chớp mắt đã đến trước mặt bọn họ ngăn trở tay phải của đường vũ lân đương nhiên hắn cũng cảm giác được đường vũ lân cũng không hề phát lực kinh nghiệm thực chiến quá kém vậy mà cũng dám đăng ký tham gia thi đấu sao Trọng tài hướng về tên thiếu niên mặt trắng bệch đang ngồi dưới mặt đất mà nói: "Ta, ta có hồn kỹ rất mạnh, ta còn có thể." Trọng tài hư lạnh một tiếng, "Trở về trước tiên rèn luyện thực chiến cho thật tốt rồi hãy trở lại đăng ký, hồn kỹ mạnh hơn cũng phải biết sử dụng mới phát huy được, ngươi có thể sao?" Trận đấu kết thúc, vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại, Đường Vũ Lân thắng. Trọng tài khen ngợi hướng về hắn gật đầu, phân phát cho hắn một thẻ số mới, dùng để thi đấu vòng thi đấu thứ hai. Từ đầu tới cuối, đường vũ lân thậm chí ngay cả võ hồn cũng chưa hề phóng thích ra ngoài đã chiến thắng đối thủ trải qua cuộc tranh tài này sự tự tin của đường vũ lân tăng lên nhiều đối thủ tựa hồ cũng không quá cường đại như hắn tưởng tượng trận đấu buổi sáng kết thúc so với dự tính còn nhanh hơn tiếp theo còn thi đấu tổ đội buổi chiều vì vậy hắn đơn giản trực tiếp quay về lại khách sạn lúc hắn trở lại tạ giải cùng cổ nguyệt cũng đều đã trở về hứa tiểu ngôn thậm chí còn chưa từng rời khỏi khách sạn các ngươi thế nào đường vũ lân hướng về tạ giải cùng cổ nguyệt hỏi đương nhiên là thuận lợi qua ải người biết thực lực của tụi ta mà tạ giải có chút đắc ý nói cổ nguyệt cũng hướng về đường vũ lân gật gật đầu đường vũ lân cười nói vậy xem ra ba người chúng ta đều thuận lợi vượt qua vòng thứ nhất chúc mừng cả nhà cổ nguyệt nói mục tiêu của chúng ta không phải là quán quân sao thi đấu đoàn đội chắc chắn chúng ta cũng sẽ chiến thắng đường vũ lân cảm khái nói kinh nghiệm thực chiến thật sự rất trọng yếu đối thủ của ta là một tên nhị hoàn đại hồn sư nhưng hắn thậm chí hồn kỹ còn chưa kịp triển khai ra đã thất bại, hắn tuy rằng có chút không phục, nhưng mà nếu đây là chiến trường, hắn chắc chắn đã tèo trên tay ta." Cổ Nguyệt nói, "Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả, thực lực vốn là tổng hợp của tất cả mọi thứ, hồn lực, hồn kỹ đều chỉ là một phần trong đó, hồn sư dù mạnh mẽ đến đâu, nhưng nếu chủ quan, cũng có thể bị tiểu hài tử dùng chủy thủ đâm chết, vì lẽ đó thực chiến, phản ứng, cảnh giác đều phi thường trọng yếu." Đường Vũ Lân cười nói, ta chỉ hy vọng là vòng kế tiếp không phải gặp ngươi là tốt rồi cổ nguyệt hơi sững sờ cũng nở nụ cười đúng đấy nàng làm sao lại mong muốn phải đánh với đường vũ lân đây trạng thái của mọi người cũng không tệ lão đại buổi chiều tính sao đây tạ giải hướng về đường vũ lân hỏi đường vũ lân nói ta xem năng lực của người dự thi cũng chênh lệch không đồng đều chúng ta chỉ cần phát huy như bình thường là tốt rồi mọi người không cần sốt sắng với thực lực bình thường của chúng ta thông qua vòng một không thành vấn đề ừm ba người kia đồng thời gật đầu vũ trường không đã đi đâu đó tới lúc gần thi đấu đoàn đội người dẫn đội của bọn họ cũng không phải là vũ lão sư mà là thầy chủ nhiệm long hằng húc bọn tiểu tử đều đã chuẩn bị xong chưa nhìn thấy mấy hài tử này trên mặt long hằng húc cũng không khỏi toát ra nụ cười hắn đã đi thăm dò kết quả thi đấu sơ loại hôm nay vốn cũng không nghĩ là mấy hài tử này tham gia thi đấu cá nhân lại còn thuận lợi thông qua vòng thứ nhất đây tuyệt đối là một khởi đầu tốt đương nhiên Hắn cũng không biết Đường Vũ Lân còn dự thi đoán tạo sư nữa. Dạ đã chuẩn bị kỹ càng, Đường Vũ Lân thay mặt các bạn hồi đáp. Long Hằng húc gật đầu, tiếp theo phải xem các người phát huy thế nào, không biết Vũ lão sư đã nói cho các người biết hay chưa, bởi vì nhân số ít, lại sử dụng phần lớn tài nguyên của học viện, lần thi đấu này, trên thực tế cũng là một lần sát hạch đối với linh ban các người, các người có thể thu được thứ hạng càng cao, tương lai có thể nhận được tài nguyên đầu tư của học viện càng nhiều. Đường Vũ Lân, đặc biệt là ngươi người có biết người đã sắp ăn đến nghèo học viện rồi không vì lẽ đó bọn nhỏ phải cố gắng lên đường vũ lân gật gù tụi con nhất định sẽ toàn lực ứng phó vũ lão sư xưa nay đều không hề nói cho bọn họ biết những thứ này nghe long hằng húc nói xong trong lòng hắn không khỏi xúc động vì bọn họ vũ lão sư nhất định đã phải chịu đựng áp lực không nhỏ biện pháp tốt nhất để báo đáp lão sư là gì thắng lợi địa điểm thi đấu đoàn đội so với thi đấu cá nhân lớn hơn nhiều lắm sân thi đấu 3 đối 3 có đường kính 50 m hơn. Đối thủ của bọn đường Vũ Lân đến từ một thành thị nhỏ gọi là Hải Dương Thành, là thành thị phụ cận của Thiên Hải Thành. Quy mô so với ngạo lai thành ban đầu của đường Vũ Lân cũng không lớn hơn bao nhiêu, nhưng kinh tế thực sự tốt hơn nhiều, vì lẽ đó cũng có một tòa trung cấp học viện. Thi đấu đoàn đội 3 đấu 3 sở dĩ vốn không được coi trọng, một trong những nguyên nhân là do các học viện có thực lực đều lựa chọn hình thức thi đấu tổ đội 7 người, chỉ có khi nhân số không đủ hoặc là đã có đội chủ lực đăng ký nội dung bảy người khi đó bọn họ mới phái học viên tham dự nội dung đấu ba người đây đều là do long hằng húc nói cho bọn họ biết vũ trường không xưa nay chưa từng đề cập đến những thứ này bất luận đối thủ là ai đều phải chiến thắng đây là lý luận của vũ trường không bọn đường vũ lân từ dưới sân quan sát các cuộc so tài nhóm thiếu niên ba đấu ba tựa hồ cũng không có đối thủ nào đặc biệt mạnh mẽ quá trình thi đấu diễn ra có phần hơi tẻ nhạt lão đại mấy cuộc so tài này nhìn kiểu nào cũng khiến ta thấy vô cùng buồn ngủ tạ giải có chút bất đắc dĩ nói đường vũ lân nói bởi vì ngươi vẫn chưa gặp được đối thủ mạnh nơi này chỉ là một điểm thi đấu thôi tuyệt đối không nên coi thường lát nữa chiến thuật của chúng ta sẽ sắp xếp như thế này vừa xem thi đấu trong lòng hắn đã lập sẵn kế hoạch nửa giờ sau rốt cục cũng đến phiên đại biểu đông hải học viện bọn họ ra trận đường vũ lân đi ở trước nhất theo sau hắn chính là tạ giải còn có hứa tiểu ngôn đúng cổ nguyệt cũng không hề ra trận nhìn những chàng thi đấu trước đó hơn nữa đối thủ đều đến từ những tòa trung cấp học viện thuộc các thành thị nhỏ đường vũ lân hoàn toàn tự tin vũ trường không đã nói mục tiêu của bọn họ chỉ có một chính là quán quân đối với vũ trường không đường vũ lân hiểu rõ bất luận bọn họ tham gia thi đấu như thế nào đối thủ mạnh mẽ đến mức nào mục tiêu mãi mãi cũng sẽ chỉ có một cái này muốn thu được giải quán quân vậy sẽ phải có sắp xếp chiến thuật bài bản trong các học viên linh ban thực lực mạnh nhất không nghi ngờ chút nào chính là cổ nguyệt bảo toàn thực lực sẽ có lợi ích rất lớn đối với những trận thi đấu về sau của bọn họ băng trượng hứa tiểu ngôn không được tính là đặc biệt mạnh nhưng khả năng phối hợp với đồng đội của nàng lại cực kỳ tốt thường thường sẽ có thể đem lại tác dụng ở thời khắc mấu chốt giống như tạ giải hình dung về nàng nhìn qua tưởng như một thiếu nữ xinh đẹp ngây thơ thanh khiết trên thực tế lại là một tên xấu bụng ham lợi tiểu đạo tặc hứa tiểu ngôn cũng không nghĩ rằng cuộc so tài thứ nhất đã có thể ra trận trong con người xinh đẹp hiện rõ sự hưng phấn buổi sáng bọn đường vũ lân thi đấu cá nhân đều giành chiến thắng nàng kỳ thực trong lòng cũng khá là ước ao chỉ là bởi vì nhận thức rất rõ ràng thực lực của bản thân nàng biết mình cũng không thích hợp để chiến đấu một trọi một vì vậy nên cũng không tranh phong nhưng ngay lúc đó lại được chọn để thi đấu đồng đội nàng làm sao không hưng phấn cho được không nghĩ tới đường vũ lân lại đồng ý để nàng xuất chiến bước lên đài thi đấu đối thủ của bọn họ cũng đã xuất hiện rồi ba tên thiếu niên khoảng chừng mười bốn 15 tuổi. Khi ba vị thiếu niên đến từ Hải Dương thành trung cấp học viện này, nhìn thấy đối thủ rõ ràng nhỏ tuổi hơn mình nhiều, trên mặt cả ba đều toát lên ý cười không thể che giấu được. Đúng như Đường Vũ Lân phán đoán, Hải Dương thành trung cấp học viện không mạnh, giống như những đội thi đấu trước đó bọn họ đã xem qua. Khi bọn hắn tự cho rằng không có cơ hội nào để chiến thắng, vậy mà ở vòng thi đấu thứ nhất lại đụng được đối thủ nhỏ tuổi như bọn Đường Vũ Lân, làm sao bọn họ có thể không vui mừng đây? Ba tên tiểu gia hỏa này cùng lắm cũng chỉ 11, 12 tuổi chứ bao nhiêu. Ở độ tuổi này, kém hơn vài tuổi, chính là một trời một vực, vì thời gian tu luyện sẽ kém hơn rất nhiều. Trong lúc nhất thời, ba người không thể tiết chế được cảm xúc vui mừng của mình lộ rõ ra bên ngoài. 30 giây thời gian chuẩn bị, sau khi đếm ngược 5 giây cuối sẽ bắt đầu. Quy tắc thi đấu, không được cố ý làm đối thủ tàn phế hoặc tử vong. Khi ta kêu ngừng phải dừng thi đấu ngay lập tức. Trọng tài đã lên đài, ngày hôm nay thi đấu rất nhiều trận hắn đọc vành vách quy tắc thi đấu y như một cái máy ta tên ma tạp đây là đồng đội của ta vũ thạch cùng đoan mộc liên liên mấy tên tiểu tử các ngươi đến từ đông hải học viện bọn họ cũng đã xem qua kết quả rút thăm tiểu tử trên mặt đường vũ lân toát ra vẻ mỉm cười đúng đấy ba vị học trường chúng ta đến từ đông hải học viện nam nhất xin mời ba vị học trường chỉ giáo nhiều hơn tạ giải vốn định phát tác nhưng nhìn thấy đường vũ lân hướng về phía mình làm ám hiệu từ phía sau lưng hắn biểu hiện hơi sững sờ sau đó liền ý thức được cái gì cúi đầu không để vẻ mặt của mình bị đối phương nhìn thấy hứa tiểu ngôn vẻ mặt lại trở nên quái lạ hơn cái tên đội trưởng này bình thường không phải rất quang minh chính đại sao năm bốn ba hai một thi đấu bắt đầu theo tiếng tuyên bố của trong bài trận thi đấu đồng đội đầu tiên của linh ban đã chính thức bắt đầu đường vũ lân là người thứ nhất xông lên cũng giống như lúc trước thi đấu cá nhân hắn căn bản cũng không hề thả ra võ hồn phóng thích võ hồn cần mất một ít thời gian với tu vi của bọn họ bây giờ thậm chí có thể mất đến một giây thời gian hắn trực tiếp hướng về phía đối phương chạy đến vậy cũng có thể tiết kiệm được khoảng thời gian này rồi luận tốc độ hắn không sánh được với tạ dài nhưng so về lực bộc phát tuyệt đối không hề thua kém tạ dài một chút nào chân trái lúc dùng sức còn phát ra một tiếng ầm vang vọng động tác của tạ dài cũng không hề chậm sử dụng chiến thuật lúc trước đã được thỏa thuận kỹ lưỡng hắn đi theo sau đường vũ lân cấp tốc ẩn giấu thân thể phía sau lưng của vũ lân hứa tiểu ngôn tay phải thi triển một chiêu một vòng hồn hoàn ở dưới chân sáng lên băng trượng xuất hiện nhìn thấy đường vũ lân hai người vọt tới trước mặt nhưng lại không phóng thích hồn hoàn mà hứa tiểu ngôn cũng chỉ thả ra được mỗi một hồn hoàn đối thủ của bọn họ ba vị này rõ ràng sửng sốt một chút thậm chí ở trong lòng còn sinh ra ảo giác có khi nào hai thằng nhóc này còn không biết làm cách nào để phóng thích hồn hoàn hay không sau đó ba người mới dồn dập phóng thích võ hồn của mình nhị hoàn tất cả đều là nhị hoàn màu vàng có thể đại biểu học viện xuất chiến ắt hắn cũng là những người tài ba trong đám học viên đúng lúc này bọn họ nhìn thấy một ánh sáng hồn hoàn màu tím hẩn nhìn qua liền thấy vô số dây leo màu xanh như xúc tu chen trúc xuất hiện ánh sáng màu tím lóe sáng dây leo bao trùm khắp chung quanh cơ thể bọn họ trong lúc vội vàng ba người gần như không phản ứng kịp lúc này mới cố gắng triển khai hồn kỹ những dây leo màu xanh lam kia đã đến rất gần khi bọn họ theo bản năng cố gắng chống lại thì từng cây dây leo vô cùng cứng cỏi đã cấp tốc quấn quanh mà lên ba người đồng thời bị trói chặt lấy đừng nhúc nhích âm thanh lạnh lùng của tạ giải vang lên quang long chửi phân biệt gõ trên đầu ba người một cái hứa tiểu ngôn ở phía xa dơ cao băng trượng nhưng căn bản không có phóng thích hồn kỹ dừng lại thời điểm trọng tài hô lên hắn cũng hơi ngạc nhiên một tên nhị hoàn hai tên nhất hoàn chống lại ba gã nhị hoàn không chỉ thu được thắng lợi hơn nữa lại chỉ sử dụng thời gian ngắn ngủi như vậy chuyện này quả thật khó mà tin nổi từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc toàn bộ quá trình thực sự là quá nhanh có cảm giác như mắt không kịp nhìn tại sao lại như vậy ma tạp vũ thạch đoàn mộc liên liên ba người trong lòng đều có cùng ý nghĩ này bọn họ thậm chí còn chưa kịp triển khai hồn kỹ của chính mình kinh nghiệm thực chiến trong lòng đường vũ lân lại xuất hiện bốn chữ này những đối thủ này so về kinh nghiệm thực chiến kém hơn bọn họ rất nhiều Lúc tham dự thi đấu cá nhân, hắn cũng đã cảm nhận được, đến lúc thi đấu đồng đội cũng là như vậy. Chẳng lẽ nào bình thường bọn họ đều không hề trải qua huấn luyện thực chiến sao? Kỳ thực là hắn đã nghĩ oan cho những đối thủ này, bất kỳ học viên hồn sư nào đều phải trải qua thực chiến huấn luyện, chỉ có điều trình độ huấn luyện có chỗ bất đồng. Huấn luyện thực chiến với cường độ cao, như bọn họ có thể nói, là vô cùng hiếm. Chớ nói, chỉ là thiên phú của bọn họ là ở tốp đầu của Đông Hải học viện từ hàng ngàn hàng vạn học viên tuyển chọn ra, giáo viên của bọn họ lại là vũ trường không. Vũ Trường không xuất thân từ sử lai khắc học viện, rất nhiều phương pháp dạy học đều được học tập từ sử lai khắc. Trước đây bọn họ chỉ luyện tập nội bộ lẫn nhau hoặc đối mặt với hồn thú trong thăng linh đài, vẫn không cảm giác được ưu điểm của mình. Đến lần tranh tài này, khi chân chính đối diện với những hồn sư khác, bọn họ mới có thể phát hiện ra điều này. Đội trưởng không nghĩ tới ngươi cũng có mặt xấu nha, rời khỏi sân thi đấu, hứa tiểu ngôn cười hì hì nói với đường vũ lân. Không phải sao, thi đấu còn chưa bắt đầu, đường vũ đã mê hoặc đối thủ, ánh mắt thuần khiết hoàn mỹ một bộ dáng vẻ ngây ngô đã hoàn toàn mê hoặc đối thủ thời điểm chân chính tranh tài lại đột nhiên bạo phát trước sau biến hóa quá to lớn mới khiến cho đối thủ không trở tay kịp do đó bị thua chóng vánh nếu không coi như có thể thắng cũng không thể thắng thoải mái như vậy mới đúng từ đầu tới cuối đều chỉ có mỗi đường vũ lân sử dụng một hồn kỹ mà thôi đương nhiên đó là thiên niên hồn kỹ đường vũ lân cười ha ha nói có thể tiết kiệm được một điểm khí lực nào thì đều nên tiết kiệm nếu có thể ẩn giấu được thực lực của các ngươi thì tại sao phải bại lộ mục tiêu của chúng ta là quán quân đó nha không sợ chém gió to quá gãy lưỡi sao chính vào lúc này một âm thanh lạnh như băng cách đó không xa văng lên đường vũ lân ba người quay đầu nhìn lên vừa vặn nhìn thấy hai bóng người quen thuộc chính là diệp tinh lan cùng từ lạp trí từ lạp trí hướng về đường vũ lân làm ra một vẻ mặt bất đắc dĩ diệp tinh lan lại lạnh lùng nhìn đường vũ lân hai con mắt như muốn phun lửa hận không thể đem hắn thiêu chết Đường Vũ Lân thế nhưng không thèm để ý tới nàng, chúng ta đi thôi. Tạ giải tiến đến bên tai hắn, nói, ta thế nào cứ có cảm giác, các người tựa, như có thâm cừu đại hận gì đấy. Đường Vũ Lân nhún nhún vai, cũng không có, chỉ là biết nhau sơ sơ mà thôi. Cổ người lúc này cũng đi tới, nàng cũng không có nói chuyện kiểu như đường Vũ Lân, chỉ lạnh lùng nhìn Diệp Tinh Lan nói, mỏi mắt mong chờ. Diệp Tinh Lan xem thường hơn một tiếng, chúng ta cũng báo danh dự thi, ta ngược lại muốn xem xem là ai mỏi mắt mong chờ bọn họ cũng báo danh bọn họ không phải đến từ sử lai khắc học viện sao sử lai khắc học viện không phải là không thể tham gia loại thi đấu công khai này sao đường vũ lân kinh ngạc nhìn bọn họ diệp tinh lan đắc ý nói chúng ta lâm thời gia nhập một học viện tóm lại sẽ không có người phản đối đường vũ lân người chờ ta người tốt nhất nên cầu nguyện có thể thất bại trước khi gặp phải ta nếu không hừ hừ vừa nói nàng duỗi quả đấm nhỏ hướng về đường vũ lân nhá nhá trong con người tràn ngập mùi vị uy hiếp sắc mặt đường vũ lân trở nên hơi nghiêm nghị hắn không thể không cẩn thận ứng đối nhân ra người ta vậy mà lại đến từ chính sử lai khác học viện đó nha chàng thi đấu biểu diễn kia mọi người đều đã xem tuy rằng không hề nhìn rõ ràng bọn họ ra tay như thế nào nhưng có thể đại biểu sử lai khác học viện xuất chiến đã đủ để chứng minh thực lực của bọn họ có thể tao ngộ đối thủ như vậy trong trận đấu hơn nữa lại bởi vì chính mình gây nên chuyện này cũng không công bằng chút nào với đồng đội của mình đường vũ lân đang định nói cái gì lại bị cổ nguyệt kéo lại bạn đang xem Long Vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh youtube Di Phim. Truy cập kênh youtube Di Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không giấu nhé. Được, vậy thì nhìn xem là ai mỏi mắt mong chờ. Đội trưởng, chúng ta đi. Cùng người lôi kéo đường Vũ Lân liền rời đi, cũng không cho hắn giải thích gì thêm. Trên đường trở về khách sạn, đường Vũ Lân kể lại chuyện mình cùng Diệp Tinh Lan trở mặt nói qua một lần. Đội trưởng, người cực giỏi, hứa tiểu ngôn hai mắt sáng rực nhìn đường Vũ Lân người ta vậy mà đến từ sử lai khắc học viện nha người lại cứ như vậy mà bỏ lơ quá tuấn tú quả thực chính là uy vũ không khuất phục nghèo nhưng không thể hèn tạ giải bĩu môi cái gì mà uy vũ không khuất phục hắn chính là tiếc tiền thôi đường vũ lân liếc hắn một cái đúng vậy chính là như vậy hắn vừa nói như thế tạ giải trái lại không thể trào phúng thêm được cổ nguyệt ở một bên thờ dài nói đây mới là tính tình thật thà tạ giải tức giận dẫm chân ta nói này cổ nguyệt ngươi có thể có chút chủ kiến hay không? Có phải ở trong lòng ngươi, hắn làm cái gì cũng đúng? Đúng vậy, cổ nguyệt nói như đúng rồi. Tạ giải cả giận nói, vậy sau này ngươi lớn rồi có phải còn muốn gả cho hắn, vậy nên mới phòng ngừa chu đáo từ bây giờ. Cổ nguyệt ngần người, nhìn về phía đường Vũ Lân, nhưng ánh mắt của nàng một khắc sau lại ảm đạm đi, đột nhiên tăng tốc độ, chạy nhanh về hướng khách sạn. Tạ giải ngần người, bình thường hắn cùng cổ nguyệt đấu võ mồm xưa nay, đều không thắng bao giờ, làm sao có cảm giác lần này hình như đã thắng nhưng thời điểm cổ nguyệt chạy đi lại khiến trong lòng hắn có cảm giác không thoải mái tựa hồ mình đã làm sai điều gì nàng đây là làm sao tạ giải nghi ngờ hỏi đường vũ lân tức giận đừng nói lung tung người mới vài tuổi biết cái gì là lập gia đình với không lập gia đình mãi cho đến khách sạn cổ nguyệt đều không tiếp tục nói chuyện cứ đi một mình ở phía trước như vậy kéo dài khoảng cách của mọi người tâm tình đường vũ lân vẫn rất tốt dù sao cả ba trận chiến đầu tiên của mình hôm nay đều đã giành chiến thắng, chuyện này đương nhiên rất đáng giá để hưng phấn. Về mặt đoán tạo thuật hắn không hề lo lắng, nhưng thi đấu cá nhân và đoàn đội ngày hôm nay đã khiến hắn có thể mơ hồ so sánh được thực lực của phe mình và các đối thủ. Bàn về hồn lực, số lượng hồn hoàn, bọn họ trong trận đấu, bởi vì nguyên nhân tuổi tác đương nhiên không chiếm được thượng phong. Thế nhưng, bàn về sức chiến đấu, bọn họ cũng không yếu hơn đối thủ. Bởi vậy, hắn cũng mơ hồ đoán được các học viên sử lai khác học viện sở dĩ mạnh mẽ, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải bởi tu vi của họ cao bao nhiêu, mà là tổng hợp sự hài hòa của tố chất cơ thể, bất kể là thực chiến, phối hợp hay là võ hồn đều là như vậy. Dù sao, ở độ tuổi này, để hồn lực vượt rất rất xa bạn cùng lứa là một sự tình không thể xảy ra được. Đường Vũ Lân mới trở về phòng không lâu, đã nghe thấy chuyển đến âm thanh phá cửa ầm ầm. Sư tỷ, người nhẹ tay chút, căn bản không cần ra xem, đường Vũ Lân cũng biết là ai đến chỉ có mộ hy mới sẽ dùng phương thức này gõ cửa mở cửa nhanh cái tên nhà ngươi lại gây náo động đường vũ lân vừa mở cửa mộ hy đã trực tiếp vọt vào ta làm sao đường vũ lân nghi hoặc nhìn mộ hy dáng vẻ đầy hấp tấp phá kỷ lục có biết không thiên hải liên minh thi đấu hoàn thành bách đoán tạo thượng phẩm trong thời gian nhanh nhất ngươi phá kỷ lục rồi thời điểm mộ hy nói đến mấy chữ cuối cùng có chút nghiến răng nghiến lợi a à, đường vũ lân ngẩn ngơ ta chỉ là vội vã đi tham gia thi đấu cá nhân, ta. Mộ Hy trên dưới đánh giá hắn, ngươi có biết hay không, ngươi đi rồi, trên đài chủ tịch hạ xuống một đám người, chuyên môn tìm đến ngươi, lại không tìm được bóng người của ngươi, ta cũng không dám lên tiếng, chỉ là nghe bọn họ nói, ngươi đã phá kỷ lục bách đoán tạo thượng phẩm, hơn nữa còn là kỷ lục la mang thai đồng, tổng cộng chỉ dùng 106 giây, ngươi, ngươi được đấy. Cái này, ta cũng không nghĩ tới, đường vũ lân trước đó còn căn dặn mình phải khiêm tốn, nhưng cũng không nghĩ tới, sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thế nhưng, hắn chỉ cần vùi đầu vào trong đoán tạo, liền rất khó có thể khống chế được mình, trong khi hết sức chăm chú, đương nhiên là sẽ dùng toàn lực để đoán tạo. Mộ Hy hừ lạnh một tiếng, kỷ lục đầu tiên cũng bị ngươi giành được, thời điểm thi đấu vòng tiếp theo. Phòng chừng tất cả mọi người đều muốn dùng kính lúp xoay ngươi cho kỹ, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Ây, vậy làm sao bây giờ? Đường Vũ Lân có chút mờ mịt mộ hy nói nên làm gì thì cứ làm như thế nấy đừng để bọn họ làm ngươi bị ảnh hưởng chẳng lẽ còn không cho phép đông hải thành chúng ta xuất hiện thiên tài đường vũ lân kinh ngạc nhìn nàng sư tỷ ngươi đang nói ta là thiên tài sao mộ hy liếc xéo hắn một cái đột nhiên phúc một cái nắm lấy mặt hắn nháo nhéo nghiến răng nghiến lợi nói đúng đấy đúng đấy là thiên tài đường vũ lân có chút mơ hồ không rõ nói sư tỷ nam nữ thụ thụ bất thân ngươi nên đi ngươi thật vất vả mới thoát khỏi ma trường của mộ hy đem vị đại tỷ này tiễn đi đường vũ lân trên mặt tuy rằng vẫn có chút đau nhưng trong lòng ấm áp vô cùng hắn từ nhỏ đã rất mẫn cảm đương nhiên cảm giác được rằng mộ hy nhìn qua dương nanh múa vuốt nhưng trên thực tế vẫn là cảnh tỉnh hắn đừng để ngoại giới ảnh hưởng đến tâm tính của mình đoán tạo thuật xem ra đã bị người khác chú ý vậy phải chuẩn bị một ít phương pháp ứng đối mới được trải qua ngày thi đấu thứ nhất có thể nói là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu bị đào thải đương nhiên thống khổ, còn qua ải vẫn như cũ sốt sáng. Thi đấu sắp xếp phi thường chặt chẽ, đặc biệt là những trận thi đấu tiếp theo, mỗi ngày đều tiến hành. Đường Vũ Lân sáng sớm ngày mai sẽ phải đi thi đấu đoán tạo sư nhóm thiếu niên vòng 2, đây cũng là một vòng trọng yếu nhất. Giải thi đấu đoán tạo sư là do hết thảy ban giám khảo tổng kết cho điểm quyết định, bởi vậy, thành tích mỗi một vòng đều có liên quan lẫn nhau. Vòng thứ nhất đường Vũ Lân không thể nghi ngờ đã giành vị trí đầu tiên, bách đoán tạo thượng phẩm hơn nữa thời gian sử dụng ngắn nhất, không cần hỏi, điểm của hắn nhất định sẽ cao nhất. Vòng thứ hai lại là chọn kim loại hiếm tự do phát huy, có thể rèn đúc ra cái gì, phải xem trình độ đoán tạo thuật của mỗi người. Thiếu niên đoán tạo sư, trước 15 tuổi, có thể hoàn thành được bách đoán tạo đều được xem là nhân tài ưu tú, có thể hoàn thành thiên đoán tạo, chính là thiên tài. Đường Vũ Lân sau một đêm minh tường, rốt cục đã lập được kế hoạch. Sáng sớm ngày hôm sau, nhóm đoán tạo sư vẫn như trước tụ tập sớm nhất tiến thẳng đến sân thi đấu. Đường Vũ Lân đi ở phía sau, hạ thấp giọng hướng về phía mộ hy đi bên cạnh, nói, sư tỷ, người tin tưởng ta không? Không tin, mộ hy không chút do dự trả lời. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, cười khổ nói, còn có thể nói chuyện vui vẻ với nhau hay không? Thật không tin sao? Nhìn dáng vẻ hắn ăn quả đắng, mộ hy trong lòng mừng thầm, hư một tiếng, ta tại sao phải tin ngươi? Ngươi có cái gì có thể đáng giá cho ta tin tưởng? Nhân phẩm A, đường Vũ Lân nói chuyện đương nhiên. Ngươi có sao có mấy lạng mộ hy khinh thường nói đường vũ lân bất đắc dĩ nói không tin thì thôi mộ hy nghi hoặc nhìn hắn người rốt cuộc muốn nói cái gì nói nhanh đường vũ lân nói người phải tin tưởng lời nói của ta lát nữa thời điểm ngươi chọn kim loại hiếm hãy lấy trầm ngân trầm ngân người sẽ không phải là cố ý hại ta chứ trầm ngân không nằm trong nhóm kim loại hiếm hàng đầu cùng lắm chỉ là trung thượng mà trong cuộc thi đấu đoán tạo sư không thể nghi ngờ rằng kim loại hiếm phẩm chất càng cao đoán tạo càng khó, điểm thu được càng cao. Trầm Ngân cùng lắm xem như trung thượng phẩm, luận về độ khó kém xa làm mang thai đồng, lựa chọn nó, tuy nói rằng tỷ lệ thiên đoán, tạo thành công sẽ cao hơn một chút. Tuy rằng hiện tại mộ hy cũng không nắm chắc thiên đoán tạo lắm, nhưng một khi thất bại, thành tích của nàng sẽ liền tuột dốc không phanh, thậm chí có khả năng sẽ bị loại ở vòng thứ hai. Đường Vũ Lân nói, kỳ thực ta cũng không nắm chắc, nhưng ngươi nếu như tin tưởng lời nói của ta, nếu thành công, người nhất định sẽ trở thành quán quân mộ hy kinh ngạc nhìn hắn ngươi thật sự muốn đem giải quán quân tặng cho ta đường vũ lân cười nói ta lúc này đã phá kỷ lục nếu như không báo đáp lại nửa điểm trở về lão sư nhất định sẽ trừng trị ta hơn nữa ngươi không phải đã nói tiền thưởng đều cho ta đúng không ngươi cũng biết ta rất tham tài nếu như quán quân là ngươi á quân là của ta như vậy ta liền có thể nhận được hai phần tiền thưởng cùng hai phần khen thưởng nhiệm vụ lão sư bàn giao lại hoàn thành cớ sao mà không làm đây mộ hy nghi hoặc nhìn hắn ta là đối thủ cạnh tranh của ngươi ta cứ không tin ngươi đấy hư vừa nói nàng đột nhiên tăng nhanh tốc độ đi về phía trước đường vũ lân cũng không nhìn thấy được lúc này ánh mắt của mộ hy có chút phức tạp từ lúc trước bắt đầu quen biết đường vũ lân nàng cầm đầu nhắm vào hắn trên thực tế ngay chính nàng cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy sau đó nàng mới dần dần hiểu rõ đây là bắt nguồn từ đố kỵ nguyên bản ở giới đoán tạo sư nàng được công nhận là thiên kiêu chi nữ sau khi đường vũ lân xuất hiện nàng tự cảm giác được vị trí mình bị ảnh hưởng trong lòng rất quan tâm đến tên này nhưng mà từ đầu tới cuối nàng đều không thể cùng đường vũ lân chân chính tỷ thí qua mỗi một lần khi nàng lấy dũng khí muốn cùng đường vũ lân thi đấu đoán tạo đều sẽ bởi vì năng lực mạnh mẽ mà đường vũ thể hiện ra mà kinh ngạc do đó mất đi tự tin nàng vẫn đang cố gắng từ sau khi đường vũ lân đến so với trước đây nàng nỗ lực hơn không biết bao nhiêu lần có thể cho đến ngày nay nàng lại phát hiện khoảng cách giữa mình và đường vũ lân càng ngày càng xa thời điểm đường vũ lân lên đến đoán tạo sư cấp 4, đố kỵ trong lòng nàng rốt cục đã biến mất bởi vì nàng ý thức được có một số người thiên phú đúng là không có cách nào dùng nỗ lực để vượt qua tâm thái ôn hòa nàng cuối cùng đã có thể nhìn thẳng vào quan hệ giữa mình và đường vũ lân lúc đó mộ thần đã rất nhiều lần nhắc nhở nàng cố gắng duy trì quan hệ hài hòa với đường vũ lân sau khi tâm thái ôn hòa nàng phát hiện đường vũ lân tựa hồ cũng không phải đáng ghét như vậy vì lẽ đó khoảng thời gian này sự ngăn cách giữa nàng cùng đường vũ lân từ từ biến mất dưới sự ảnh hưởng xuất phát từ nội tâm thái độ của nàng đối với đường vũ lân cũng từ từ chuyển biến tốt nhưng nàng lại không nghĩ được rằng đường vũ lân dĩ nhiên nhanh như vậy liền ông mất cân giò bà thỏ chai rượu phải đem vị trí quán quần tặng cho nàng nàng cũng không biết đường vũ lân cũng có một mặt xấu bụng dưới cái nhìn của nàng lời của một đứa nhỏ mới 10 tuổi độ chân thực có ít nhất phải 99%. nhưng mà nàng là sư tỷ đó dù là nhường cũng phải là nàng nhường hắn mới đúng. Vì lẽ đó nàng mới lựa chọn từ chối, nàng không thể cướp đoạt vầng sáng vốn thuộc về đường Vũ Lân. Tinh thần có chút hoảng hốt tiến vào nơi so tài, mộ hy trong lòng thầm than, tiểu sư đệ, hy vọng người có thể bay càng cao hơn. Tương lai có một ngày, người nhất định sẽ trở thành đoán tạo sư ưu tú như phụ thân vậy. Sư tỷ, cho ngươi. Chính vào lúc này, âm thanh của đường Vũ Lân thức tỉnh nàng từ trong sự thất vọng. Lúc này nàng mới phát hiện, đường Vũ Lân không biết lúc nào đã chạy đến phía trước, Đồng thời từ chỗ lựa chọn kim loại, ôm một khối trầm ngân lại đưa cho nàng. "Ngươi." Mộ Hi ngơ ngác nhìn hắn. "Đường Vũ Lân lại trịnh trọng nói, "Sư tỷ, tin tưởng ta, nếu như ngươi còn nhận một người sư đệ này, liền phải tin tưởng ta." Mộ Hi sao không tin hắn đây, chỉ là Vũ Lân ta." Đường Vũ Lân đột nhiên tiến lên, ôm lấy nàng, "Sư tỷ, tin tưởng ta." Hắn so với Mộ Hi còn thấp hơn nửa cái đầu. Thế nhưng, bị hắn nhẹ nhàng ôm một hồi, vẫn cách nhau một khối kim loại hiếm nhưng mộ hy lại cảm thấy đặc biệt an ổn nội tâm do dự cùng trần chờ tựa hồ trong nháy mắt này tất cả đều đã biến mất đường vũ lân nhanh chóng buông nàng ra xoay người một lần nữa đi chọn kim loại hiếm bất quá hắn cũng không nhìn thấy được cách đó không xa trịnh thiên lân đang trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn tiếp đó ánh mắt bắt đầu trở nên âm lãnh bọn họ không ở cùng một nhóm thi đấu nhưng cũng đồng thời tiến vào sân cái con súc vật nhỏ kia dĩ nhiên lại ôm mộ hy hơn nữa mộ hy cũng không phản đối bọn họ là quan hệ gì đố kỵ giống như một con dao nhọn vậy ở trong lòng hắn đâm tới đâm lui khi đường vũ lân trở lại mộ hy nhìn thấy trong lồng ngực của hắn cũng đồng dạng ôm một khối trầm ngân hắn hướng về nàng cười cười lộ ra một cái răng trắng sau đó trước tiên hướng về đoán tạo đài đi đến mộ hy chỉ có thể đuổi theo tâm tình trong lòng nàng hiện tại đã bình phục lại nàng trái lại thật tò mò đường vũ lân đến tột cùng là định làm gì tại sao phải nhường nàng lựa chọn trầm ngân hơn nữa chính hắn cũng chọn trầm ngân đến đoán tạo đài đem trầm ngân đặt ở trong lò lửa trầm ngân chìm vào giữa đoán tạo đài bắt đầu quá trình nung kim loại trước khi rèn đây đều là công tác chuẩn bị trước khi thi đấu mỗi người đều giống nhau cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ lựa chọn kim loại hiếm tốt nhất càng là kim loại hiếm phẩm chất cao độ khó để đoán tạo cũng càng lớn bởi vậy mỗi người đều lựa chọn loại thích hợp với bản thân nhất vì thế đường vũ lân cùng mỗi hy lựa chọn trầm ngân cũng không có ai cảm thấy có cái gì không thích hợp. Mộ Hy cũng làm giống vậy, đem trầm ngân của mình bắt đầu nung đốt, sau đó hướng về đường Vũ Lân bên người thấp giọng hỏi, Vũ Lân, người đến cùng là muốn làm gì? Đường Vũ Lân trầm giọng nói, sư tỷ, chờ một chút nữa trận đấu bắt đầu, người theo nhịp điệu của ta đi, chúng ta đồng thời đoán tạo, trầm ngân tuy rằng cứng rắn, nhưng ở bên trong kim loại hiếm trung phẩm cao cấp, tính chất lại ổn định nhất, chúng ta đồng thời rèn đúc, người theo cảm giác của ta, đồng thời chính mình tự cảm ngộ chỉ cần nhịp điệu không thành vấn đề nhất định sẽ không có vấn đề gì mộ hi như trước vẫn có chút mơ hồ cái gì gọi là theo cảm giác của hắn đây thiên hải liên minh thi đấu vòng hai đoán tạo sư thi đấu sắp bắt đầu xin tất cả thí sinh dự thi chuẩn bị sẵn sàng trải qua sàng lọc của vòng thứ nhất ngày hôm qua hiện tại chỉ còn lại ba mươi phần trăm người dự thi là các người hy vọng các người quý trọng cơ hội này phát huy được trình độ tốt nhất của mình đồng thời lựa chọn được kim loại hiếm thích hợp nhất sau khi hoàn thành vòng thứ hai còn có thi đấu vòng tạo hình sau một phút nữa trận thi đấu vòng thứ hai sẽ bắt đầu giám khảo chủ trì thi đấu đã bắt đầu tuyên bố tình huống thi đấu chỉ cần thông qua vòng thứ nhất liền có thể tiến hành sát hạch vòng thứ hai và thứ ba sau đó tổng hợp cho điểm tuyển ra thứ tự các đoán tạo sư dự thi vòng thứ hai đều nhìn kỹ đoán tạo đài của mình ngưng thần tĩnh khí đối với mỗi một vị đoán tạo sư mà nói sự tập trung chăm chú đều là yếu tố trụ cột nhất có thể thông qua vòng thứ nhất hoàn thành cấp độ bách đoán tạo tinh luyện bọn họ tuổi tuy nhỏ, nhưng ở phương diện này đều có thể làm rất tốt. Đường Vũ Lân cũng vậy, hắn ngưng thần tĩnh khí, cả người tựa hồ đã tiến vào trong một loại nhịp điều kỳ dị. Khi mộ hy theo bản năng liếc mắt nhìn hắn, nàng chỉ cảm thấy lúc này đường Vũ Lân, bất kể là hô hấp hay là trạng thái tinh thần, tựa hồ đều tiến vào một nhịp điệu đặc thù, giống như cùng đoán tạo đài hòa và một thể, tuy hai mà một. Có thể khiến phụ thân ca ngợi là nhân tài ưu tú, quả nhiên không giống người thường. Mộ Hy trong lòng đồng dạng cũng âm thầm than thở. Nàng hiện tại ngày càng có thể cảm nhận được thiên phú kinh người của đường Vũ Lân ở phương diện đoán tạo thuật. Tuyệt không phải chỉ đơn giản chỉ là vì trời sinh thần lực mà thôi. 10, 9, 8 Đếm ngược bắt đầu rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Giữa đoán tạo đài, từng khối kim loại hiếm đã được nung đến nhiệt độ thích hợp, dưới sự khống chế của các đoán tạo sư một lần nữa xuất hiện. Vòng thứ hai đoán tạo sư thi đấu sắp bắt đầu trên đài chủ tịch ánh mắt các vị giám khảo không hẹn mà cùng tìm đến một đài thi đấu ông lão tóc trắng ngồi ở vị trí trung ương nhất ánh mắt trực tiếp tìm tới trên người đường vũ lân đúng là tên tiểu tử ngày hôm qua chứ ông lão tóc trắng chỉ vào vị trí của đường vũ lân đúng chúng ta đã điều tra đến từ đông hải đoán tạo sư hiệp hội bên cạnh hắn chính là con gái của mộ thần hội trưởng hiệp hội được khen là thiên tài ưu tú nhất khóa này không nghĩ tới bọn họ lại bồi dưỡng được một tên còn nhỏ tuổi hơn lại nói đông hải đoán tạo sư hiệp hội những năm gần đây thực sự nhân tài xuất hiện lớp lớp một vị trung niên bên người ông lão than thở ông lão tóc trắng gật gật đầu ta ngược lại muốn xem xem tên tiểu tử này ngày hôm nay có thể hay không lại mang cho chúng ta chút kinh hỉ điều tra kỹ hơn một chút tốt nhất là có thể điều tra đến tình huống gia đình cùng bối cảnh của hắn đoàn lão ý của ngài là người trung niên hơi kinh ngạc nhìn ông lão ông lão tóc trắng khẽ mỉm cười thiên hải đoán tạo sư hiệp hội chúng ta tuy rằng cũng xuất hiện không ít nhân tài nhưng nhân tài mũi nhọn lại không bằng đông hải nói chung phải nghĩ biện pháp cải thiện càng còn trẻ càng không có định tính đây đối với chúng ta mà nói cũng là cơ hội ta đã hiểu ta sẽ sắp xếp ngay người trung niên sau khi lĩnh hội liền đi gọi hồn đạo thông tin đối với những thứ này đường vũ lân đều mờ mịt không hay biết lúc này thi đấu đã bắt đầu rồi hai tia quang mang lấp lóe một đôi đoán tạo truy đã xuất hiện ở trong tay hắn cũng không phải đôi thiên đoán trầm ngân truy kia mà là thiên đoán ô cương truy tả truy gõ nhẹ trên trầm ngân một cái phát sinh một tiếng keng vang giòn mộ hy vẫn chú ý hắn bên này theo bản năng cũng làm ra động tác tương tự đoán tạo truy của nàng cũng là do thiên đoán kim loại chế tạo thành hai thanh âm trước sau vang lên đường vũ lân nhíu mày lại quay đầu nhìn về phía mộ hy sau đó thấy nàng khe khẽ gật đầu mộ hy tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ ý của hắn nhưng vào lúc này ánh mắt của nàng đột nhiên kiên định hơn dùng sức hướng về đường vũ lân gật đầu một cái bất luận đường vũ lân làm gì Nàng đều quyết định tin tưởng hắn Dựa theo hắn nói mà làm Nhìn hắn đến tột cùng có thể mang đến kinh hỉ thế nào Coi như thất bại thì đã làm sao Bọn họ tuổi còn nhỏ Tương lai còn có rất nhiều cơ hội Con, hữu truy vung mạnh Rơi vào bên trên trầm ngân Mộ Hy cũng làm ra động tác y chang Lần này, hai người gõ truy hầu như cùng một lúc Mộ Hy rõ ràng cảm giác được Sức gõ truy của đường Vũ Lân so với bình thường yếu hơn rất nhiều Trái, lại có cảm giác tiếp cận sức mạnh của chính mình tả truy của đường vũ lân lại vung lên cũng hạ xuống mộ hy làm động tác tương tự chung quanh cũng có đoán tạo sư đã bắt đầu tiến hành rèn đúc ngày hôm qua có không ít người bởi vì nhịp điệu như cuồng phong mưa rào của đường vũ lân ảnh hưởng mà không thể phát huy như bình thường sau khi nhận được giáo huấn của ngày hôm qua ngày hôm nay những vị đoán tạo sư này đều cố gắng nhanh chóng tiến vào trạng thái đoán tạo của chính mình thiên đoán ô cương truy vung lên hạ xuống nổ vang lại một vòng lặp khác đường vũ lân khiến tốc độ của mình hạ thấp nhưng coi như dù tốc độ rất chậm cũng mơ hồ có có một loại nhịp điệu nhất định mộ hy cũng làm giống như hắn hai người luân truy gõ chùy với tốc độ càng ngày càng đều nhau điểm đến và thanh âm nhịp điệu cũng càng ngày càng tương tự tốc độ gõ chùy của đường vũ lân dần dần tăng nhanh mộ hy cũng là như thế cảm giác nhịp điệu hai từ này không ngừng xuất hiện trong đầu mộ hy đầy bồi hồi trầm ngân số lần nàng đoán tạo loại kim loại hiếm này chắc chắn cũng không ít nhưng lúc này đây cảm giác của nàng tuyệt nhiên không giống. Bình thường nàng cũng có thể cảm nhận được khí tức của Trầm Ngân, nhưng mà, đi theo cảm giác của đường Vũ Lân, nàng phát hiện, cảm giác này dần dần trở nên rõ ràng hơn, Trầm Ngân tựa hồ, như đang phản hồi lại nhịp điệu này. Nàng dù sao cũng là đoán tạo sư thiên tài, rất nhanh đã dung nhập vào bên trong cảm giác này, hòa theo nhịp điệu này. Đường Vũ Lân vẫn đang quan sát biến hóa của mộ hy, trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, sư tỷ không hổ là sư tỷ, một khi cố gắng làm quả nhiên là có thể lúc vừa mới bắt đầu cũng không có người chú ý tới bọn họ bởi vì bọn họ gõ chửi tốc độ rất chậm nhưng dần dần tốc độ của hai người sư tỷ sư đệ này bắt đầu tăng cường dường như tốc độ mưa rông gió bão ngày hôm qua lại xuất hiện một lần nữa song chùy của đường vũ lân vung càng lúc càng nhanh mộ hy dưới sự dẫn động của hắn cũng đánh xuống nhanh như thế một đôi đoán tạo truy khác nào đôi bánh xe mang theo từng mảng tàn ảnh dày đặc cực kỳ đánh ra những âm thanh vang vọng không ngừng trên khối trầm ngân kỳ lạ nhất chính là nhịp điệu hai người đánh giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả phương vị đánh, điểm đến đều gần như tương tự, trầm ngân đều bọn họ đoán tạo dần chậm rãi thu nhỏ lại, cũng không ngừng biến hóa hình thái, bọn họ trong lúc đó lại như là ảnh trong gương của đối phương. Trạng thái đoán tạo như vậy rất nhanh sẽ bị các vị đoán tạo đại sư trên đài chủ tịch phát hiện, nhưng bọn họ cũng đồng dạng kinh ngạc, hai đứa nhỏ này đang làm gì? Tại sao nhịp điệu đoán tạo của bọn họ hoàn toàn tương đồng? Tình huống như thế, vẫn là lần thứ nhất xuất hiện trong một cuộc thi đấu đoán tạo sư mộ hy đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong loại cảm giác đó dần dần nàng có thể nghe được phản hồi của trầm ngân tiếng trầm ngân hoan hô căn bản không cần đặc biệt cảm thụ nhịp điệu của đường vũ lân bên kia nàng đã có thể thông qua cảm thụ của chính mình mà tiến hành đoán tạo cảm giác này thực sự là quá kỳ diệu nàng còn chưa bao giờ tiến vào được hiện tại trong đầu nàng cũng không còn một chút tạp niệm nào nếu có cũng chỉ là chăm chú đoán tạo một truy tiếp một truy trầm ngân bắt đầu không ngừng biến hóa không ngừng áp xúc không ngừng phát sinh tâm tình vui vẻ. Hai khối trầm ngân dần dần hiện ra vân văn huyễn lệ, bản thân cũng trở nên càng ngày càng sáng sủa. Mộ Hy trên trán đã bắt đầu có mồ hôi xuất hiện, tu vi hồn lực của nàng tuy rằng vừa xa đường Vũ Lân, nhưng về phương diện lực lượng lại kém hơn rất nhiều. Tuy rằng đường Vũ Lân đã đem sức mạnh hạ thấp xuống tới trình độ sấp xỉ nàng, nhưng loại tần suất gõ truy như thế này, trước đây nàng đều chưa từng trải qua. Oanh, 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 gầm liên tiếp tiếng gõ làm lòng người sung sướng mộ hy cũng đã hồn nhiên vong ngã hồn lực trong cơ thể tự vận chuyển truyền vào bên trong cánh tay duy trì tần số cao đoán tạo toàn bộ người nàng cũng đã hòa vào trong đó nhiều năm rèn đúc sở học tựa hồ trong nháy mắt này hòa làm một thể cảm giác kỳ diệu kia thậm chí còn khiến nàng cao hứng muốn hát vang chính là như vậy chính là như vậy mộ hy không ngừng lặp lại câu nói này ở trong lòng oanh một truy cuối cùng hạ xuống đột nhiên hai đạo bảo quang nhu hòa đồng thời bốc lên phân biệt xuất hiện ở bên trên hai khối trầm ngân trước mặt đường vũ lân cùng mộ hy bảo quang lóe lên rồi biến mất nhưng từ trên đài chủ tịch lại có thể thấy được cực kỳ rõ ràng cái gì linh quang ngoại vi ông lão tóc trắng thất thanh kêu lên trên đài chủ tịch hết thảy các đoán tạo đại sư đến từ thiên hải thành cùng với thiên hải liên minh mỗi một người đều trợn mắt ngoác mồm sầm nhà cũng ở trên đài chủ tịch chỉ bất quá hắn ở một bên khác hắn vẫn luôn chú ý quan sát tình huống thi đấu của đường vũ lân cùng mộ hy khi hắn nhìn thấy hai người cùng chung nhịp điệu đoán tạo cũng xuất hiện một sự khiếp sợ không tên hai đứa nhóc này đang làm gì hơn nữa tại sao đường vũ lân không dùng trầm ngân truy của hắn với hiệu quả điệp ra mà lại dùng thiên đoán ô cương truy phổ thông hắn đây là muốn làm gì hết thảy nghi vấn đều biến mất khi bảo quang xuất hiện đường vũ lân có thể hoàn thành thiên đoán tạo nhị phẩm sầm nhạc đã sớm biết nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới chính là thậm chí ngay cả mộ hy cũng có thể hoàn thành chuyện này quả thật là khó mà tin nổi phải biết Mộ Hy đến hiện tại còn không phải là đoán tạo sư cấp 3, thiên đoán tạo của nàng vẫn còn chưa ổn định. Rèn đúc ra tác phẩm thiên đoán có bảo quang xuất hiện, dù cho chỉ là đột nhiên thông suốt, cũng mang ý nghĩa, bắt đầu từ thời khắc này, nàng đã có thể chính thức trở đoán tạo sư cấp 3. 14 tuổi đoán tạo sư cấp 3, tương tự cũng là một sự tình phi thường ghê gớm. Trong nhóm thiếu niên, sẽ không có ai đạt đến cấp 3, tất nhiên là ngoại trừ tên đường Vũ Lân Biến Thái đã đạt đến cấp 4. Ừng ngực, không biết là vị đoán tạo sư nào nuốt một hớp nước miếng, thức tỉnh ông lão tóc trắng. Ông lão tóc trắng bước nhanh một bước, dĩ nhiên cứ như vậy từ trên đài chủ tịch nhảy xuống, nhìn động tác linh hoạt của hắn, không hề giống lão nhân. Hắn thậm chí đã không quan tâm đây vẫn còn đang thi đấu, ba chân bốn cẳng liền chạy đến vị trí của Đường Vũ Lân cùng Mộ Hi. Lúc này Đường Vũ Lân vừa thả xuống thiên đoán ô cương truy của hắn, trầm ngân trước mặt tỏa ra vầng sáng xanh la màu trắng bạc nhàn nhạt, hoa văn tỉ mỉ mà đều đều trải rộng ở bên trong mỗi một góc hai mắt hắn híp lại tựa như đang suy tư mộ hy rất không giữ hình tượng hai tay tì lên bàn đoán tạo chống đỡ lấy thân thể của chính mình cảm giác vừa rồi cảm giác vừa rồi đôi mắt đẹp của nàng lóe sáng như sao trời trong đầu không ngừng lặp lại nhịp điệu vừa nãy cùng cảm giác nàng biết mình đã tăng lên một cấp độ rất lớn hơn nữa đây là lần thứ nhất nàng cảm nhận được tâm tình của kim loại sâu sắc đến như vậy nàng cũng đồng dạng chìm đắm bên trong loại cảm thụ kỳ diệu này cảm ngộ như chính mình lúc trước đã có được tất cả. Đừng tới! Ngay khi ông lão tóc trắng sắp vọt đến trước người đường Vũ Lân cùng mộ hy, lại bị sầm nhạc hoành thân chặn lại, bọn họ đang lĩnh ngộ, không nên quấy dày bọn họ, sầm nhạc trầm giọng nói rằng. Ông lão tóc trắng dừng bước lại, các vị đoán tạo sư khác cũng vậy, bọn họ đều chí ít là đoán tạo sư cấp 5 trở lên, đương nhiên hiểu được lĩnh ngộ đối với đoán tạo sư mà nói quan trọng như thế nào. Đứng ở vị trí trước mắt, bọn họ đã có thể nhìn rõ được hai khối thiên đoán trầm ngân thượng phẩm. Không nghi ngờ chút nào, đây là hai khối thiên đoán thành phẩm, hơn nữa, phẩm chất nhất định tối thiểu đạt đến nhị phẩm. Nhị phẩm thiên đoán trầm ngân, bình thường phải là đoán tạo sư cấp 4 mới có thể hoàn thành, mà trước mắt lại được hai tiểu hài tử trước mặt này hoàn thành. Từ tình huống lĩnh ngộ của bọn họ mà xem, có thể đây chỉ là phù dung chớm nở, nhưng mà điều này cũng đã đầy đủ, chí ít mang ý nghĩa, bọn họ đều đã đạt đến trình độ đoán tạo sư cấp 3. Bạn đang xem Long Vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ECAB phim viết liền không giấu nhé. Ông lão tóc trắng quay đầu nhìn về phía sầm nhạc, tiểu nhạc, đông hải đoán tạo sự hiệp hội các ngươi đúng là thủ đoạn cao cường. Mộ thần thực sự là lợi hại, dĩ nhiên bồi dưỡng được hai người kế tục tuổi tác còn nhỏ như vậy. Đặc biệt là tên tiểu tử này, ta đã xem qua tư liệu, mới chỉ 10 tuổi. Các ngươi đến tột cùng là tìm được quái thai như vậy từ nơi nào? nhìn ông lão tóc trắng một bộ dáng vẻ vô cùng đau đớn sầm nhà cười hì hì đoàn lão ngài đừng nóng vội nói đến cái này cũng là chúng ta số may mộ hy đứa nhỏ này ngài đã biết đến từ nhỏ đã thiên phú dị bẩm còn vũ lân đứa nhỏ này hắn là đệ tử thân truyền duy nhất của hội trường chúng ta đứa nhỏ này thiên phú quả thật không tệ sau này kính xin các đồng đạo của thiên hải đoán tạo sư hiệp hội chỉ điểm nhiều hơn lời nói này của hắn có thể nói miệng nam mô bụng một bộ dao găm vừa nói rõ lai lịch của đường vũ lân cùng mộ hy lại chỉ ra đường vũ lân là đệ tử thân truyền của mộ thần để những vị đại sư đang nhìn chằm chằm trước mắt này không còn có ý đồ gì với hắn đoán tạo sư khác nhau đều có phương thức đoán tạo của riêng mình cũng sẽ có sự khác biệt về cách truyền thừa đến nay sư phụ tốt đã khó tìm có được đệ tử giỏi càng khó hơn ai không hy vọng có thể nắm giữ một tên đệ tử trò giỏi hơn thầy khối nhị phẩm thiên đoán trầm ngân đường vũ lân tinh luyện thành ở trong mắt bọn họ không tính là cái gì nhưng mà tuổi của hắn lại thật quá đáng sợ mười tuổi Mười tuổi thiên đoán, chuyện này chưa từng nghe nói, trong lịch sử giới đoán tạo sư cũng chưa bao giờ xuất hiện, chuyện này quả thật. Đoàn lão hô hấp có chút gấp gáp, nhìn sầm nhạc nói, ta tại sao xưa nay đều chưa từng nghe nói, qua mộ thần có thu đệ tử, các người từng nghe nói qua sao? Một đám đại sư thuộc thiên hải đoán tạo sư hiệp hội dồn dập lắc đầu, phụ họa nói, chưa từng nghe tới. Sầm nhạc bỗng nhiên biến sắc, nói, đoàn lão, ngài đây là ý gì? Đoàn lão hừ hừ, không có ý gì, được rồi, đều trở về đi thôi không nên làm ảnh hưởng đến bọn nhỏ thi đấu nói xong câu đó hắn là người đầu tiên quay về đài chủ tịch bọn họ vừa rời đi đường vũ lân cũng đã ngẩng đầu lên đối với hắn mà nói lĩnh ngộ vừa nãy tuy không có hiệu quả tốt như mộ hy thế nhưng đoán tạo loại kim loại hắn quen thuộc nhất mới vừa rồi hắn mơ hồ tìm được một chút cảm giác chạm đến thiên đoán nhất phẩm phải biết hắn dùng chính là thiên đoán ô cương truy nếu như dùng thiên đoán trầm ngân truy thì sẽ thế nào Đường Vũ Lân có ít nhất 60% chắc chắn có thể tạo ra nhất phẩm. Thiên đoán nhất phẩm bán linh đoán tạo, càng sớm đạt đến thiên đoán nhất phẩm cấp độ, tương lai lính ngộ linh đoán tạo càng dễ dàng hơn. Hắn hiện tại chủ yếu kém nhất chính là tu vi, dù cho hắn trời sinh thần lực, mộ thần đã tính giúp hắn, cũng phải đến tam hoàn trở lên mới có khả năng hoàn thành linh đoán tạo, bởi vì linh đoán tạo nói cho cùng chính là giao cho kim loại sức sống, giúp phụ gia thuộc tính đặc thù, mà khởi nguồn của thuộc tính này chính là từ bản thân đoán tạo sư hoặc có thể nói là bắt nguồn từ sự thay đổi của võ hồn cùng kim loại trong lúc đó. Đoán tạo sư bình thường phải tứ hoàn mới có thể hoàn thành, đường vũ lân nhờ, có trời sinh thần lực, nhưng cũng phải đạt đến cảnh giới hồn lực tam hoàn mới có thể miễn cưỡng chống đỡ linh đoán tạo hiệu quả. Bất quá, vô luận nói như thế nào, hoàn thành thiên đoán nhất phẩm cũng có thể xem như là mở ra cánh cửa lớn của linh đoán tạo, cảm thụ càng nhiều, đối với kim loại càng hiểu rõ, càng thân cận hơn, tỷ lệ thành công của linh đoán tạo càng cao hơn đường vũ lân trước khi tham gia thi đấu đã lập cho mình mục tiêu trước khi đạt tam hoàn hắn phải đem hết thảy kim loại hiếm có thể tìm được hoàn thành thiên đoán nhất phẩm cứ như vậy thời điểm xung kích linh đoán tạo tỷ lệ thành công sẽ gia tăng thật lớn cũng có thể giảm bớt số tiền phải dùng để mua kim loại hiếm a à mộ Hy thở dài một hơi ngẩng đầu lên có chút dại ra nhìn khối kim loại vi quang lập loài nhàn nhạt, nhạt màu bạc trước mặt trong lúc nhất thời tinh thần có hơi hoảng hốt nàng tuy rằng năng lực đoán tạo vẫn chưa thể so được với những vị tông sư kia nhưng nàng dù sao cũng có một vị phụ thân thánh tượng cấp từ nhỏ đến lớn mưa dầm thấm đất đối với đoán tạo cấp cao vẫn là hiểu rõ vô cùng tự nhiên nhìn ra được khối kim loại này của mình hoàn thành đạt đến cấp độ nào thiên đoán tạo nhị phẩm dĩ nhiên dĩ nhiên lại là nhị phẩm đối với người chưa nắm vững hoàn toàn thiên đoán tạo như nàng mà nói lại có thể rèn đúc ra khối thiên đoán nhị phẩm kim loại như thế này hơn nữa trong thời gian lĩnh ngộ ngắn ngủi vừa rồi cũng giúp nàng lý giải chân lý thiên đoán tạo một cách sâu sắc hơn nàng có lòng tin tuyệt đối nàng có thể tiến hành thiên đoán tạo đối với bất kỳ kim loại nào chuyện này ý nghĩa là nàng đã chính thức bước vào hàng ngũ đoán tạo sư cấp 3. quay đầu nhìn về phía đường vũ lân ánh mắt của nàng trở nên quái lạ hơn thoải mái than thở đồng thời còn có một phần ước ao cùng một phần tâm tình rất phức tạp không cách nào nói rõ được dẫn dắt hướng đi nói theo một ý nghĩa nào đó Vừa rồi Đường Vũ Lân đã dẫn dắt nàng trải qua cả một quá trình như vậy, là hắn đã trợ giúp nàng bước vào cấp 3, hắn đã làm được một sự tình mà chính phụ thân nàng cũng không làm được. Hắn dùng nhịp điệu bản thân để dìu dắt chính mình, mang theo mình tiến vào trạng thái của hắn, dẫn dắt nàng tiến vào đường tắt để đạt đến thiên đoán tạo. Thu hồi đoán tạo truy, Mộ Hi đi tới bên người Đường Vũ Lân, đưa tay xoa xoa đầu của hắn, lại xoa bóp hai gò má của hắn. Không có nói cảm ơn, đi thôi, nói xong, nàng đi ra ngoài trước tiên nhìn bóng lưng sư tỷ vẫn kiên cường như trước đường vũ lân nở nụ cười rất nhiều khi vốn không cần phải nhiều lời rời khỏi phòng thi đấu đoán tạo sư mộ hy dừng bước lại ngươi phải đi thi đấu cá nhân bây giờ đường vũ lân gật gù sư tỷ tại sao ngươi không thi đấu cá nhân thực lực của ngươi mạnh như vậy thi đấu cá nhân nhất định có thể thu được thành tích tốt mộ hy hiện tại đã là tam hoàn hơn nữa với sự hiểu rõ của đường vũ lân đối với nàng võ hồn của nàng cũng rất mạnh mẽ mộ hy lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu không được thiên phú đoán tạo của ta kém sang ngươi sau khi ngươi xuất hiện kỳ thực tâm thái của ta đã phát sinh biến hóa ta đã cẩn thận suy nghĩ qua chính mình đến tột cùng là muốn làm một vị đoán tạo sư hay là một vị hồn sư hay là đấu khải sư mấy loại thân phận này ta đều muốn có nhưng cuối cùng ta vẫn chọn làm một vị đoán tạo sư vì lẽ đó ta sẽ đem phần lớn tinh lực đặt ở trên rèn đúc nói tới chỗ này trong mắt nàng chứa đầy thâm ý nhìn đường vũ lân nói Vũ Lân, thiên phú của ngươi vừa xa ta, thậm chí là ở trong giới đoán tạo sư đều là tuyệt thế thiên tài trăm năm hiếm có. Phụ thân đã nói với ta, nếu như ngươi có thể vẫn như vậy tiếp tục phát triển, tương lai có khả năng xung kích thần tượng. Vì lẽ đó, nếu như ngươi yêu thích đoán tạo, nên đặt nhiều tinh lực lên trên phương diện này. Đường Vũ Lân khe khẽ gật đầu, hắn hiểu rõ ràng ý tứ của Mộ Hy. Mộ Hy là đang nhắc nhở hắn, nếu như hắn yêu thích đoán tạo, đừng nên đứng núi này trong núi nọ. Nhưng mà, so với đoán tạo sư, hắn càng mong muốn sau này trở thành một đấu khải sư hơn đó là mơ ước từ nhỏ của hắn khi còn bé hắn ước mơ trở thành một tên cơ giáp sư sau khi gặp vũ trường không hắn mới biết thì ra thực sự mạnh mẽ là đấu khải sư đoán tạo là thủ đoạn mưu sinh của hắn hắn cũng yêu thích rèn đúc nhưng hơn thế vẫn hy vọng tương lai có thể trở thành đấu khải sư hơn sư tỷ ta rất yêu thích đoán tạo thế nhưng tình huống của ta cùng ngươi có chỗ bất đồng ngươi thiên phú võ hồn vượt xa ta võ hồn của ta là lam ngân thảo từ nhỏ đã có rất nhiều người nói cho ta võ hồn của ta là phế võ hồn ta dùng toàn bộ nỗ lực mới có thể làm cho hồn lực tăng lên tốc độ miễn cưỡng đuổi tới đồng bọn của ta nhưng cũng vẫn như trước là kém cỏi nhất mà muốn trở thành đoán tạo sư cao cấp hơn tương tự cần có hồn lực vì lẽ đó ta không thể không ở phương diện này dành nhiều thời gian hơn nữa ta thật sự rất hy vọng có thể trở thành một đấu khải sư mộ hi ngẩn ngơ đúng đấy thì ra ngươi vốn chỉ có nhất hoàn ta làm sao lại quên mất điều này chứ hóa ra ngươi không phải là cái gì cũng có thể làm được về mặt thực lực cá nhân của ngươi còn kém ta xa tít tắp nha ha ha đường vũ lân chỉ cảm thấy trên trán mình có ba đạo hắc tuyến tuột xuống đây là ý tứ gì mộ y đột nhiên nở nụ cười nghĩ như vậy trong lòng ta cảm thấy cân bằng hơn nhiều chính là như thế không có ai là toàn năng cả ngươi cũng thế được rồi mau đi đi tuy rằng tỷ tỷ ta không tham gia thi đấu cá nhân nhưng thi đấu đoàn đội lại có tham gia đó nha đến thời điểm đó ta sẽ không hạ thủ lưu tình đương nhiên tiền đề là đội của ngươi phải kiên trì đến khi gặp được ta mới được đường vũ lân hướng về mộ hy phất phất tay rồi lại chạy như bay tính thời gian ra cũng gần đến giờ rồi nhìn bóng lưng hắn rời đi nụ cười trên mặt mộ hy từ từ thu lại lầm bầm tự nhủ phụ thân nói đúng ta thật sự hẳn là nên giữ gìn mối quan hệ với hắn tên tiểu tử này hừ thật muốn bóp chết hắn nói xong câu nói sau cùng nụ cười trên mặt nàng lại lần nữa trở nên xá lạn hơn tiến vào nơi so tài Đường Vũ Lân nhanh chóng xem qua ghi chép tiến độ thi đấu hiện nay, khoảng cách tới khi hắn ra trận còn cách một quãng thời gian, vòng 2 của thi đấu cá nhân, tựa hồ mỗi một trận tranh tài đều tốn thời gian hơn nhiều. Sau đó, hắn liền nhìn thấy các bạn bè của mình đứng cách đó không xa. Tạ Giải cùng Cổ Nguyệt đứng chung một chỗ, hai người đều đang quan sát trận đấu đang diễn ra, Đường Vũ Lân bước nhanh tới bên cạnh bọn họ. "Thi đấu đoán tạo thuật xong rồi à? Thế nào rồi?" Cổ Nguyệt hỏi. Đường Vũ Lân nói, "Đi tiếp không thành vấn đề." phải đợi xem kết quả cuối cùng của trận thi đấu ngày mai, quyết thắng, đoán tạo sư thi đấu luôn luôn không được quá coi trọng, nhóm thiếu niên thi đấu chỉ mất 3 ngày đã có thể phân ra thắng bại. Các người thi đấu thế nào rồi?" Đường Vũ Lân hỏi. Cổ Nguyệt lắc lắc đầu, vẫn chưa tới lượt đang đợi. Đường Vũ Lân nói, "Thế nào? Có ai đặc biệt mạnh xuất hiện không?" Cổ Nguyệt nói, "Có không ít, vừa mới thấy xuất hiện Tam Hoàn Hồn sư ra tay rồi, Tam Hoàn đối với chúng ta sẽ có tính uy hiếp nhất định." "Đúng đấy, nhóm thiếu niên hạn mức tối đa để được thi đấu là 15 tuổi, tu vi đạt đến tam hoàn cũng không phải không thể. Hơn nữa hẳn không chỉ mỗi một người, cổ nguyệt cùng tạ giải cũng còn tốt, bọn họ đều là nhị hoàn, hơn nữa võ hồn đều không phải loại phổ thông. Nhưng đường Vũ Lân cũng chỉ am hiểu có Lam Ngân Thảo, hơn nữa chỉ có một hồn kỹ duy nhất. Tuy nói Lam Ngân Thảo hiện tại đã là thiên niên cấp độ, nhưng mà nhất hoàn đấu với tam hoàn, trung quy vẫn mang lại áp lực không nhỏ. Nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến sự tự tin của đường Vũ Lân hắn vốn không quan tâm ở nội dung thi đấu cá nhân có thể đạt được kết quả ra sao. Tham gia thi đấu chủ yếu là để tôi luyện chính mình, thua vì đối thủ mạnh hơn mình cũng không tính cái gì. Chính vào lúc này, ánh mắt đường Vũ Lân đột nhiên ngưng lại. Hai người hướng về phương hướng của bọn họ đi tới, thật là oan gia ngõ hẹp đi ở phía trước, chính là Diệp Tinh Lan, tư lạp trí tựa như gặp cảnh khốn cùng, đi ở phía sau nàng. Nàng sẽ không phải là thi đấu cá nhân cũng báo danh chứ. Trong lòng đường Vũ Lân không còn gì để nói, bất quá, dù sao, khi thực hắn cũng có chút chờ mong hai người này là hồn sư đến từ sử lai khác học viện rốt cục nắm giữ thực lực mạnh đến bậc nào đây đang chờ thi đấu à diệp tinh lan đi tới trước mặt đường vũ lân trên mặt rõ ràng toát lên nụ cười ta đường vũ lân thản nhiên nói thi đấu cá nhân ngươi cũng báo danh sao ta nhớ là lúc ngươi quyết định ghi danh thì thi đấu cá nhân cũng đã bắt đầu rồi diệp tinh lan nói thì đã sao ta chỉ cần nói với các vị chủ sự một tiếng nguyện ý cùng các ngươi giao lưu luận bàn tất nhiên có thể thu được tiêu chuẩn đặc cách đặc biệt là ta hướng về bọn họ bảo đảm sẽ không đoạt lấy tám vị trí đầu bọn họ tất nhiên sẽ tình nguyện đồng ý cho ta tham gia đường vũ lân trong lòng hơi động mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn à đúng rồi còn phải nói cho ngươi biết một tin tức tốt đối thủ ngươi gặp hôm nay bởi vì lý do nào đó mà không cách nào thi đấu được vì lẽ đó đối thủ của ngươi một lần nữa được thay đổi ừm chính là ta nụ cười trên mặt diệp tinh lan càng thêm nồng nặc đường vũ lân phảng phất nhìn thấy có một tên tiểu quỷ trên đầu nàng đang nhảy cẫng lên sung sướng khỏi cần nghĩ hắn cũng biết mục đích của nàng là gì sắc mặt tạ dài cùng cổ nguyệt đều trở nên âm trầm lại đặc biệt là cổ nguyệt hai mắt hiếp lại mơ hồ có ánh hàn quang lóe lên ánh mắt của đường vũ lân không có nửa phần tránh né cứ như vậy nhìn diệp tinh lan trên mặt toát lên nụ cười tỏa nắng tốt tốt hắn không sợ chút nào sao diệp tinh lan trong lòng không khỏi có chút chột dạ lẽ nào tên này không e ngại thi đấu với ta sao ta chính là học viên của sử lai khắc học viện đó nha nàng từ biểu hiện trên mặt của đường vũ lân không thể nhìn thấy một chút xíu tâm tình tiêu cực nào nhìn mãi cũng chỉ thấy mỗi nụ cười tỏa nắng đầy nam tính của hắn mà thôi từ lạp chí ở phía sau hướng về đường vũ lân nháy mắt tựa hồ nhắc nhở hắn nên nhận thua nhưng đường vũ lân lại vờ như không thấy chỉ dùng ánh mắt ôn hòa nhìn diệp tinh lan sắc mặt diệp tinh lan cũng dần dần trở nên âm trầm lại hướng về đường vũ lân gật đầu liên tục được rất tốt ta ngược lại muốn xem xem người có bao nhiêu bản lĩnh nói xong câu đó nàng xoay người rời đi đường vũ lân khẽ mỉm cười không hề để ý lại tiếp tục quan sát thi đấu trên cánh tay có ai đó nắm lấy quay đầu nhìn lên chỉ thấy cổ nguyệt đã nắm tay hắn trong đôi mắt đẹp biểu lộ mấy phần lo lắng đường vũ lân mỉm cười nói không có chuyện gì đâu chúng ta đến tham gia thi đấu vốn là hy vọng có thể khiêu chiến cường giả từ đó thu hoạch được kinh nghiệm thực chiến để phát triển bản thân mình có thể cùng học viên tài cao của sử lai khắc học viện giao thủ là cơ hội tốt hiếm có ta cao hứng còn chưa kịp đây các ngươi tại sao lại làm ra vẻ mặt đưa đám như vậy lẽ nào ta nhất định sẽ thua sao nói thật hay cố hết sức đem năng lực của mình hoàn toàn phát huy được ngươi sẽ thắng thanh âm lạnh như băng từ phía sau chuyển đến ba người đồng thời quay đầu lại chỉ thấy vũ trường không không biết từ lúc nào đã đi tới phía sau bọn họ vũ trường không rất hài lòng hướng về đường vũ lân gật gật đầu đối với tên đệ tử này hắn càng ngày càng thưởng thức hắn chẳng những có đầu óc thông minh sức quan sát nhạy bén cùng cái nhìn đại cục, lại càng có một trái tim gan dạ. Hắn hiện tại mới 10 tuổi, nếu như đợi được hắn lớn lên đến 20, thì sẽ ra sao? Sẽ phát triển đến mức nào? Thời gian 10 năm, đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Võ hồn của hắn tuy rằng, vốn sinh ra đã kém cỏi, nhưng sự biến dị khi đó đã giúp hắn có thể tiến vào con đường của cường giả. Nếu có thể tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn. Vũ lão sư, đường vũ lên vội vàng kêu lên. Vũ trường không đi tới trước mặt hắn, trầm giọng nói cố gắng hết sức không cần tự tạo áp lực bất luận thắng bại chỉ cần phát huy ra được thực lực của mình như vậy là đủ rồi hơn nữa dưới cái nhìn của ta ngươi cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội vâng đường vũ lân cung kính lên tiếng trả lời ở trong mắt hắn bắt đầu có đốm lửa hừng hực cháy lên đối thủ đến từ sử lai khắc học viện đây mới là cơ hội tốt nhất kiểm nghiệm thực lực của mình ngồi xuống tại chỗ đường vũ lân khép kín hai mắt tự điều tức khí tức hắn muốn dùng trạng thái tốt nhất của mình để nghênh chiến diệp tinh lan tạ giải là người thứ nhất vào sân thi đấu đối thủ của hắn như trước vẫn không mạnh dây dưa không tới 5 phút đồng hồ hắn liền thuận lợi thu được kết quả thắng lợi rốt cục đến đường vũ lân hắn từ trên mặt đất nhảy lên một cái trên mặt trước sau đều mang theo vẻ mỉm cười nhanh chân hướng lên đài thi đấu tinh lan tỉ vũ lân kỳ thực cũng không làm gì sai mà người cũng nên hạ thủ lưu tình đi từ lạp chí khắp khuôn mặt đều là vẻ cầu xin hắn đối với đường vũ lân vẫn vô cùng hào cảm đặc biệt là về trình độ ăn cơm của đường vũ lân càng là cuộc đời ít thấy biện pháp tốt nhất để chinh phục một kẻ tham ăn chính là phải tham ăn hơn hắn điểm này đã được chứng minh trên người gã béo từ lạp chí người còn có mặt mũi để nói sao nếu không phải là do người ta phải chịu oan ức lớn như vậy sao người đừng quản xem ta chừng trị hắn như thế nào hừ vừa nói diệp tinh lan bỏ qua từ lạp chí dây dưa nhanh chân đi lên đài thi đấu thiên hải liên minh thi đấu sau buổi thi đấu biểu diễn cũng không có quá nhiều người chú ý tới diệp tinh lan vì nàng vốn ở phía sau cùng hơn nữa ngày hôm nay nàng cũng không mặc đồng phục của sử lai khắc học viên mà lại mặc một chiếc váy liền quần màu vàng nhìn qua giống như một bé gái xinh đẹp mà thôi hai người từ hai hướng khác nhau leo lên đài thi đấu diệp tinh lan vừa nhìn thấy nét mỉm cười trên mặt đường vũ lân hận không thể liền ngay lập tức đánh đến dưới cái nhìn của nàng nụ cười của đường vũ lân rõ ràng là đang cố ý trào phúng nghĩ lại mình ngày hôm đó bị người khác xem là ăn quịt lại còn phải rửa cả núi chén bát trong lòng nàng liền cảm thấy vô cùng an ức tên khốn kiếp này xem ta hôm nay trừng trị ngươi như thế nào trọng tài cũng như ngày hôm qua tuyên bố đơn giản quy tắc thi đấu liền để hai người bắt đầu chuẩn bị đường vũ lân hai mắt híp lại chăm chú nhìn diệp tinh lan trải qua thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi vừa rồi tinh thần khí lực của hắn vào lúc này đã ở vào trạng thái đỉnh phong hắn tựa như lò so áp lực ngoại giới càng lớn độ đàn hồi của hắn sẽ càng lợi hại hơn trong lòng hắn lúc này đã tràn ngập đấu trí từ lâu hắn thả rằng đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như diệp tinh lan còn tốt hơn phải gặp lũ bốn thiêu không có kinh nghiệm thực chiến như hôm qua đối thủ như vậy không hề có chút giá trị nào đối với việc rèn luyện của hắn ba hai một bắt đầu theo tiếng tuyên bố của trọng tài đường vũ lân giở lại trò cũ chân trái đạp mạnh người đã hướng về diệp tinh lan lao đến cùng lúc đó hồn hoàn dưới chân sáng lấp lánh một vòng tròn màu tím lượn lờ xuất hiện màu tím thiên niên hồn hoàn trong mắt diệp tinh lan lộ ra một tia kinh ngạc nàng chưa từng thấy dáng vẻ chiến đấu của đường vũ lân bao giờ chỉ mơ hồ cảm giác gợn sóng hồn lực trên người hắn không mạnh nhất hoàn đúng như nàng dự đoán nhưng lại không nghĩ rằng đệ nhất hoàn của tên này lại là thiên niên hồn hoàn trong chớp mắt này tri thức phong phú nhất thời cung cấp cho nàng một loạt phán đoán có thể chịu đựng thiên niên hồn hoàn mang ý nghĩa thân thể của đối phương có cường độ phi thường đáng sợ thậm chí ngay cả cường độ tinh thần cũng là như thế nếu không thì căn bản không có khả năng chứa đựng hồn hoàn màu tím cùng thiên niên hồn linh thiên phú của tên đường vũ lân này so với tưởng tượng của mình thực sự tốt hơn nhiều bất quá những điều này cũng không khiến cho chiến ý của diệp tinh lan xuất hiện gợn sóng nàng xuất thân từ sử lai khắc học viện trời sinh đã có sự tự tin vô cùng tay phải giơ lên hai vòng ánh sáng của hồn hoàn dập dờn hiện lên từ dưới chân hai bách niên hồn hoàn điểm này so với tên hồn sư đường vũ lân đánh hôm qua giống nhau như đúc thế nhưng khi võ hồn của diệp tinh lan xuất hiện đường vũ lân cảm giác được không giống như thế một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay diệp tinh lan trường kiếm toàn thân hiện lên màu vàng óng trên thân kiếm phảng phất có vô số ánh sao lấp lánh hào quang óng ánh kia dù cho đang là ban ngày cũng vẫn vô cùng bắt mắt không có hồn lực cường thịnh xuất hiện nhưng vào thời điểm thanh kiếm này xuất hiện thân ảnh của diệp tinh lan tựa như đã biến mất Hơi thở của nàng đã cùng thanh kiếm này hoàn toàn hợp thành một thể, nhân kiếm hợp nhất. Nữ hài tử 10 tuổi lại có thể làm được điểm này hay sao? Dưới đài, cuộc tranh tài gây chú ý cho mọi người, các cường giả có thực lực và sức quan sát tốt đều vô cùng kinh hãi. Trong lúc đó khoảng cách của Đường Vũ Lân cùng Diệp Tinh Lan đã càng ngày càng gần, hắn không phóng thích Lam Ngân Thảo, mà là trực tiếp vung tay, hướng về trên vai Diệp Tinh Lan chộp tới. Cho đến lúc này, Diệp Tinh Lan mới động, chân trái nàng đột nhiên hướng về phía trước bước lên một bước. Bước đi này nhìn qua rất tùy ý cũng vô cùng bình thường, nhưng khiến cho Đường Vũ Lân cảm thấy được một nguy cơ mãnh liệt. Hắn chỉ cảm thấy, bước này hướng đúng về điểm mù của mình, thân thể hắn vọt tới trước, mượn xung lực vô tới, thời điểm Diệp Tinh Lan né tránh, vừa vặn làm hắn không kịp thay đổi phương hướng, thân thể bị mất đà, muốn quay lại cũng đã không kịp. Trường kiếm của Diệp Tinh Lan trong tay vạch một vạch, trực tiếp cắt về phía dưới sườn của hắn, động tác lưu loát trôi chảy, không mang theo chút máu lửa nào, tốc độ cũng không nhanh nhưng trong nháy mắt nàng xuất kiếm lưỡi kiếm cũng đã sắp tiếp xúc thân thể đường vũ lân thời khắc này đường vũ lân đã thể hiện ra tố chất cường hãn của thân thể mình phần eo đột nhiên uốn một cái cả người đã bật về một bên khác tuy rằng động tác này vẫn không đủ để tránh được công kích của nàng nhưng cũng cho hắn thời gian để xoay sở cánh tay phải hướng phía dưới quét ngang kim lân lặng yên hiện lên quét vào mặt bên thân kiếm kem một tiếng vang giòn diệp tinh lan chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh truyền đến thân thể mềm mại xoay tròn một vòng lực dư chấn cũng khiến người nàng văng ra hai mét đường vũ lân cũng không thoải mái hắn chỉ cảm giác trên cánh tay phải mình truyền đến một luồng tâm ý âm trầm lạnh lẽo sau đó có một loại sức mạnh phi thường kỳ quái tràn vào cơ thể mình nguồn sức mạnh này tràn ngập sức bùng nổ một khi tràn vào rất có khả năng sẽ nổ tung hắn cuống quýt thôi thúc hồn lực cùng sức mạnh huyết thống toàn diện phong tỏa dị lực lúc này mới ngăn được luồng sức mạnh kia xâm nhập vào bên trong dù cho là vậy Bên trên mặt bên kim lân tay phải vẫn nổ lên một chùm quang mang, khiến cho hắn lảo đảo ngã về trước hai bước. Từ giao thủ mà xem, hiển nhiên là Đường Vũ Lân ăn thiệt thòi. Nhưng trên mặt Diệp Tinh Lan cũng toát lên vẻ kinh ngạc, tinh thần kiếm có chứa tinh thần lực của mình lại không thể thâm nhập vào trong cơ thể đối phương. Ở tình huống bình thường, coi như là Tam Hoàn hồn sư cũng không cách nào ngăn cản được, thân thể của người này quả nhiên có gì đó quái lạ, phải trên cánh tay của hắn. Diệp Tinh Lan tuy rằng phán đoán trong lòng nhưng động tác trên tay vẫn không chậm lại chút nào thân thể ngừng xoay tròn trong nháy mắt tinh thần kiếm cũng đã lần thứ hai đâm ra đệ nhất hồn hoàn dưới chân đã sáng lên một đoàn ánh sao từ kiếm bắn ra bay thẳng đến chỗ đường vũ lân đường vũ lân trong lòng ngơ ngác có kinh nghiệm vừa rồi hắn biết rõ trường kiếm của đối phương đáng sợ vừa rồi chưa sử dụng hồn kỹ đã khiến mình chật vật như vậy càng không cần phải nói hiện tại cô nàng đã phóng thích hồn kỹ hắn cũng không dám giấu dốt từng cây lam ngân thảo ùn ùn phóng thích đan thành một tấm lưới nhện ở trước người che chắn hắn khỏi đoàn ánh sao của diệp tinh lan đang bay đến võ hồn của hắn và vẩy trên cánh tay không có quan hệ hắn là song sinh võ hồn trong lòng diệp tinh lan lại dao động một lần nữa vù ánh sao cùng lam ngân thảo đụng vào nhau cũng không có nổ tung mà là trong nháy mắt phóng ra một tầng hào quang tựa như chất lỏng bao trùm bên trên lam ngân thảo những hào quang màu vàng này cấp tốc lan tràn bao phủ lấy lam ngân thảo những nơi tiếp xúc tất cả đều đã biến thành màu vàng nhạt đồng thời khiến đường Vũ Lân mất đi khống chế. Cái này đến tột cùng là cái gì? Càng làm cho đường Vũ Lân khiếp sợ hơn chính là khi tinh thần kiếm trong tay Diệp Tinh Lan chỉ lên trên không trung, những dây lam ngân thảo cũng theo đó hướng lên trên không, khu vực phòng ngự chính diện hoàn toàn bị phá hủy. Thật là một hồn kỹ quỷ dị. Đường Vũ Lân giật nảy cả mình, nhanh chóng lùi về phía sau. Cùng lúc đó, tử quang trong mắt hắn lóe lên, tử cực ma đồng phát động. Và lúc này, đối mặt với cường địch như vậy, đành phải sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào khi diệp tinh la nhìn thấy tử quang trong đáy mắt đường vũ lân sáng lên nàng liền nhắm chặt hai mắt của mình lại cùng lúc đó phòng hồn hoàn thứ hai dưới chân nàng sáng lên ánh sáng lóe lên những ngôi sao tạo thành một vòng tinh luân bảo vệ khắp quanh người nàng tử cực ma đồng công kích của đường vũ lân lại không đem lại chút hiệu quả nào có thể sử dụng tinh luân để vừa phòng ngự vừa tấn công diệp tinh la lúc này đã xuyên qua tấm bình phong lam ngân thảo bị nàng khống chế tinh thần kiếm chìa về phía trước đâm đến trước mặt đường vũ lân đồng thời dưới chân nàng bộ pháp bỗng trở nên ảo diệu hơn đường vũ lân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt tựa như bị rất nhiều thân ảnh của diệp tinh lan bao vậy đồng thời tấn công hắn từ nhiều phương hướng khác nhau không được luận kinh nghiệm thực chiến hắn phi thường phong phú nhưng không một đố gột nên hồ võ hồn đều đã tạm thời bị đối phương khống chế hắn còn có thể làm cái gì đúng lúc này đường vũ lân nhắm hai mắt lại nếu đã thấy không rõ lắm vậy thì cảm thụ tinh thần lực của hắn vượt quá 200, linh thông cảnh trung cấp, hơn nữa thường thường đoán tạo, khả năng cảm thụ ngoại giới của hắn vượt xa người thường. Khi hai mắt của hắn nhắm lại, đồng thời tay phải của hắn cũng bắt đầu cấp tốc biến dị, hóa thành kim long trào. Keng, kim long trào vung ngang, chặn lấy chiêu kiếm đang đâm về phía bà vai hắn. Tinh thần lực trực tiếp bị kim long trào che ở ngoại vi, tuy ánh sáng trên tinh thần kiếm tỏa sáng, nhưng không cách nào vượt qua ranh giới được một bước. Kim long trào của đường vũ lân kim liền muốn chụp chặt, nhưng phản ứng của diệp tinh lan lại cực kỳ nhanh nàng rung nhẹ cổ tay tinh thần kiếm đã thu hồi về cùng lúc đó vòng tinh luân bảo vệ quanh cơ thể nàng tựa như trăm sông đổ về một biển chen trúc nhập lại vào tinh thần kiếm nhất thời ánh sáng trên tinh thần kiếm tỏa sáng lúc này đường vũ lân cảm giác được làm ngân thảo của mình đã thoát ly khỏi khống chế kim long chảo vỗ thẳng về phía diệp tinh lan dựa vào cảm nhận hắn có thể phán đoán được vị trí của diệp tinh lan lại càng thêm chuẩn xác có chút thủ đoạn xem ra ta phải mạnh tay hơn diệp tinh lan bồng bềnh lùi về sau bên trong đôi mắt đẹp lóe sáng tựa như có hai mặt trăng ẩn hiện trong con người vô vàn ánh sao lượn lờ nàng tiến lên một bước tốc độ đột nhiên tăng lên gần gấp đôi tinh thần kiếm trong tay dường như hóa thành ngàn vạn ánh sao bao phủ lấy đường vũ lân làm ngân thảo thu về phụ trợ phòng ngự tinh thần kiếm của diệp tinh lan thiên biến vạn hóa mỗi một kiếm đâm chúng lam ngân thảo nào dây lam ngân thảo đó sẽ cấp tốc bị ngưng trệ sau đó nổ tung thành một chùm quang mang bị đẩy qua một bên. Ánh kiếm lượn lờ, khác nào một mảnh ánh sao rơi ra, nhiều đến mức Lam Ngân Thảo hoàn toàn bay tứ tán, mấy chục ánh kiếm đồng thời hạ xuống, bao phủ toàn thân của đường Vũ Lân. Chiều này cũng không phải hồn kỹ, mà là kiếm kỹ. Vào giờ phút này, trong lòng đường Vũ Lân đối với vũ trường không tràn ngập cảm kích, đối mặt tinh thần kiếm, hắn lại nhớ lại lúc trước đối mặt với vết xương của vũ trường không. Đối với kiếm kỹ mạnh mẽ trước mặt, hắn cũng có phương thức ứng đối của riêng mình từng vầng sáng vàng óng xuất hiện trước mặt đường vũ lân đó là một cây hoàng sắc lam ngân thảo mọc đầy vầy vàng kim tinh thần lực trên tinh thần kiếm va chạm không cách nào đẩy nó ra được mà từng đạo ánh kiếm lại bị vầng sáng vàng óng này chặn lại phần lớn còn lại một ít cũng bị kim long trào của đường vũ lân chặn lại có thể coi như miễn cường ngăn được thế tiến công mạnh mẽ của diệp tinh lan bạn đang xem long vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt phim viết liền không giấu nhé lam ngân thảo có thể ngăn trở được tinh thần lực đương nhiên là nhờ tiểu kim quang vầng sáng vàng óng kia không chỉ ngăn trở công kích mà còn dùng đầy leo phát động hồn kỹ quấn quanh bám vào trên ánh kiếm thiên niên hồn kỹ dưới sự phụ trợ của hồn linh cuối cùng đã xuất hiện một đoàn ánh sao tinh chuẩn cực kỳ dán vào trên cây hoàng sắc lam ngân thảo này đánh gãy hồn kỹ của đường vũ lân thân hình diệp tinh lan lóe lên lướt qua hoàng sắc lam ngân thảo đã tiếp cận đường vũ lân không còn bao xa tinh thần kiếm trong tay đâm ra mấy chục đạo kiếm quang lại lần nữa xuất hiện ta xem ngươi còn lấy cái gì để chặn diệp tinh lan cũng vô cùng tức giận nàng làm sao cũng không nghĩ tới với thực lực của chính mình đối mặt với một tên nhất hoàn hồn sư lại phải tốn nhiều sức lực đến vậy lại nữa võ hồn của đối phương rất giống lam ngân thảo nhưng lại không hoàn toàn giống lam ngân thảo hẳn là võ hồn biến dị khiến nàng cảnh giác nhất vẫn là kim long trào đường vũ lân từ trên kim long trào nàng rõ ràng cảm nhận được một sự uy hiếp vô cùng mạnh mẽ nàng cũng không dám để cho tinh thần kiếm của mình bị kim long chờ đối phương nắm lấy nàng có cảm giác một khi bị nắm lấy nhất định sẽ phi thường thảm nhưng tinh thần kiếm của nàng uy lực phi phàm rốt cục cũng nắm lấy cơ hội đường vũ lân làm ngân thảo kể cả hồn linh cũng đã triệt để mất đi năng lực chống cự nàng rất muốn nhìn xem cái tên này còn có thủ đoạn gì nữa để chống lại nàng đường vũ lân đúng là không chống đỡ được dù cho hắn có thể sử dụng năng lực nhận biết của mình để đoán được hướng kiếm đâm tới, nhưng mà tốc độ của hắn lại không thể nào theo kịp. Làm sao bây giờ? Thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn đưa ra một lựa chọn vô cùng dứt khoát. Căn bản mặc kệ tinh mang kia bay đến, dưới chân hắn bỗng nhiên bạo phát, cứ như vậy phóng tới chỗ diệp tinh lan. Kim Long chảo chán trước người, sau đó cố hết sức vung lên, bảo vệ lấy những chỗ yếu trên cơ thể, đồng thời chộp thẳng vào ngực của Diệp Tinh Lan. Ngọc đá cùng vỡ. Đường Vũ Lân đối với lực phá hoại của Kim Long Chảo vô cùng tin tưởng, với tố chất thân thể của hắn, coi như bị tinh thần kiếm đâm trúng, cũng sẽ không mất đi sức chiến đấu trong nháy mắt, mà ở trong thời gian này, hắn hoàn toàn có lòng tin có thể đánh cho Diệp Tinh Lan trọng thương. Tinh mang đâm trúng Kim Long Chảo, dễ dàng bị ngăn trở, rơi vào trên người Đường Vũ Lân, mang theo từng vệt hào quang màu máu. Tinh thần lực vẫn chưa nổ tung mà Kim Long Chảo của Đường Vũ Lân cũng đã tiếp cận đến Diệp Tinh Lan. Trong mắt Diệp Tinh Lan toát ra một vẻ khiếp sợ tinh thần kiếm đâm thẳng hai cái hồn hoàn đồng thời tỏa sáng một đoàn ánh sao trước tiên tre ở phía trước sau đó lại tạo thành một vòng bảo vệ quanh người nàng ánh sao trong nháy mắt va chạm với kim long chảo hai loại kim quang khác nhau đồng thời bạo phát kim long chảo hợp lại hung hãn đem những viên tinh cầu đánh cho vỡ nát tiếp theo lại xé rách lồng ánh sáng bảo vệ trên người nàng thời khắc mấu chốt diệp tinh lan thể hiện ra được năng lực ứng biến mạnh mẽ của học viên sử lai khắc học viện thân thể mềm mại của nàng bỗng nhiên ngửa ra sau một chiều thiết bản kiểu né khỏi hướng chính diện của kim long trào cùng lúc đó tinh thần kiếm đâm lên nhắm vào bên nách phải đường vũ lân đường vũ lân thu tay lại đập lên tinh thần kiếm lần này diệp tinh lan cuối cùng cũng không có khả năng né tránh vuốt phải của đường vũ lân tóm lấy bản thể của tinh thần kiếm khanh một tiếng vang nhỏ diệp tinh lan chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến khiến mình suýt mất kiểm soát đối với võ hồn và lúc này từng tiếng trầm thấp nổ vang bên trong người đường vũ lân chỉ thấy một đoàn ánh sáng nổi lên đường vũ lân rên lên một tiếng kim long trào trên tay đột nhiên biến mất thân thể của chính mình cũng bị nổ ngửa ra sau rơi xuống mặt đất dừng lại trọng tài la lên một tiếng cũng tự bay vọt lên đài ôm chặt lấy đường vũ lân một đoàn bạch quang trên tay sáng lên vỗ vào trên người đường vũ lân ngăn chặn lấy những dòng máu chảy ra từ trên thân thể nổ tung vô số chỗ của hẳn diệp tinh lan cũng đã đặt mông ngã ngồi trên mặt đất nhìn đường vũ lân đôi mắt đẹp của nàng có vẻ hơi thất thần từ nhỏ đến lớn trong đám bạn cùng lứa tuổi nàng còn chưa từng bao giờ có một chiến thắng chật vật đến như vậy tên trước mắt này vì sao lại có chiến ý cường hãn như thế lại còn cái vuốt rồng của hắn nữa thật sự quá mạnh thậm chí ngay cả hồn kỹ tinh thần kiếm cũng không ngăn nổi sao từ lúc vừa mới bắt đầu chính mình cũng đã lơ là ngạo mạn mới khiến bản thân mình rơi vào cục diện bất lợi đến như vậy hắn không có sao chứ đây là suy nghĩ kế tiếp của diệp tinh lan lúc này đường vũ lân nhìn qua có chút vô cùng khốc liệt toàn thân đẫm máu nhuộm đỏ toàn bộ phục của hắn mặt như giấy vàng hai mắt nhắm nghiền lại hiển nhiên đã ngất đi lúc trước quyết đấu đường vũ lân hoàn toàn tấn công vô cùng liền mạch đến thời điểm tinh thần lực bạo phát không thể áp chế được hắn cũng rốt cục cũng không chịu nổi hồn lực trong cơ thể tan vỡ tự thân bị trọng thương do đó kim long trào của hắn cũng không cách nào tiếp tục duy trì nếu như hắn lại có thể kiên trì thêm một chút, có thể kết quả đã khác. Vũ trường không lúc này đã bồng bềnh đi lên đài, tiếp nhận đường Vũ Lân từ trong tay trọng tài, một tầng xương vụ nhàn nhạt, nhạt bao phủ, niêm phong lại toàn bộ các vết thương trên người đường Vũ Lân. Hắn không hề liếc mắt nhìn Diệp Tinh Lan một chút nào, đã mang theo đường Vũ Lân bồng bềnh đi xuống đài thi đấu. Cổ Nguyệt, tạ giải hầu như là đồng thời vò tới trước mặt Vũ Trường không, nhìn máu me be bét khắp người hắn. Cổ Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt vốn sáng ngời, lúc này trong nháy mắt tràn ngập sát ý. Trên đài, Diệp Tinh Lan vừa đứng lên, cơ linh linh dùng mình một cái, theo bản năng hướng về phía cổ Nguyệt nhìn tới. Hai ánh mắt thiếu nữ trên không trung va chạm, bắn ra đốm lửa lóa mắt. Vũ trường không tay phải nhanh chóng điểm vào trên người đường Vũ Lân, một lát sau, hắn mới nói, không có chuyện gì, chỉ bị thương ngoài ra, ta trước tiên dẫn hắn trở lại. Nói xong, hắn ôm lấy đường Vũ Lân, gión mũi chân, người đã hóa thành một đạo khói xanh biến mất không còn tăm hơi thi đấu cá nhân đường vũ lân thua bị đào thải ở vòng thứ hai vũ trường không đi rồi cổ nguyệt từng bước một đi đến phía đài thi đấu bên trong hai con mắt của nàng mơ hồ có sáu loại hào quang lưu truyền lệ khí trên người cũng càng ngày càng mạnh ngay cả tạ dài ở bên cạnh nàng đều cảm nhận rõ ràng được khí thế khủng bố tựa như núi lửa muốn phun trào diệp tinh lan lúc này cũng rời khỏi đài thi đấu nhìn cổ nguyệt từng bước một hướng về phía mình nhưng cũng không có một nửa phần hoảng hốt ta muốn khiêu chiến ngươi Âm thanh của Cổ Nguyệt tràn ngập sự lạnh lẽo. Diệp Tinh Lan hừ lạnh một tiếng, "Thi đấu cá nhân, ta chỉ đánh một trận này, muốn khiêu chiến, đợi thi đấu đoàn đội gặp." Nói xong câu đó, nàng quay đầu bước đi, Cổ Nguyệt vừa muốn truy, lại bị Tạ Giải kéo lại, "Đừng kích động, Cổ Nguyệt, nàng là người của Sử Lai Khắc Học Viện." "Sử Lai Khắc Học Viện thì thế nào?" Cổ Nguyệt đột nhiên quay người lại, lớn tiếng hét lớn, dọa Tạ Giải nhảy một cái. Tạ Giải vội vàng buông nàng ra, ngượng ngùng nói, "Ý của ta là chúng ta phải công bằng đánh bại bọn họ trên đấu trường, như vậy mới càng có ý nghĩa, mới có thể gây đà kích lớn hơn cho ta. Kỳ thực, vừa rồi Vũ Lân cũng là chỉ thiếu một chút nữa mà thôi, nguyên lai thực lực của sử lai khắc học viện cũng chỉ có như vậy. Lệ khí trong mắt cổ nguyệt dần dần biến mất, hừ lạnh một tiếng, xoay người liền bỏ đi ra ngoài. Này, trận thi đấu cá nhân của người vẫn còn chưa đánh mà, tạ giải vội vàng gọi nàng. Không đánh, ta đến xem Vũ Lân, cổ nguyệt quang lại câu nói này, cũng đã tăng nhanh tốc độ chạy ra bên ngoài. Một cảm giác thoải mái mát mẻ, lúc đường Vũ Lân thanh tỉnh lại, đập vào mắt là khuôn mặt lạnh lẽo trước sau như một của Vũ Trường không. Vũ Lão Sư, đường Vũ Lân nhẹ giọng kêu lên, hắn dãy giụa muốn nhúc nhích, nhất thời, toàn thân truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, tựa như muốn đem thân thể xé rách. Vũ Trường không quay đầu nhìn về phía hắn, tỉnh rồi, người cần phải tĩnh dưỡng. Đường Vũ Lân nói, nhưng mà, con còn thi đấu. Vũ trường không nói, không nên nghĩ tới việc thi đấu, trước tiên khôi phục lại rồi hãy nói. Ngày hôm nay, người đã làm rất tốt, trận này, người đã có cơ hội thắng, khuyết điểm hiện tại của ngươi chính là năng lực cận chiến, chờ ngươi khỏe lại rồi, ta lại truyền cho ngươi một môn tuyệt học của đường môn. Đường Vũ Lân ngẩn người, nhưng mà không phải con chỉ có thể học tập hai môn sao, con chỉ thông qua trung cấp sát hạch mà thôi. Vũ trường không nói, cấp 3 chức nghiệp giả có thể học nhiều hơn một môn nữa, lúc trước chỉ là sợ ngươi ham nhiều, nhưng không tinh thông vì lẽ đó không có dạy ngươi ta sẽ chọn một môn thích hợp nhất với tình huống hiện tại của ngươi để truyền thụ trước tiên cố gắng dưỡng thương vũ lân ngươi tỉnh rồi cổ nguyệt bưng một ly nước đi tới lấy ra một cái ống hút bỏ vào ly đem đầu còn lại cho vào miệng đường vũ lân uống chậm một chút đừng vội nhìn ánh mắt nàng tràn ngập ân cần đường vũ lân nở nụ cười uống hết mấy ngụm nước mới nhà uống hút ra đa tạ giờ là lúc nào rồi cổ nguyệt nói vừa qua khỏi buổi trưa ngươi có đói bụng hay không ta chuẩn bị cho ngươi ít đồ ăn nha. Đường Vũ Lân nói, không cần, các ngươi còn phải thi đấu buổi chiều nữa. Tài rằng không thể ra tràng, nhưng các ngươi còn có thể, nhất định phải cố lên. Thi đấu cá nhân ta đã bị đào thải, sẽ chờ cùng mọi người ra sân thi đấu đồng đội. Cổ Nguyệt ngần ngơ, ngươi vẫn còn muốn thi đấu. Đương nhiên rồi, yên tâm đi, ta không có chuyện gì, đều chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Ngày mai sẽ ổn thôi, cảm giác trong lòng đường Vũ Lân hiện tại rất quái dị thời điểm hắn động đậy thân thể vừa rồi, cảm giác đầu tiên chính là đau đớn, sau đó chính là từng trận cảm giác tê dại truyền đến. Cảm giác tê dại này rất khủng khiếp, nhưng vết thương lại truyền đến cái cảm giác này, cũng có nghĩa là mình đang khôi phục nhanh chóng. Vũ trường không hai mắt hiếp lại, tự ngươi cũng cảm giác được. Hả, đường Vũ lân ngơ ngác nhìn về phía hắn. Vũ trường không nói, thời điểm ta giúp ngươi khâu lại vết thương đã phát hiện ra, năng lực tự lành của cơ thể ngươi vô cùng phi thường, bắp thịt bị xé rách vẫn có thể tự liền miệng một cách nhanh chóng các vết thương nhỏ thì biến mất vô tung tình huống như thế ta mới thấy lần đầu hẳn là có quan hệ với huyết thống sức mạnh của ngươi ngươi có cảm giác thoải mái hay không đường vũ lân cười khổ nói ngoại trừ cảm giác đói bụng ra thật giống như con không bị sao cả vũ trường không gật gật đầu xem ra ngươi bình thường ăn nhiều đồ như vậy cũng không hề ổng phí cổ nguyệt đi tìm giúp hắn một ít đồ ăn ngon nhiều nhiều một tí được vừa nghe đường vũ lân có năng lực tự hồi phục rất mạnh cổ nguyệt nhất thời vui mừng khôn xiết chạy như bay ra ngoài tìm đồ ăn cho hắn ăn trận chiến ngày hôm nay chính ngươi cảm giác ra sao vũ trường không hướng về đường vũ lân hỏi đường vũ lân suy nghĩ một chút nói nàng rất mạnh võ hồn của nàng mạnh khống chế lực của bản thân cũng mạnh khả năng vận dụng võ hồn con không thể so sánh nếu như không phải nhờ tính đặc thù của kim long trào chỉ sợ một cơ hội nhỏ nhoi con cũng không có vũ trường không gật đầu nói không sai nếu như không phải nàng coi thường ngươi ngươi đúng hẳn là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có kim long trào của ngươi không thể dùng lâu dài nếu như nàng dùng phương thức thi đấu dây dưa tốc độ tiêu hao hồn lực của ngươi nhất định sẽ vượt xa nàng không tốn thời gian dài không có võ hồn bảo vệ không có kim long trào chống đỡ ngươi chắc chắn sẽ thất bại không thể nghi ngờ nàng chỉ bởi vì tâm tình chịu ảnh hưởng muốn tốc chiến tốc thắng mới cho ngươi một cơ hội nhỏ nhoi ngươi làm đã rất tốt thế nhưng ngươi nhớ kỹ cho dù có năng lực bao quát cùng lực trưởng khống tốt đến đâu cũng cần phải có đủ thực lực cùng năng lực để thực hiện mới được vâng đường vũ lân hiểu rõ được vũ trường không là có ý gì năng lực của hắn vẫn quá đơn thuần về võ hồn hắn chỉ có mỗi hồn kỹ quấn quanh ứng dụng của lam ngân thảo tuy rằng tốt hơn so với trước đây nhiều nhưng vẫn còn chưa đủ thông thạo kim long chảo tuy rằng cường hãn nhưng cần phải cận chiến mới đem lại hiệu quả hơn nữa còn không thể sử dụng lâu dài đường môn tuyệt học từ cực ma đồng bị sự thực chứng minh cũng không phải tuyệt đối hữu hiệu ngày hôm nay không phải đã bị chặn lại rồi sao hắn cần nhiều kỹ năng và năng lực chiến đấu hơn nữa. Tốc độ khôi phục cơ thể của đường Vũ Lân là vô cùng kinh người, trước đây hắn chưa từng trải qua thương tích nghiêm trọng như thế này bao giờ, nên chưa biết, lần này thương thế của hắn kỳ thực không nhẹ, tinh thần lực tuy rằng không thể thâm nhập vào bên trong cơ thể hắn, nhưng nổ tung ngoài ra như vậy cũng sẽ tạo ra rất nhiều vết thương lớn, có thể thấy được qua việc toàn thân hắn thấm đẫm máu tươi khi đó. Thế nhưng, sau khi tỉnh táo, hắn chỉ cần không đến hai tiếng cũng đã có thể cử động, toàn thân vết thương đã kết vẩy đến buổi tối hắn đã có thể rời khỏi giường tự mình ăn cơm phải biết toàn thân hắn vết thương lớn có tới hơn 10 chỗ tuy rằng đều không phải là chỗ nguy hiểm nhưng phần lớn đều ở vị trí cánh tay cùng trên đùi tốc độ hồi phục này khiến cho tạ dài cổ nguyệt cùng hứa tiểu ngôn không nhịn được phải thốt lên hai tiếng quái vật phòng thi đấu tổ đội thứ hai tuy rằng không có đường vũ lân ra trận nhưng đối thủ của bọn họ cũng không mạnh cổ nguyệt cố né tức giận dẫn dắt toàn đội hung hãn đạt được thắng lợi không hề cho đối thủ một chút cơ hội nào thi đấu cá nhân chỉ có tạ dài một mình tham dự tiếp lần thi đấu này đường vũ lân cũng chỉ còn sót lại nội dung thi đấu đồng đội cùng với đoán tạo sư thi đấu bất quá thân thể của hắn tuy rằng khôi phục rất nhanh nhưng đoán tạo cần phải sử dụng rất nhiều sức lực sau khi cùng sầm nhạc đại sư thương lượng đường vũ lân quyết định từ bỏ vòng thi đấu đoán tạo thuật cuối cùng với thiên đoán tạo nhị phẩm nhìn thế nào hắn vẫn có thể đứng vị trí thứ hai tổng hợp cho điểm coi trọng nhất vẫn là phẩm chất của kim loại hiếm Người không phải vì muốn nhường ta nên mới cố ý bị thương đấy chứ. Trời vừa mới chuyển tối, nhận được tin đường Vũ Lân bị thương, mộ hy đã tới ngay lập tức. Bất quá, thời điểm nàng nhìn thấy đường Vũ Lân, lo lắng trong lòng cũng tạm thời biến mất. Cái con heo này đang ngồi ngay tại bàn ăn khách sạn nhai nhai nuốt nuốt, nhìn tốc độ ăn không hề giảm chút nào của hắn, nghĩ kiểu gì cũng không ra hắn bị thương nghiêm trọng. Đương nhiên không phải đâu, thật sự là do ta tài không bằng người. Đường Vũ Lân gặm một cái giò, có chút mơ hồ nói với mộ hy mộ hi nói không có chuyện gì là tốt rồi sau này chú ý cẩn thận một chút yên tâm đi tiểu tham tài về sau tiền thưởng quán quân ta sẽ giúp ngươi giữ lại he he đa tạ sư tỷ kỳ thực ta lần này chịu thua bởi vì nguyên nhân cá nhân mà không thể tiếp tục dự thi bất quá sư tỷ là người tốt mộ hi 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 nở nụ cười được rồi ngươi làm ta suốt cảm động đấy tiền sẽ không thiếu phần của ngươi được chưa còn muốn ăn gì không ta lại đi mua cho ngươi ăn được nhiều khôi phục mới nhanh đường vũ lân có chút cầm nín thả miếng giò trong tay xuống lần này hắn ăn đã là tăng hai lúc trước cổ nguyệt tạ giải cùng hứa tiểu ngôn đã giúp hắn mua rất nhiều đồ ăn sau đó sầm nhạc đại sư cũng tới một chuyến hiện tại sư tỷ cũng định mua đồ cho mình ăn tại sao mỗi người bọn họ đều coi mình như là thùng nước gạo di động vậy dù quả thật mình chính là như vậy bọn họ cũng không nên biểu hiện lộ liễu như thế chứ nhìn vẻ mặt đường vũ lân có chút lúng túng mộ y cười nói ngày hôm nay ngươi bại bởi ai vậy còn bị thương đường vũ lân nói một đứa con gái sử dụng kiếm hắn không nói ra sử lai khắc học viện kỳ thực hắn đối với diệp tinh lan cũng không có quá nhiều ác cảm chỉ là nàng hơi kiêu ngạo mà thôi trên thực tế thời điểm nàng chiến đấu ngày hôm nay công kích vẫn có chừng có mực không phải tất cả đòn tấn công đều nhắm vào chỗ yếu hại của mình nếu không mình nhất định còn bị thương nặng hơn nữa đúng vào lúc này tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên mộ hy cũng không hỏi đường vũ lân đi tới mở cửa ra gã béo từ lạp chí ngó giáo giác nhìn thấy mộ hy hắn sửng sốt một chút xin chào ta tìm đường vũ lân vào đi mộ hy tránh ra để chiều lối vào cho hắn từ lạp chí sống mũi giật giật nhìn thấy bàn đầy đồ ăn khuôn mặt lập tức tỏa ra ánh hào quang trói lọi giò có giò kìa hắn bước nhanh vài bước đã vào trong phòng thấy đường vũ lân ăn ngon miệng như vậy nhất thời không nhịn được nốt nước miếng ửng ực lạp chí ngồi xuống cùng ăn không Đường Vũ Lân nhìn thấy hắn, cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Từ lạp chí cúi đầu nói, xin lỗi Vũ Lân, đều do ta không tốt, ngày đó kỳ thực đều bởi vì ta, là chính ta đã quên đem tiền để mời các ngươi ăn cơm, mới xảy ra nhiều chuyện sau đó như vậy. Kỳ thực tinh lan từ là người rất tốt, bình thường nàng đều đặc biệt chiều cố ta, người đừng giận nàng ta nha. Đường Vũ Lân lắc đầu một cái, nói, không có chuyện gì đâu, thi đấu mà, có thắng có thua, thương tích đều là chuyện thường tình, làm sao mà ta lại tức giận chứ. Ngươi xem, ta cũng đâu có chuyện gì. Sau này thi đấu đồng đội có khi còn gặp lại nhau đấy. Đến thời điểm đó, ta có đội hữu trợ giúp, các ngươi chưa chắc sẽ thắng đâu nha. Trong đội của ta, ta vẫn không phải là người mạnh nhất. Từ lạp chí đột nhiên kinh hô một tiếng, ngươi, ngươi thật không có bị gì sao. Tinh thần lực của tinh lan tỷ rất là lợi hại, ngươi làm sao đã có thể ngồi dậy được. Mới vừa rồi sau khi vào cửa, hắn bị Mỹ thực hấp dẫn nên vẫn chưa phản ứng kịp, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ ăn uống thỏa thuê của đường Vũ Lân. Mới ý thức được chuyện gì, cái tên này không phải là trước đó đã bị thương rất nặng sao?" Đường Vũ Lân nói, vì ăn được nhiều nên da dày thịt béo đó. Ha ha. Một bên Mộ Hi rất tán thành gật đầu, động tác của nàng vừa vặn bị Đường Vũ Lân nhìn thấy, "Sư tỷ, nếu ngươi không có chuyện gì thì nên về trước nghỉ ngơi một chút đi." Mộ Hi hừ một tiếng, muốn đuổi ta đi, ta liền không đi, vừa nói, nàng vừa đặt mông lên vết thương của Đường Vũ Lân ngồi xuống. Này cũng thật là đường vũ lân đối với vị sư tỷ này của hắn cũng không có biện pháp nào từ lạp chí đi quanh đường vũ lân một vòng nhìn nơi này nhìn chỗ kia ngươi cũng thật là một tên quái vật vậy mà thật sự không có chuyện gì làm người khác khó mà tin được đường vũ lân bất đắc dĩ nói không phải là ngươi chỉ đến kiểm tra vết thương của ta thôi đấy chứ cùng nhau ăn đi nước miếng của ngươi sắp rơi xuống đất rồi kìa thật sao từ lạp chí thấp giọng nói ngươi thật sự không giận ta đường vũ lân cười nói thật vất vả mới tìm được một đồng đạo đi chung con đường ăn uống tại sao ta phải giận ngươi hơn nữa ngươi không phải đã nói ngươi ăn thua ta nên muốn nhận ta làm đại ca sao ta cũng không cần phải chấp nhất với tiểu đệ đệ làm gì từ lạp chí nghe hắn vừa nói như thế nhất thời thở phào nhẹ nhõm cười nói đúng vậy đúng vậy theo đại ca được ăn ngon vậy ta sẽ không khách khí vừa nói hắn liền vươn tay tóm lấy một miếng giỏ heo lớn gặm gặm mộ hy ở một bên xe mắc cười tại sao lại có thêm một con heo khác ngoài đường vũ lân xuất hiện thế này há đúng rồi lão đại ta đến thật ra có chút chuyện khác ta cho người ít đồ ăn vừa nói trên người từ lạp chí tuôn ra gợn sóng hồn lực tiếp theo hai vòng ánh sáng dưới chân hắn sáng lên rõ ràng là hai cái hồn hoàn ta có một cái bánh bao thịt hắn lẩm bẩm đọc một câu sau đó một cái bánh bao trắng toát liền xuất hiện ở trong tay ánh sáng của đệ nhất hồn hoàn cũng thuận theo đó lấp lánh mấy lần đường vũ lân sững sờ mộ hy cũng trợn tròn hai mắt thực phẩm hệ hồn sư đường vũ lân cùng mộ hy đồng thanh kêu lên hồn sư chia làm chiến hồn sư cùng khí hồn sư thực phẩm hệ hồn sư thuộc nhóm khí hồn sư là một loại phi thường hiếm thấy đường vũ lân cùng mộ y sở dĩ kinh ngạc là bởi vì tên tiểu bàn tử này không chỉ là thực phẩm hệ hồn sư mà chỉ mới 10 tuổi đã đã có hai cái hồn hoàn thực phẩm hệ hồn sư là một trong những võ hồn khó có thể tu luyện nhất đã được công nhận bánh bao chính là võ hồn của tên này liên tưởng lại hôm biểu diễn đầu tiên của thiên hải liên minh thi đấu khi đó hắn ném cho đồng đội một đồ vật trắng toát đường vũ lân giờ mới hiểu được cái kia không phải là bánh màn thầu mà là bánh bao bánh bao thịt cũng thật là đường vũ lân tiếp nhận bánh bao của hắn một phát cắn xuống thực sự rất thơm bên trong thịt nhân bánh phong phú còn nóng hổi mang theo nhiệt khí thơm phức ăn liền mấy cái nhất thời một luồng ấm áp chuyển khắp toàn thân đường vũ lân chỉ cảm thấy hồn lực trong thể nội dâng trào thể lực cũng khôi phục lại nhanh chóng từ lạp chí có chút đắc ý nói đệ nhất hồn kỹ này của ta là khôi phục đại bao thịt có thể đồng thời khôi phục thể lực hồn lực hơn nữa có thể sử dụng được cả trong chiến đấu hoặc lúc bình thường còn có hiệu quả cố bản bồi nguyên nhất định hẳn sẽ có sự trợ giúp nhất định đối với người có muốn ăn thêm vài cái nữa hay không tốt bánh bao thịt hắn tạo ra đúng là ăn rất ngon đường vũ lân ăn liền mười mấy cái hắn lập tức cảm thấy tốc độ hồi phục của vết thương mình lại tăng nhanh hơn hơn nữa hồn lực cũng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong trái lại từ lạp chí cũng không tiêu hao bao nhiêu hồn lực thực sự là võ hồn thần kỳ đường vũ lân suýt xoa từ lạp chí có chút đắc ý nói đó là đương nhiên ta nhìn vậy chứ cũng là trăm năm hiếm có tiên thiên mãn hồn lực thực phẩm hệ hồn sư đó nha ở học viện ta là đệ tử nội viện được chọn sẵn trong tương lai kiểm tra thiên phú của ta còn cao hơn so với tinh lan tỷ nữa hai tên heo heo tiếp tục đại nghiệp đồ sát thức ăn nhìn bọn chúng ăn mãn nguyện ngay cả mộ hi cũng không nhịn được hướng về từ lạp chí xin vài cái bánh bao thịt để ăn quả nhiên hiệu quả phi phàm đường vũ lần âm thầm cảm thán nếu như từ lạp chí có thể luôn ở bên cạnh mình là tốt rồi lượng cơm ăn của mình lớn như vậy nếu bên người có thể có một vị thực phẩm hệ hồn sư bất luận lúc nào cũng đều không cần lo lắng không có đồ để ăn ôi thật là một thế giới tươi đẹp bánh bao nhân thịt heo của từ lạp chí quả thật rất có hiệu quả sáng hôm sau thời điểm đường vũ lân đang tu luyện từ cực ma đồng cũng cảm giác được tinh khí thần của mình đã hoàn toàn khôi phục ngay cả vài vết thương cũng bóc ra lộ ra da thịt lành lặn bên trong tốc độ khôi phục của ngươi so với ta tưởng tượng còn nhanh hơn vũ trường không đứng ở bên người đường vũ lân thầy trò hai người đang cùng tu luyện từ cực ma đồng tạ giải cũng là đường môn đệ tử hắn chọn một môn tuyệt học đường môn khác không phải từ cực ma đồng hắn chọn chúng chính là huyền thiên công và quỷ ảnh mê tung bộ vũ trường không nói Ngươi còn đi tham gia thi đấu đoán tạo sư sao? Đường Vũ Lân lắc lắc đầu, đã xác định đứng vị trí thứ nhì, dĩ nhiên là không cần phải đi thi, quán quân nhường cho sư tỷ là được rồi. Tốt lắm, trở về phòng đi, ta dạy cho ngươi một môn tuyệt học khác của Đường môn. Đường Vũ Lân chấn động trong lòng, lại có thể học tập tuyệt học Đường môn mới, sẽ là gì chứ? Huyền Thiên Công gia tăng thật lớn tốc độ tu luyện hồn lực của hắn, hơn nữa, giúp hắn áp súc hồn lực, có thể tăng cường sức chiến đấu và thời gian duy trì hồn lực tử cực ma đồng khiến cho khống chế lực của hắn trở nên mạnh hơn cũng là một môn tăng cường thủ đoạn công kích quan trọng nhất chính là đây là một pháp môn tu luyện tinh thần lực không có tử cực ma đồng hắn căn bản không thể hoàn thành lần thứ hai thăng linh đệ tam đường môn tuyệt học sẽ là cái gì hắn tin tưởng vũ lão sư giúp mình lựa chọn nhất định là một tuyệt học thích hợp nhất cho bản thân mình trở về phòng vũ trường không kéo rèm cửa sổ lại thắp hồn đạo đăng trong phòng lên võ hồn của ngươi trời sinh yếu kém Chính ngươi hẳn là cũng cảm giác được, dù cho tăng lên tới thiên niên cấp độ, bởi vì vấn đề võ hồn này, ngươi vẫn như cũ không thể so sánh được với những hồn sư có võ hồn đỉnh cấp, thế nhưng, người có ưu thế của ngươi chính là thân thể biến dị, cường độ thân thể của ngươi vượt xa người bình thường, thậm chí là vượt cấp mấy lần, đặc biệt là khi ngươi vận dụng huyết thống sức mạnh phóng thích kim lân, hiệu quả càng mạnh hơn. Bởi vậy, tác dụng chủ yếu của võ hồn của ngươi là khống chế ta cũng hy vọng trong tương lai thời điểm ngươi lựa chọn hồn kỹ sẽ cân nhắc theo hướng này còn thủ đoạn công kích chân chính sẽ đến từ cơ thể ngươi ta không biết tương lai thân thể của ngươi có thể biến dị tới trình độ nào vì lẽ đó hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước giai đoạn hiện nay đường môn tuyệt học thích hợp nhất với ngươi ta sẽ chọn khống hạc cầm long khống hạc cầm long nghe xong bốn chữ này trong lòng đường vũ lân hơi chấn động mơ hồ có một chút cảm thụ từ sâu trong nội tâm vũ trường không gật gật đầu dựa theo đường môn quy củ, mỗi người khi gia nhập đường môn có thể lựa chọn một môn tuyệt học đường môn để bắt đầu tiến hành tu luyện. Mới vừa gia nhập lại có thể thông qua trung cấp sát hạch, có thể chọn lấy hai môn, đẳng cấp một chức nghiệp nào đó tăng lên đến cấp 3, có thể lại chọn thêm một môn. Mới nhập môn có thể thông qua cao cấp sát hạch có thể trực tiếp chọn 3 môn, thế nhưng, số lượng tuyệt học đường môn có thể học miễn phí, cũng chỉ có 3 môn. Nói cách khác, dù cho thông qua cao cấp sát hạch đồng thời chức nghiệp tăng lên đến cấp 3, cũng chỉ có thể học trước tối đa ba môn tuyệt học của đường môn mà thôi đường vũ lân ngần người vậy sau đó con còn muốn học thêm những tuyệt học khác của sư môn vậy thì làm sao bây giờ vũ trường không nói dựa vào điểm cống hiến đối với tông môn để quy đổi dù sao đường môn cũng không thể bao cấp hết tất cả cho đệ tử tông môn cũng cần phát triển chờ trở lại đông hải thành ngươi có thể đi đến đường môn đông hải phân bộ của chúng ta để kiểm tra với đẳng cấp nghề nghiệp hiện tại của ngươi đã có thể bắt đầu hoàn thành một vài tông môn nhiệm vụ Đến lúc đó người sẽ biết phải làm gì để đổi lấy đường môn tuyệt học hoặc là trao đổi những vật khác cùng đồng môn. Vâng, đường Vũ Lân có chút hương phấn, hắn cũng không cảm thấy việc công hiến cho tông môn là không nên học đường môn tuyệt học. Thân là một phần của đường môn, đương nhiên nên vì đường môn huy hoàng cùng mạnh mẽ mà nỗ lực, đồng thời còn có thể học thêm được rất nhiều từ đường môn. Dù nói như vậy, nhưng người mới vào đường môn đều sẽ lựa chọn huyền thiên công, bởi vì huyền thiên công là căn cơ cùng hạt nhân của tất cả các công pháp đường môn điểm này là lý do vì sao ta chọn cho ngươi và tạ giải công pháp này đệ nhị môn công pháp ta chọn cho ngươi từ cực ma đồng chủ yếu là bởi vì ngươi cần tu luyện tinh thần lực để phụ trợ thăng linh đệ tam môn tuyển khống hạc cầm long lại là bởi vì khống hạc cầm long có thể giải quyết hữu hiệu nhất vấn đề xuất thủ khi chiến đấu của ngươi đồng thời còn có thật nhiều dịu dụng có thể nói là một tuyệt học công thủ hoàn hảo ngươi nhìn xem bạn đang xem long vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt phim viết liền không giấu nhé. Vừa nói, vũ trường không hướng về bàn bên cạnh suốt một chiêu, đường vũ lân mơ hồ cảm nhận được một luồng sóng năng lượng nhu hòa xuất hiện. Sau đó, một cái ống đựng bút liền bay về phía vũ trường, không, nhẹ nhàng rơi vào trong tay hắn. Đây là khống hạc. Tay phải đẩy một cái, ống đựng bút vững vàng bay ra, lơ lửng trên không trung, nhưng thủy trung không rơi xuống đất, dựa theo khống chế của vũ trường không đong đưa, phi hành. Đây là cầm long khống hạc cầm long kỳ thực chia làm hai bộ phận phân biệt là khống hạc công cùng cầm long công đây chính là phương pháp trưởng khống cùng vận dụng hồn lực một khi học được chúng không thua gì ngươi nắm giữ được hai siêu cấp hồn kỹ luyện đến cực hạn khống hạc cầm long có thể điều khiển núi cao quyền thiên công là cơ sở của khống hạc cầm long tu vi hồn lực càng mạnh uy lực khống hạc cầm long của ngươi cũng càng lớn vừa nói vũ trường không đột nhiên hướng về đường vũ lân đánh ra một trường đường vũ lân chỉ cảm thấy một luồng sức hút trước mặt truyền đến dưới chân mình đã lảo đảo đã hướng về phía vũ trường không bay đến lòng bàn tay vũ trường không đưa lên một nguồn sức mạnh đẩy tới thân thể của hắn nhất thời bay như mũi tên về phía vách tường xa xa thời điểm mắt thấy sắp va vào tường lại có một luồng sức hút chuyển đến ổn định lại thân thể của hắn cứ như vậy tựa vào vách tường chậm rãi rơi xuống đất thật là cảm giác thần kỳ đường vũ lân vốn rất thông minh sau một hồi lĩnh ngộ nhất thời có một ít cảm giác kỳ diệu mơ hồ đã nghĩ đến một vài cách phối hợp năng lực của mình và khống hạc cầm long kết hợp lại để sử dụng nếu như có thể dùng khống hạc công hút đối thủ lại vậy uy lực của kim long chảo chẳng phải có thể tăng mạnh hơn hay sao diệp tinh lan đến từ sử lai khắc học viện võ hồn tinh thần kiếm của nàng đã khá là mạnh mẽ dù mình sử dụng kim long chảo vẫn khó có thể chống lại hắn đột nhiên hiểu ra vì sao vũ trường không để hắn học tập khống hạc cầm long có thể trong thời gian hạn chế đem uy lực của kim long chảo phát huy hiệu quả tốt nhất thì ra là như vậy. Ta trước tiên truyền cho người kiến thức cơ bản của khống hạc công, ngươi phải nhớ kỹ. Khống hạc công lấy huyền thiên công làm trụ cột hồn lực vận chuyển đến đan điền, duyên thủ thiếu dương kinh. Vũ trường không bắt đầu tỉ mỉ giảng dài cho đường Vũ Lân phương pháp tu luyện khống hạc công, đồng thời dùng hồn lực bản thân trợ giúp đường Vũ Lân tu luyện. Đường Vũ Lân phát hiện, lộ tuyến vận hành của khống hạc công cơ bản có rất nhiều điểm giống với huyền thiên công. Huyền thiên công thôi động, kinh mạch tự động xoay chuyển, cuối cùng hội tụ thành một vòng xoáy dưới lòng bàn tay, sản sinh ra lực hấp xả, diệu dụng vô cùng. Từ lúc đó đến giữa trưa, đường Vũ Lân tất cả đều chìm đắm ở trong việc tu luyện khống hạc công, để nắm giữ môn đường môn tuyệt học này không dễ dàng như tử cực ma đồng. Dù có vũ trường không dẫn dắt, hắn cũng chỉ là vừa nhập môn, còn cần thời gian tu luyện rất lâu mới có thể từng bước vận dụng. Đường môn tuyệt học quả nhiên thần kỳ. Đường Vũ Lân càng ngày càng cảm giác được những chỗ tốt chúng đem lại cho mình. Đối với một gã hồn sư nhất hoàn, như hắn mà nói hồn kỹ chỉ có một chiêu chính là hạn chế lớn nhất mà đường môn tuyệt học từ một loại ý nghĩa nào đó đã giải quyết vấn đề này từ cực ma đồng giúp hắn có thêm thủ đoạn tinh thần công kích huyền thiên công giúp hắn kéo dài thời gian chiến đấu hơn nữa lại còn có khống hạc cầm long tương lai hắn còn muốn có thể học tập quỷ ảnh mê tung bộ thần kỳ cùng với rất nhiều đường môn tuyệt học khác nữa như thế nào người ngày hôm nay có thể dự thi được rồi sao sau bữa trưa cổ nguyệt hướng về đường vũ lân hỏi đường vũ lân gật gật đầu nói, đương nhiên có thể, đúng rồi, chúng ta hẳn là có thể tiến vào thi đấu vòng tròn, đúng không? Dựa theo quy tắc thi đấu, sau khi vượt qua hai vòng loại trước đó, tổng cộng sẽ có 36 chi đội ngũ tiến vào thi đấu vòng tròn. Thi đấu vòng tròn chia làm 4 bảng nhỏ, mỗi bảng có 9 chi đội ngũ, sau đó từng đội sẽ phải tiến hành 8 cuộc tranh tài với 8 đội còn lại, thắng một trận được 2 điểm, thua được 0 điểm, nếu như xuất hiện tình huống hòa, vậy thì mỗi đội được một điểm. Sau khi thi đấu vòng tròn, bốn đội đầu bảng sẽ tiến vào nhóm 16 đội mạnh, sau đó sẽ thông qua vòng đấu loại trực tiếp chọn ra thứ hạng sau cùng, chỉ khi tiến vào 16 vị trí đầu mới có khen thưởng. Quy tắc này cũng áp dụng tương tự đối với nhóm thanh niên và nhóm thành niên. Hai vòng đầu của đội đường Vũ Lân vận khí không tệ, cũng không gặp phải đối thủ nào quá mạnh, thuận lợi thăng cấp, như vậy, tiếp theo bọn họ sẽ tiến vào thi đấu vòng tròn. Đúng rồi, chúng ta đều phân vào bảng đấu thứ ba, tạ dài nói. Đường Vũ Lân nói, vậy các ngươi đã điều tra thực lực của các đối thủ chúng ta chưa tạ giải lắc đầu một cái nói cái này không cách nào điều tra được quá nhiều người chúng ta dù có xem bọn họ thi đấu trước đó cũng hoa cả mắt bình tới tướng đỡ nước đến đất ngăn đi lại nói bảng đấu của chúng ta cũng không có hai tên của sử lai khác học viện thi đấu vòng tròn không đụng phải cũng tốt đối với trận thi đấu ngày hôm đó diệp tinh lan biểu hiện thật tuyệt vời đường vũ lân cũng không có ý kiến gì một chọi một hắn xác thực không phải là đối thủ của diệp tinh lan đúng như vũ trường không nói nếu như diệp tinh lan cẩn thận ngay từ đầu chính mình e rằng một cơ hội nhỏ nhoi cũng đều không có nhưng tiếp theo đợi bọn họ chính là thi đấu đoàn đội cũng không chỉ quyết định bởi thực lực cá nhân đường vũ lân đối với các đồng đội của mình rất tin tưởng vậy thì ba người chúng ta dự thi tiểu ngôn dự bị đường vũ lân hướng về hứa tiểu ngôn đưa ra ánh mắt hỏi dò hứa tiểu ngôn mỉm cười gật đầu cười híp mắt nói đội trường ta nghe nói trận chung kết cuối cùng để đảm bảo số lượng khán giả sẽ tiến hành vào buổi tối đó nha. Đường Vũ Lân trong lòng hơi động, tin tức này rất trọng yếu, có thể giúp bọn họ sớm sắp xếp chiến thuật. Thiên Hải Liên Minh thi đấu đã tiến hành được mấy ngày, đoán tạo sư thi đấu, kết quả cuối cùng, nhóm thiếu niên, kết quả quán quân cuối cùng thuộc về Đông Hải đoán tạo sư hiệp hội, chính là Mộ Hy, con gái của Thánh tượng Đại Tông Sư cấp 8, Mộ Thần. Thành tích này đã được dự đoán rất nhiều trước khi cuộc thi diễn ra, dù sao, ở trong giới đoán tạo sư của Thiên Hải Liên Minh cũng chỉ có mỗi một mình mộ thần là thánh tượng cấp 8. Đông Hải Thành ở những phương diện khác không được, nhưng về mặt đoán tạo phi thường mạnh mẽ, mộ thần ở trong thiên hải liên minh vẫn luôn có địa vị vô cùng siêu nhiên. Bất quá, đoán tạo sư so với những chức nghiệp khác không phải luôn quá được coi trọng, đặc biệt là thi đấu của những người trẻ tuổi, thiên tài đoán tạo sư cũng cần có thời gian mài rũa. Chân chính đoán tạo đại tông sư, toàn bộ đều ít nhất cũng đã 40 tuổi trở lên. Cơ giáp chế tạo, cơ giáp thiết kế cùng cơ giáp duy tu vẫn đang còn tiếp tục thi đấu so với thi đấu đoán tạo sư quá trình thi đấu của bọn họ còn phức tạp hơn nhiều người dân thiên hải thành yêu thích nhất vẫn là hồn sư thi đấu bất kể là thi đấu cá nhân hay là thi đấu đoàn đội đều là cơ hội giúp họ mãn nhãn mấy năm một lần tỷ lệ người xem cao nhất không thể nghi ngờ chính là trận chung kết đoàn đội bảy đấu bảy thi đấu ba đối ba hoặc năm đối năm trình độ quan tâm đều kém hơn một chút ở nhóm tuổi thiếu niên sự quan tâm còn ít hơn nhiều bởi vì các hồn sư ở lứa tuổi này đều nằm ở khoảng trên dưới nhị hoàn, số lượng hồn kỹ rất hạn chế. Vì lẽ đó, thi đấu đoàn đội 3 đấu 3 sẽ được tổ chức đầu tiên vào cuối buổi chiều, đoàn đội 7 đấu 7 đương nhiên sẽ được tổ chức vào buổi tối, thời điểm có nhiều khán giả theo dõi nhất. Những ai có điều kiện sẽ đến sân thi đấu xem trực tiếp, ai ít có khả năng kinh tế có thể xem thông qua hồn đạo truyền hình ở nhà hoặc xem qua màn hình lớn tại quảng trường. Phòng khách số 7 sân vận động Thiên Hải Phòng khách trong sân vận động là phòng chuyên dùng để đón tiếp khách quý. Mặt hướng về sân thi đấu được lắp một tấm kính lớn trong suốt bằng pha lê, có thể trực tiếp quan sát tình huống thi đấu đang diễn ra. Đồng thời, nó cũng đồng thời là một khối hồn đạo màn hình, có thể tùy chỉnh để có thể quan sát một trận đấu bất kỳ, bất kể là đang tiến hành hay là đã tiến hành xong xuôi. Lúc này, trong phòng khách số 7 đang ngồi hai người, một người áo trắng như tuyết tóc dài phiêu giật, chính là vũ trường không. Người còn lại là một cô gái đứng bên cạnh vũ trường không, Nhìn qua tầm 26, 27 tuổi, tướng mạo cực đẹp, một mái tóc màu trắng kỳ dị rối tung ở sau gáy, trên người mặc một bộ đồ thể thao màu xanh sẫm, trong đôi tròng mắt màu xanh lục không ngừng luân phiên lập lòe sinh cơ cùng hơi thở của sự hủy diệt. Mái đầu bạc trắng kia của nàng cùng với một thân bạch y đan sen của Vũ Trường Không, có vẻ vô cùng hài hòa. Bởi vì có đệ tử của ngươi dự thi, vì lẽ đó ta mới đáp ứng để bọn nhỏ đi quậy cho nước càng đục càng tốt, làm sao? Ý kiến gì không? người không có chút lo lắng nào sao trên mặt cô gái tóc trắng toát ra nụ cười trêu ngươi nhìn về phía vũ trường không vũ trường không lạnh nhạt nói ta tại sao phải lo lắng cô gái tóc trắng lông mày nhíu lại xem ra ngươi đối với đệ tử của mình rất tự tin nha chẳng lẽ ngươi cho rằng năng lực dạy học của ngươi đã vượt qua học viện vũ trường không lắc đầu một cái ta đã qua tuổi thích tranh hơn thua thắng bại từ lâu ta để bọn nhỏ tham gia thi đấu cũng không nhằm so đo thắng bại gì cả tên tiểu tử ngày hôm qua là xảy ra chuyện gì võ hồn của hắn có vẻ như là biến dị cô gái tóc trắng hỏi vũ trường không lúc nào một chút nếu như ta cho ngươi biết ta cũng không trọn vẹn hiểu rõ được tình huống của thân thể hắn ngươi có tin hay không cô gái tóc trắng sửng sốt một chút ta tin tưởng thiên băng vũ trường không có lúc nào từng nói láo bao giờ chỉ là ngay cả ngươi cũng không biết đây quả thật là chuyện khiến ta thấy có chút kỳ quái vũ trường không nói võ hồn của hắn vốn chỉ là lam ngân thảo bình thường hồn linh cũng rất yếu thế nhưng trạng thái thân thể của hắn lại vượt xa những người bình thường cho nên ta nói ta không biết cũng bởi vì sau khi huyết mạch của hắn biến dị ảnh hưởng ngược lại đến võ hồn không chịu ảnh hưởng của võ hồn càng kỳ dị hơn chính là huyết mạch biến dị của hắn tựa hồ lại không có quan hệ gì với võ hồn tuyệt nhiên giống với hai loại tồn tại độc lập nhưng lại không phải song sinh võ hồn tình huống như thế ta cũng mới lần đầu gặp phải có muốn dẫn hắn đến học viện hay không mời những lão nhân ra tiến hành kiểm tra cô gái tóc trắng mỉm cười hỏi ánh mắt vũ trưởng không ngưng lại nhưng hắn không chút do dự kiên định gật đầu muốn nhưng nếu như bọn trẻ muốn gia nhập học viện nhất định phải bằng bàn lính tiến vào mà không phải là cái gì khác cô gái tóc trắng than nhẹ một tiếng ngươi vẫn còn ghi hận bọn họ sao kỳ thực tình huống ban đầu không cần phải nói thêm gì nữa ta cũng không có ghi hận ai nếu như có hận vậy cũng chỉ là hận chính ta mà thôi hiện tại dù sống nhưng tim ta cũng đã chết ta cũng không phải là không nỡ chết theo nàng mà chỉ là muốn đi tìm phương pháp giúp nàng sống lại một nét thống khổ từ trong đáy mắt vũ trường không nghẹn ngào người thật sự quá quật cường cô gái tóc trắng thở dài một tiếng vũ trường không ánh mắt khôi phục lạnh lẽo nếu như không phải như vậy ta vẫn là ta sao cô gái tóc trắng nở nụ cười đúng đấy nếu như không phải như vậy người sẽ không còn là nam nhân có thể làm cho long băng yêu tha thiết bạch y lam kiếm thiên băng tuyết hàn vũ trường không trầm mặc nhìn về nơi so tài Ánh mắt của hắn xa xưa mà thâm thúy, ở nơi sâu xa trong con người, phảng phát hiện về vô số hồi ức năm nào. Mãi một lát sau, hắn mới lẩm bẩm nói, thầm dập, mấy ngày trước ta đã đến thăm nàng ấy. Cô gái tóc trắng thầm dập ánh mắt khẽ nhúc nhích, "Ngươi về thiên đấu, ngươi thật sự mãi mãi cũng không muốn quay về học viện sao? Ngươi có biết, lúc trước sau khi ngươi đi rồi, lão sư ngươi thương tâm cỡ nào không?" Một vẻ thống khổ từ trong đáy mắt Vũ Trường không hiện lên, "Ta có lỗi với lão sư." Ta không còn mặt mũi nào trở về." Thẩm Dập nói, "Ngươi bồi dưỡng mấy hài tử này chính là vì tương lai đưa đến học viện, giao cho lão sư để bồi thường sao?" Vũ trưởng không không hề hé răng. Thẩm Dập thở dài một tiếng, "Ngươi sai rồi, có một số việc không ai có thể thay ngươi bồi thường cả, muốn bồi thường chỉ có mình ngươi, dù sao ngươi còn sống sót cũng nên tái xuất." Bên trong sân vận động, Đường Vũ Lân, Tạ Giải, Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn đã đến từ rất sớm. Bởi vì là thi đấu vòng tròn theo bảng, thời gian phân chia khá là tỉ mỉ, mỗi một bảng đều có khung giờ thi đấu của riêng mình, mỗi một bảng 9 đội, mỗi ngày sẽ có một đội được nghỉ không phải thi đấu. Vòng thứ nhất bọn Đường Vũ Lân cũng không được luân không, đối thủ của bọn họ chính là đội 2 của Thiên Hải Trung cấp học viện của Thiên Hải Thành, cũng như Thiên Hải Thành, Đông Hải Thành là một thành phố lớn, ở cùng một nhóm tuổi thi đấu có thể phái ra ba đội ngũ dự thi, Đường Vũ Lân bọn họ cũng chỉ là một trong những đội ngũ được Đông Hải Học viện phái ra, cũng là đội ngũ có tuổi tác nhỏ nhất. Thiên Hải Học Viện có thể nói là trung cấp học viện có thực lực tổng thể mạnh nhất trong toàn bộ Thiên Hải Liên Minh. Vì lẽ đó, tuy rằng bọn họ chỉ phải đối mặt với một đội ngũ hạng 2, nhưng không thể nghi ngờ, thực lực của đội ngũ này trong đám thiếu niên cùng nhóm tuổi cũng là đứng hàng đầu. Tùy cơ ứng biến, dựa theo kế hoạch tác chiến làm việc, đường Vũ Lân thấp giọng phân phó. Bọn họ đã xem qua mấy chàng thi đấu trước, tiến vào cuộc thi vòng loại, thực lực của đối thủ quả nhiên không giống như những vòng sơ khảo, bất kể là năng lực thực chiến hay là tu vi đều khá cường hãn trong độ cùng độ tuổi. Cổ Nguyệt nói, Vũ Lân, người xác định thân thể không có chuyện gì sao, dù sao ngày hôm qua hắn cũng thụ thương nghiêm trọng như vậy. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, thật sự không có chuyện gì mà, người yên tâm đi. Đường Vũ Lân, chính vào lúc này, âm thanh có chút xa lạ vang lên, hấp dẫn ánh mắt mấy người. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một ông lão tóc trắng cùng vài người trung niên đang đi hướng về phía mình, vị đi ở phía trước nhất, một đầu tóc bạc, tinh thần quắc thước, Thân hình cao lớn khôi vĩ, đôi bàn tay nhìn qua đặc biệt khoan hậu, trên người tỏa ra một khí tức nghiêm nghị một cách tự nhiên, hiển nhiên là người ở vị trí cao lâu ngày. "Chào ngài, ngài tìm ta?" Đường Vũ Lân vững tin, người này không phải đến từ đại biểu đội của Đông Hải Thành, chính mình cũng chưa từng quen biết người này. Nghe nói, hôm qua người thi đấu bị thương, vì lẽ đó hôm nay không đến tham dự vòng cuối cùng của thi đấu đoán tạo sư. Ông lão tóc bạc đi thẳng đến trước mặt hắn mới dừng bước lại. Vóc người vị này thật là cao to đường vũ lân tuy không thấp hơn so với những bạn cùng tuổi nhưng cũng chỉ đứng đến dưới bụng hắn đúng vậy bị thương nhẹ vì sợ ảnh hưởng vết thương nên con không đến dự thi đường vũ lân đúng quy đúng củ hồi đáp ông lão tóc bạc nói ta là hội trưởng thiên hải đoán tạo sư hiệp hội đoàn huyên ngươi có thể gọi ta là đoàn lão thiên phú đoán tạo của ngươi rất tốt lần này không tham gia vòng cuối cùng thật đáng tiếc đường vũ lân sửng sốt một chút hội trưởng của thiên hải đoán tạo sư hiệp hội chào ngài đoàn lão con lần sau sẽ cố gắng hơn đường vũ lân cung kính nói đoàn huyên mỉm cười nói là như vậy thiên hải thành chúng ta hiện tại có kế hoạch tiến cử một loạt nhân tài ta xem qua tác phẩm đoán tạo của ngươi cảm thấy ngươi rất có thiên phú không biết ngươi đã từng có ý nghĩ đến thiên hải thành chúng ta để tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình mời chào đường vũ lân giờ mới hiểu được dụng ý của đối phương đến tìm mình đoàn lão chuyện này e rằng không được đường vũ lân vội vàng trả lời tuy rằng hắn ở đông hải thành vẫn chưa đến một năm nhưng ở nơi đó hắn đã mọc rễ nảy mầm vũ lão sư mộ thần lão sư đều đối với hắn tốt vô cùng nhờ có bọn họ bảo ban mới có quá trình độ phát triển nhanh chóng của đường vũ lân một năm vừa qua hắn cũng không muốn thay đổi địa phương đoàn huyên nói tiểu tử đừng vội từ chối không bằng trước tiên hãy nghe một chút điều kiện của lão phu người hẳn phải biết thiên hải thành là thành thị lớn thứ nhất đại lục phía đông bất kể là địa vị chính trị hay kinh tế đều ở trên đông hải thành những gì đông hải hiệp hội có thể cho ngươi chúng ta cũng có thể cho người đồng thời chúng ta có thể bảo đảm toàn bộ mọi kinh phí trước khi ngươi sung kích cấp độ thánh tượng đều sẽ do hiệp hội thanh toán người ắt hẳn phải biết thời điểm sung kích linh đoán tạo cần tiêu hao bao nhiêu rất nhiều đoán tạo sư đều ở giai đoạn này lãng phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực tiền tài để sung kích với thiên phú của ngươi thiên hải hiệp hội chúng ta đồng ý vì ngươi thanh toán những khoản chi phí này mãi đến tận ngươi vượt qua linh đoán tạo mới thôi đồng thời thiên hải đoán tạo sư hiệp hội còn có thể bảo đảm tương lai trí ít có thể giúp người đem tu vi tăng lên tới cấp độ hồn đế chúng ta có nội tình đủ sức đảm bảo cho việc này người thấy thế nào không thể không nói điều kiện mà vị đoàn lão này đưa ra có sức dụ hoặc vô cùng phi thường cung cấp toàn bộ kinh phía để xung kích thánh tượng cấp hơn nữa còn bảo đảm tu vi hồn đế cấp đây chính là điều kiện bất kỳ đoán tạo sư nào cũng rất khó từ chối đường vũ lân bất giác tìm cũng đập thình thịch đáp ứng đoàn lão mang ý nghĩa Thiên Hải đoán tạo sư hiệp hội cử hắn đi học để trở thành đoán tạo đại tông sư cấp 6. Trong giới đoán tạo sư, có thể nắm giữ địa vị rất quan trọng. Cảm tạ ngài hậu ái, Đường Vũ Lân lần thứ hai hướng về đoàn lão cúc cung, nhưng mà con không thể chấp nhận, con đã có lão sư, con là một thành viên của Đông Hải đoán tạo sư hiệp hội. Điều kiện của ngài khiến con rất động tâm, nhưng con không thể phản bội trái tim của chính mình. Đường Vũ Lân rất khách khí, nhưng từ chối cũng rất kiên định. Đoàn Huyên sửng sốt một chút, tiểu tử Ngươi có biết sự bảo đảm của ta sẽ tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên và tiền bạc để phụ trợ không? Cái kia đối với ngươi mà nói chỉ sợ là con số trên trời, dựa vào chính bản thân ngươi, coi như vận may ngươi tốt, năng lực mạnh hơn, e rằng cùng cần phải mất hơn 10 năm bươn trải vất vả, thậm chí cần nhiều thời gian hơn để hoàn thành. Một đời người có thể có bao nhiêu lần 10 năm, bỏ qua thời kỳ hoàng kim, cơ hội ngươi xung kích thánh tượng trong tương lai sẽ trở nên xa vời. Ta tin tưởng những gì ta có thể đem lại cho ngươi đông hải đoán tạo sư hiệp hội không để nào cho được đường vũ lân không có nửa điểm do dự lập tức nói đoàn lão con xin cảm tạ ngài một lần nữa nhưng con thật sự không thể con biết lễ vật ngài hứa hẹn với con quý giá biết chừng nào nhưng mà con đã có lão sư cũng không thể phản bội lại người thầy của mình câu nói này hắn nói phi thường kiên quyết cũng cực kỳ nhanh sau khi nói xong hắn lại như là một gã hải tử phạm lỗi cúi cúi đầu đoàn huyên nhíu mày thật sâu một người trung niên bên cạnh hắn tiến lên một bước, vừa định nói cái gì, lại bị Đoàn Huyên Dơ tay ngăn cản. Vị Hội trưởng Thiên Hải đoán tạo sư hiệp hội thở dài một tiếng, con ngoan, mộ thần vận may thực là không tồi. Nếu như có một ngày Đông Hải thành đoán tạo sư hiệp hội buông tha cho ngươi, cửa lớn Thiên Hải hiệp hội chúng ta vĩnh viễn vì ngươi mở rộng. Nói xong câu đó, Đoàn Huyên Dơ tay sờ sờ đầu của Đường Vũ Lân, xoay người nhanh chân rời đi. Với địa vị của hắn, bị cự tuyệt đương nhiên sẽ không muốn dây dưa lâu mãi cho đến đoàn huyên đi xa đường vũ lân mới không nhịn được thở dài một hơi điều kiện nghe có vẻ rất tốt đấy tại sao ngươi lại không đáp ứng là không nỡ chúng ta sao có phải tại vì ngươi đã chót trầm mê trong vẻ đẹp trai của ta đúng không tạ dài một mặt cười xấu xa hỏi đường vũ lân cười khổ nói đâu chỉ là không tệ quả thực chính là không thể nào tốt hơn các ngươi không biết linh đoán tạo là cảnh giới mà đoán tạo sư cấp năm mới có thể nắm giữ cũng chính là ngưỡng cửa quan trọng nhất trong cuộc đời của một đoán tạo sư muốn vượt qua cực kỳ gian nan, cần sử dụng rất nhiều kim loại hiếm để tiến hành rèn đúc, rèn đúc thất bại, kim loại hiếm sẽ đi tong, số lượng tiền tài tiêu hao có thể tưởng tượng được. Tạ Giải kinh ngạc nói: "Ngươi tham tiền như vậy, vậy sao còn không đáp ứng?" Đường Vũ Lân tức giận nói: "Không thấy ta từ chối nhanh như vậy sao? Chính là sợ chính mình không nhịn được đáp ứng mất đó, điều kiện quá tốt rồi, nhưng mà lão sư đối với ta thật sự rất tốt, hơn nữa, ta cũng không nỡ rời xa các ngươi." khoảng cách đến lúc ta xung kích linh đoán tạo cũng còn rất lâu trước tiên củng cố cơ sở thật vững chắc ắt hẳn đến lúc xung kích cũng không cần phải lãng phí quá nhiều kim loại hiếm cũng có thể thành công được rồi chúng ta đi thi đấu nào vừa nói đường vũ lân vung tay lên dẫn dắt các bạn bè tiến thẳng lên đài thi đấu đoàn huyên đi tới đài thi đấu theo bậc thang đi thẳng đến phòng khách ở vị trí cao nhất những tên trung niên đi theo hắn toàn bộ chờ ở ngoài hắn một mình đi vào phòng khách số 3. bên trong căn phòng chỉ có một người chính là một người trung niên. Lão sư nhìn thấy Đoàn Huyên, hắn cúi người chào, thái độ phi thường cung kính. Đoàn Huyên đi tới bên cạnh hắn, đồng thời hướng về bên trong sân thi đấu nhìn lại, ánh mắt của người rất tốt, thật là một hài tử rất được, giống như thời điểm ban đầu ta phát hiện ra người vậy, hắn từ chối ta. Thiên phú của hắn so với em lúc trước còn tốt hơn, em vẫn chưa nói cho thầy biết, hắn đã là đoán tạo sư cấp 4, trên mặt người trung niên lộ ra nét mỉm cười sáng lạn. Nếu như Đường Vũ Lân ở đây, hắn sẽ nhất định khiếp sợ nhận ra người đợi hội trưởng đoàn huyên ở trong phòng khách số ba này lại chính là lão sư của hắn đông hải đoán tạo sư hiệp hội hội trường thánh tượng cấp tám mộ thần cấp bốn người đang nói đùa sao đoàn huyên vẻ mặt khiếp sợ nhìn mộ thần mộ thần cười nói đương nhiên không phải đùa giỡn thiên phú của hắn tuyệt đối vượt xa ngày tưởng tượng nếu như không phải tu vi không đủ theo em thấy chỉ cần có đủ tài nguyên nhiều nhất hai năm hắn liền có thể sung kích linh đoán tạo đoàn huyên hít vào một ngụm khí lạnh được đó tiểu tử ngươi không nói sớm có phải là sợ ta thật sự đào móng tường nhà ngươi đúng không vậy xem ra thiên đoán nhị phẩm của hắn cũng không phải thành công nhờ vào vận may mộ thần nói ở phương diện đẳng cấp đoán tạo sư em cũng sẽ không bởi vì hắn là đệ tử của mình mà châm trước chính em tận mắt thấy hắn hoàn thành thiên đoán lam mang thai đông mới cho tặng hắn cấp 4. nữ đầu tôn của ngài thì đúng là do may mắn em cũng không nghĩ tới hẳn là cùng vũ lân có quan hệ với năng lực của vũ lân ở tình huống bình thường sẽ không chọn trầm ngân ngài không phải đã nói hai người bọn họ đồng thời bắt đầu đồng thời kết thúc sao em đoán là mộ hy chịu ảnh hưởng của hắn đoàn huyên lẩm bẩm được trời thương chính là được trời thương lại nói ta thật sự muốn suy nghĩ làm sao để đào góc tường nhà ngươi rồi đấy mộ thần cười nói được rồi ý đồ của thầy em đã hiểu việc đáp ứng thầy em cũng có thể làm được bất quá trước tiên thầy phải cho em từ 15 đến 20 năm để em bồi dưỡng tên tiểu tử này trước chờ hắn hoàn thành khóa của em trước, sau đó lại đến tiếp nhận khóa học của thầy. Đoàn huyên tức giận, 15 đến 20 năm, chỉ sợ xương của ta đều thành cho. Mộ thần cười ha ha, thầy đừng nói vậy mà, với tu vi của ngài cùng trạng thái thân thể, sống thêm 50 năm nữa cũng không thành vấn đề gì. Lại nói, vẫn là thầy đa mưu túc trí, vẫn không cho em công bố ra bên ngoài là đệ tử của thầy, có phải là muốn chờ đợi ngày đó. Đoàn huyên khẽ mỉm cười, nếp nhăn trên mặt như đều muốn giãn ra, Bạch đoán tạo sư này của chúng ta bị dòng dõi bọn họ áp chế quá lâu, trung quy phải tích lũy lâu dài, sử dụng một lần. Ngươi nếu như công bố ra bên ngoài là đệ tử của ta, còn có thể nhận được sự coi trọng như vậy của tổng bộ, nhanh như vậy đạt đến cấp 8 sao. Hừ hừ, đợi được tên tiểu tử này lại trưởng thành, hẳn là thời điểm chúng ta vươn mình. Thừa dịp còn trẻ, ngươi cũng phải cố gắng nhiều hơn, tranh thủ sớm ngày xung kích thần tượng. Chỉ cần ngươi có thể trở thành thần tượng, mức độ chống lưng của chúng ta có thể tăng thêm một cấp bậc. Mộ thần than nhẹ một tiếng, khó à, càng hướng lên trên, cấp bậc càng gian nan. Leo lên đài thi đấu, đường Vũ Lân, tạ giải, cổ nguyệt ba người duy trì trận hình tam giác, đường Vũ Lân ở trước, cổ nguyệt cùng tạ giải phân biệt ở phía sau. Đối thủ của bọn họ cũng đã lên đài, đó là ba tên thiếu niên 13, 14 tuổi. Ba người đều mặc đồng phục của thiên hải trung cấp học viện, không giống đối thủ của đường Vũ Lân gặp ở vòng thứ nhất. Ba tên này có vẻ phi thường trầm ổn, cũng không, bởi vì bọn họ còn nhỏ tuổi, mà biểu lộ ra thần sắc kinh thị. Ba tên thiếu niên này cũng lập thành đội hình hình tam giác, đi ở trước nhất là một người thân hình cao lớn, so với đường Vũ Lân phải cao hơn đến tận một cái đầu, bờ vai vô cùng rộng, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng cũng có vẻ phi thường trầm ổn. Hai người sau lưng hắn rõ ràng nhỏ tuổi hơn một chút, thiếu niên bên trái vóc người thon dài, tướng mạo anh Tuấn, thiếu niên bên phải vóc người không cao, thân hình hơi ục ịch, chào các ngươi ta là đội trưởng đội 2 của Thiên Hải Học Viện, tất nhiên thiếu niên vóc người thon dài nói ta là vũ vũ hàm ục kịch thiếu niên nói ta là lôi tuấn sau đó ba người đồng thanh kêu lên xin chỉ giáo không hổ là xuất thân từ thiên hải học viện riêng phần lễ nghi so với đối thủ khi trước của đường vũ lân tốt hơn nhiều ta là linh ban năm nhất của đông hải học viện đường vũ lân đường vũ lân cũng tự giới thiệu mình tạ giải cổ nguyệt tất nhiên nhìn đường vũ lân hai mắt hiếp lại trên người mơ hồ có khí thế hướng ra bên ngoài phóng thích nhìn hắn trong lòng đường vũ lân không khỏi lẫm liệt hắn có thể cảm nhận được cường độ hồn lực của đối phương hẳn là vượt xa mình ba hai một trận đấu bắt đầu nương theo trọng tài tuyên bố trận thi đấu vòng tròn đầu tiên của linh ban đã chính thức bắt đầu tay phải của tất nhiên giơ lên một vầng hào quang màu xám dâng trào từng vòng hồn hoàn dưới chân bay lên một tấm khiên đã xuất hiện chắn trước người của hắn một vòng hai vòng ba vòng ba cái hồn hoàn ba cái tất cả đều là bách niên hồn hoàn màu vàng vị đội trưởng đội 2 của thiên hải học viện rõ ràng là một tên tam hoàn hồn tôn vũ vũ hàm cùng lôi tuấn cũng từng người thả ra võ hồn của mình dưới chân mỗi người đều bay lên hai cái hồn hoàn màu vàng một tên tam hoàn hai tên nhị hoàn so với đối thủ khi trước không thể nghi ngờ đội ngũ này mạnh mẽ hơn nhiều trong tay tất nhiên chính là nhất diện phương thuẫn tấm khiên cao chừng một mét dài nửa mét mặt trên có từng tầng từng tầng hoa văn huyền truyền như ngọn sóng có vẻ dày nặng mà trầm ngưng tấm thuẫn chắn ngang trước ngực tất nhiên lại như là một đạo trưởng thành kiên cố phòng ngự nơi đó bạn đang xem long vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set the phim viết liền không giấu nhé khi tất nhiên phóng xuất võ hồn hắn cũng đã nhanh chân lao vọt đến phương hướng của đường vũ lân vũ vũ hàm cùng lôi tuấn sau lưng hắn cũng duy trì tiết tấu tương tự trận hình tam giác của ba người được duy trì vô cùng hoàn hảo bên phía linh ban Ba người Đường Vũ Lân lại không duy trì trận hình, tạ giải phóng xuất quang long chủy, thân hình lóe lên, chạy về hướng mặt bên, Đường Vũ Lân lại đón đỡ hướng chính diện, một vòng ánh sáng hồn hoàn màu tím lóng lánh dưới chân xuất hiện, từng cây lam ngân thảo mở ra, hóa thành một tấm bình phong, che lấy cổ nguyệt ở phía sau. Thiên niên hồn hoàn, chỉ có một cái. Tất nhiên nhìn thấy hồn hoàn của Đường Vũ Lân cũng rất lấy làm kinh hãi, còn Lam Ngân Thảo, hắn lại không nhận ra được là võ hồn gì. Sau khi trải qua hai lần thăng linh, hơn nữa lam ngân thảo tiến hóa cùng với biến dị trong cơ thể của đường vũ lân hiện tại nó đã càng ngày càng không giống như là lam ngân thảo dây leo kia bản thân thô cứng tỏa ra vầng sáng xanh lam mặt trên còn có vẻ hoa văn tương tự như hình thoi đường vân bên trong lại màu vàng nhạt khiến dây leo nhìn qua càng thêm bóng ánh long lanh bên trái tất nhiên đệ nhất hồn hoàn của vũ vũ hàm lấp lóe thân thể vốn thon dài của hắn đột nhiên trở nên bành trướng cường tráng hơn từng đạo điện quang lượn lờ toàn thân đều tỏa ra màu tím lam, đặc biệt là đôi cánh tay, biến lớn, biến tráng. Phía trước có lợi trào đột nhiên xuất hiện. Võ hồn, lôi lang. Lôi tuấn trên người cũng đồng dạng có điện quang lợn lờ, nhưng chỉ là thuần túy sấm sét Từng đạo từng đạo sấm sét quay chung quanh cơ thể hắn, thỉnh thoảng bắn ra bên ngoài, sau đó cấp tốc ngưng tụ, dần dần hóa thành một quả cầu sát phía trước người hắn. Vũ vũ hàm nhanh như tia chớp đánh ra, hung hãn nhằm vào đường vũ lân. Cùng lúc đó, Lôi Tuấn cũng phát động công kích, quả cầu xét từ một bên khác lại bay ra, mục tiêu cũng đồng dạng là đường Vũ Lân. Lúc tất nhiên cách đường Vũ Lân chưa tới 10 mét đột nhiên phóng thích võ hồn, đệ nhất hồn hoàn dưới chân cũng đồng thời sáng lên. Sau đó thân thể của hắn đột nhiên ra tốc, đưa tấm khiên về phía trước, hung hãn hướng về đường Vũ Lân đâm đến. Ba người hầu như là cùng một lúc đều hướng về đường Vũ Lân khởi xướng tấn công, xem dáng dấp kia là muốn tập trung sức mạnh của ba cá nhân, hợp sức lại triệt hạ đường Vũ Lân tuy rằng đường vũ lân chỉ có một cái hồn hoàn nhưng cũng đã đạt đến thiên niên cấp độ điểm này khiến tất nhiên có chút bất an vì lẽ đó khi vừa bắt đầu hắn đã chọn cậu làm con mồi đầu tiên đối mặt với công kích đồng thời của ba người đường vũ lân dừng bước lại hắn không hề thử né tránh với tốc độ của hắn bị ba người vây công né tránh là điều không thể từng cây lam ngân thảo tỏa ra mục tiêu nhắm thẳng vào vũ vũ hàm quấn quanh thân thể của hắn và võ hồn lôi lang đồng thời tay phải vũ lân đưa lên kim lân bao phủ trực tiếp cường hãn chụp vào quả cầu xét của lôi tuấn về tấm khiên phía trước mặt vũ lân dùng đoán tạo truy màu xanh bạc trên tay trái trực tiếp đập tới đã săn hắn như vậy vậy thì hắn sẽ lấy một địch ba ngay cả vị trọng tài điều khiển trên đài thi đấu cũng há hốc mồm một tên nhất hoàn hồn sư đại dám đối kháng với một trọi ba trước công kích liên thủ của ba tên hồn sư mà tu vi đều mạnh hơn hắn nhiều va chạm đầu tiên xuất hiện giữa lam ngân thảo và thân thể của lôi lang vũ vũ hàm đối mặt với những dây leo quấn quanh vũ vũ hàm không bất cần chút nào ở thiên hải học viện khóa học thực chiến đã dạy cho bọn họ bất luận dù đối mặt với đối thủ thế nào nhất định đều phải toàn lực ứng phó hồn hoàn màu tím của đường vũ lân gây cho họ xung kích rất lớn về thị giác tuy rằng chỉ là đệ nhất hồn hoàn nhưng hồn kỹ lại là ngàn năm vì lẽ đó hắn không chút nào do dự trực tiếp thôi động đệ nhị hồn hoàn của mình một tầng lưới điện trói mắt lấy thân thể của hắn làm trung tâm đột nhiên hướng ra phía ngoài bắn đi đường kính lưới điện bao phủ đến tận 3 mét tương đương với tạo thêm một tầng bảo vệ làm ngân thảo tiếp xúc với mặt trên liền bị luồng điện lưu mãnh liệt dồn dập bắn lên nhờ tấm lưới bảo vệ này vũ vũ hàm lôi lang vẫn tiếp tục lao về phía vũ lân cấp tốc tiếp cận con mồi nhưng vào lúc này đột nhiên bên trong những dây leo kia có một cây trực tiếp biến thành màu vàng chạm vào tấm lưới điện dây leo không những không bị bắn lên mà còn trực tiếp siết chặt tấm lưới điện áp bức tấm lưới này ngày càng bị co lại về bên trong đem thân thể vũ vũ hàm cứ như vậy quấn chặt lấy một bên khác quả cầu sấm xét lôi tuấn phóng thích cũng đã đến trước mặt đường vũ lân kim lân bao trùm trên tay phải của đường vũ lân đột nhiên hóa lớn lên biến thành kim long trào một trào này đột ngột nắm lấy quả cầu xét xiết lại điện quang của quả cầu bắn ra bốn phía nhưng chỉ có thể từ khe hở của kim long trào tàn ra tất cả lực công kích của lôi điện đều bị vuốt và phải rồng ngăn trở bên ngoài ầm thiên đoán trầm ngân truy đập thẳng vào giữa tấm khiên đang lao tới thiết lãng thuẫn đây là võ hồn của tất nhiên thiết lãng thuẫn tên như ý nghĩa ở trong chiến đấu nắm giữ tầng tầng điệp lãng năng lực đệ nhất hồn kỹ hắn phát động chính là thiết lãng kích công thủ song toàn nhắc tới cũng trùng hợp chỉ riêng thiết lãng kích khi tấn công đã có ba tầng sức mạnh trước sau ảo ạt à tuôn ra nhưng mà thiên đoán trầm ngân truy lại có điệp truy đặc hiệu một đòn lại cũng tương đương với ba lần công kích trong chớp mắt va chạm thân thể của đường vũ lân cùng tất nhiên đồng thời đều bị chấn động tất nhiên trời sinh đại lực hơn người hơn nữa lại có hồn kỹ của thiết lãng thuẫn hắn vô cùng tin tưởng vào sức mạnh của mình đáng tiếc hắn lại xui xẻo gặp phải quái vật đường vũ lân trời sinh đại lực và trời sinh thần lực ấy vậy mà tranh lệch tựa như rãnh trời tuy rằng tu vi hồn lực của hai người cách biệt không ít thế nhưng sức mạnh khủng bố của vũ lân đã bù đắp lại sự thiếu hụt này sau khi va chạm thân thể của đường vũ lân khựng lại tại chỗ còn tất nhiên lại bị bắn lui về sau một bước bất kỳ người nào đang xem cuộc chiến này diễn ra đều hít một ngụm khí lạnh lấy một địch ba, không rơi xuống hạ phong, trái lại còn chiếm cứ một chút thượng phong. Điều này cũng quá khó mà tin nổi. Thế tiến công hung mãnh của đội hai thiên hải học viện tựa như đụng phải bức tường sắt kiên cố, đột nhiên ngừng lại. Phút phải của đường Vũ Lân chộp thẳng vào thiết lãng thuẫn đang khựng lại trước mặt hắn. Trong lúc đó, một bóng người đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau Vũ Vũ Hàm, quang long bão táp, phát động. Một bên khác, trên đầu lôi tuấn không biết lúc nào đã xuất hiện một quả thủy cầu khổng lồ bỗng nhiên hạ xuống. Công kích lần hai của hắn vốn đang định phát động đột nhiên tứ tán thành vô số luồng điện lưu chuyển vào bên trong thủy cầu, không những chẳng gây được hiệu quả công kích nào, ngược lại điện lưu còn bay tán loạn, tổn thất lượng lớn hồn lực. ầm, um, lại là một tiếng vang trầm thấp. Lần này Thiết Lãng Thuẫn trong tay tất nhiên trực tiếp bị bật ngược ra ngoài. Cùng lúc đó vài gốc lam ngân thảo quấn chặt lấy người hắn. Thiết Lãng Thuẫn tuy không bị kim long chọc đánh cho nát tan, nhưng trên mặt trước cũng hẳn sâu vết móng rồng khủng bố. Thời điểm va chạm tất nhiên chỉ cảm giác mình tựa như bị một con hung thú trực tiếp ủi chúng vậy hồn lực trong cơ thể hắn khẩn thiết nhập vào bên trong tấm thuẫn nhờ đó tấm thuẫn của hắn mới không bị phá nát hắn ngơ ngác trực tiếp phát động hồn kỹ thứ ba thiết lãng thuẫn đột nhiên phóng to gấp ba độ dày gia tăng gấp đôi lúc này hắn mới có thể ổn định lại thân thể của chính mình nhưng cũng đúng lúc này từng cây lam ngân thảo đã kịp trói chặt lấy cơ thể của hắn ánh sáng màu xanh lấp lóe dưới chân đường vũ lân có thêm một làn gió mát ở một bên khác lam ngân thảo cũng đã tìm đến chỗ lôi tuấn đang bị bao vây bên trong thủy cầu nước có thể dẫn điện hút lấy lượng lớn hồn lực của hắn càng bi kịch hơn những giọt nước này trong nháy mắt lại ngưng kết thành băng khiến cho lôi tuấn trở tay không kịp đã bị lam ngân thảo quấn quanh bản thân đường vũ lân lại hung hãn lao về phía tên tam hoàn phòng ngự hệ chiến hồn sư tất nhiên ầm um, ầm um, ầm um, ầm um, ầm um. kim long chảo liên tiếp đánh liền nam phát thời điểm tất nhiên đối mặt với kim lân chảo lần thứ nhất tinh lực cuồn cuộn của vớt rồng khiến hắn vô cùng rúng động. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, tại sao sức mạnh của một cá nhân lại có thể đột nhiên tăng lên gấp mấy lần? Lúc này mặc dù có đệ tam hồn kỹ chống đỡ, nhưng kim long chảo lại quá mạnh mẽ và sắc bén, làm tấm thuẫn của hắn tiêu hao đi lượng lớn hồn lực để duy trì tam hoàn so với nhất hoàn. Dưới ảnh hưởng của trời sinh thần lực của vũ lân vậy mà lại bị san bằng khoảng cách về thực lực. Một chảo lùi một bước, năm chảo lùi năm bước, ngực nôn nao một cảm giác khó chịu từng dấu móng vuốt hẳn sâu trên thiết lãng thuẫn khiến tấm khiên đã muốn tiếp cận biên giới tan vỡ dừng lại âm thanh của trọng tài vang lên đập vào tai tất nhiên lại tựa như âm thanh của quan âm bồ tát cứu khổ cứu nạn hai chân hắn mềm nhũn suýt nữa ngã ngồi trên đất may mà tình người vào tấm thiết lãng thuẫn trên tay chống đỡ mới có thể miễn cưỡng ổn định lại thân thể công kích quang long bão táp đã được trọng tài đánh tan để bảo vệ vũ vũ hàm còn lôi tuấn chung quanh thân thể hắn bị bao vây bên trong vô số những viên băng truy lơ lửng bị lam ngân thảo quấn quanh thân thể như bị bọc trong băng tựa như một con cá nằm trên thất đợi làm thịt mà thôi trận đấu kết thúc đại biểu đông hải học viện linh ban giành thắng lợi từng cây lam ngân thảo thu hồi về kim long trào cũng thu hồi đường vũ lân đỡ lấy tất nhiên đang lảo đảo định ngồi bệch xuống đất học trường đa tạ nhìn nụ cười như mùa thu tỏa nàng lan khắp khuôn mặt sán lạn của đường vũ lân tất nhiên làm thế nào cũng không cười nổi dưới tình huống vượt trội hoàn toàn về tu vi lại bị thua nhanh chóng như vậy trong lòng hắn kỳ thực lại có chút không cam lòng nhưng mà không cam lòng thì đã sao thua chính là thua cổ nguyệt cùng tạ giải trở lại bên người đường vũ lân tuy rằng trong trận đấu bọn họ cũng mang lại tác dụng không thể thiếu được nhưng không thể nghi ngờ chút nào cuộc tranh tài này tỏa sáng nhất vẫn là đường vũ lân một trọi ba liên thủ công kích lận đó nha đã vậy còn đồng thời khống chế chiến trường vô cùng tốt mới có thể đem lại thắng lợi dễ dàng đến vậy cho bọn họ tất nhiên thật vất vả mới đứng vững được lại cánh tay phải vẫn như trước có chút run run đúng vào lúc này hắn mơ hồ nghe được tiếng lầm bầm trong miệng tạ giải tam hoàn hóa ra cũng không phải rất khó đối phó nhất thời tức giận đến nỗi suýt phun một ngụm máu ra ngoài ý nghĩ trong lòng của đường vũ lân lúc này cũng khá giống với tạ giải tuy rằng tất nhiên là tam hoàn nhưng so với dượt tinh lan nhị hoàn hôm qua hắn phải đối mặt áp lực nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần đương nhiên điều này cũng liên quan đến việc năng lực của các đối thủ ngày hôm nay bị hắn khắc chế tên mạnh nhất của đối phương là phòng ngự hệ chiến hồn sư phòng ngự hệ chiến hồn sư bình thường đều rất am hiểu cận chiến mà sức mạnh của đường vũ lân lại vừa vặn có thể phát huy được tốt nhất khi cận chiến hồn kỹ của tất nhiên không triển khai toàn bộ ngay từ ban đầu tự nhiên sẽ rơi xuống hạ phong phải biết thời điểm đường vũ lân đang sử dụng kim long chảo sức mạnh có thể sánh ngang với tam hoàn cường công hệ chiến hồn sư chớ nói chỉ là kim long chảo vô cùng sắc bén lại còn có đặc hiệu nát tan củng cố cho sức mạnh này kỳ thực vận khí của tất nhiên coi như không tệ đường vũ lân liên tục công kích hắn sáu lần đặc hiệu nát tan đều chưa từng xuất hiện, nếu không, hắn sẽ còn thua thảm hơn nữa. Một trong những nguyên nhân của sự may mắn là tỷ lệ xuất hiện của đặc hiệu nát tan trên cơ thể sống cao hơn so với vật phẩm, vũ khí. Thi đấu vòng tròn, sơ chiến kết thúc. Phòng khách số 7. Xác thực rất tốt mà, đây vẫn là lần đầu tiên thẩm dập xem Linh Ban thi đấu. Vừa rồi nàng cố ý dùng màn hình pha lê phóng đại trận đấu lên để quan sát rõ ràng hơn. Biểu hiện cường hãn của đường Vũ Lân lưu lại cho nàng ấn tượng thật sâu. Cánh tay phải của hắn Chính là huyết mạch biến dị mà ngươi nói, Thẩm Dập hướng về Vũ Trường không hỏi. Vũ Trường không gật gật đầu. Thẩm Dập mỉm cười nói, hắn không chỉ đơn giản như vậy đúng không? Theo ta thấy, hắn không chỉ dựa vào huyết thống biến dị, bản thân thiên phú cũng tương đối khá, rất có khả năng chỉ huy. Vũ Trường không lại gật đầu một cái. Thẩm Dập tiếp tục nói, đệ nhất hồn hoàn màu tím, cường độ thân thể tuyệt hảo, đây là ngươi cố ý bồi dưỡng ra, nếu như trước 15 tuổi có thể đạt đến tam hoàn thân thể biến dị lại có thêm tăng cường, đúng là lựa chọn không tồi. Vũ trường không nói, nếu có thời gian người có thể tiếp tục xem bọn trẻ thi đấu, ta đi trước, nói xong, hắn đứng lên, nhanh chân bước đi. Thầm dập nhìn bóng lưng hắn rời đi, hai mắt híp lại, bên trong đôi tròng mắt màu xanh như mực biểu lộ vẻ suy tư, không biết đang suy nghĩ điều gì. Phòng khách số 3 Bất kể là mộ thần hay là đoàn huyên, đều biểu lộ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Dù cho là mộ thần, cũng là lần đầu tiên thấy được sức chiến đấu của đường vũ lân hắn chỉ mới vừa tới ngày hôm nay lần này hắn để đường vũ lân tới tham gia đoán tạo sư thi đấu không chỉ nhằm mục đích để hắn rèn luyện cũng không phải để hắn tranh đoạt xanh ngạch đây đều chỉ là lấy cớ thôi trọng yếu nhất hắn muốn khảo sát tâm tính của đường vũ lân một tên đệ tử có thể không truyền thừa y bát của sư phụ cũng không phải quan trọng nhất quan trọng nhất chính là khi truyền thừa y bát đạo đức bản thân hắn không thể có vấn đề nếu không thì năng lực phẩm chất của trò giỏi hơn thầy nhưng nhân cách có vấn đề sẽ tạo thành thảm họa nghiêm trọng. Đường Vũ Lân vẫn luôn biểu hiện rất mê tiền, vì lẽ đó Mộ Thần liền cố ý thiết kế một hồi cám dỗ như thế đối với hắn, sự thực chứng minh tên tiểu tử Đường Vũ Lân đã biểu hiện cho hắn biết cái gì gọi là quân tử ái tài lấy chi lấy đạo, khiến Mộ Thần phi thường hài lòng đối với hắn. Mộ Thần vốn cũng không muốn tiến hành khảo sát gấp gáp như vậy đối với hắn, dù sao, Đường Vũ Lân tuổi còn nhỏ, tâm tính đều sẽ chịu hoàn cảnh và con người bên ngoài ảnh hưởng. Mộ thần cũng vẫn luôn bất tri bất giác giáo dục hắn phương diện này. Nhưng mà hắn trưởng thành với tốc độ thực sự là quá nhanh, lúc này mới không tới một năm mà đã là đoán tạo sư cấp 4, đã đến lúc hiệp hội nhất định phải bổ sung thêm tài nguyên để củng cố trình độ cho hắn. Vì lẽ đó, mộ thần mới quyết định, thông qua lần thi đấu này, tiến hành một sát hạch nho nhỏ trong bóng tối đối với hắn. Kết quả sát hạch khiến hắn rất hài lòng, đường Vũ Lân rất tự nhiên từ bỏ kết quả quán quân, đem quán quân tặng cho mộ hy. Hơn nữa, còn từ chối dụ hoặc của đoàn huyên lão sư mà hiện tại ở trong thi đấu đoàn đội lại thể hiện ra sức chiến đấu đối với mộ thần mà nói chính là niềm vui bất ngờ thật không nghĩ tới sức chiến đấu của tên tiểu tử này lại mạnh như vậy nhất hoàn cứng rắn chống đỡ tam hoàn hơn nữa hồn hoàn của hắn lại là ngàn năm xem ra lúc trước hắn nhờ em giúp hắn mua những linh vật kia chính là vì tăng cao tố chất thân thể mộ thần mỉm cười nói đoàn huyên sau thời gian kinh ngạc ngắn ngủi lại nhíu mày ngươi cho rằng đây là chuyện tốt mộ thần sửng sốt một chút lão sư có cái gì không thích hợp sao đoàn huyên than nhẹ một tiếng hắn ở phương diện hồn sư có thiên phú như vậy thật sự sẽ đem phần lớn tinh lực đặt ở trên đoán tạo thuật sao mục tiêu của hắn là trở thành một tên thần tượng hay là đấu khải sư người có biết mộ thần trên mặt có thêm vẻ mỉm cười đáp án của vấn đề này em đã sớm biết rất sớm trước đây em đã hỏi qua hắn lý tưởng của hắn là cái gì hắn nói cho em biết hắn hy vọng mình có thể trở thành một tên đấu khải sư em cũng đồng thuận với ý nghĩ của hắn đoàn huyên có chút kinh ngạc nhìn về phía mộ thần ngươi đồng thuận với ý nghĩ của hắn mộ thần gật gật đầu đứa nhỏ này võ hồn kỳ lạ tình trạng cơ thể kỳ lạ về mặt đoán tạo thuật rất có thiên phú không chỉ là trời sinh thần lực lại còn có ngộ tính phi phàm trên thực tế với tình huống của hắn bây giờ là tu vi hồn lực không đuổi kịp năng lực đoán tạo sau đó hạn chế đoán tạo thuật phát triển đoán tạo là thủ đoạn mưu sinh của hắn đồng thời đoán tạo tuy rằng không bằng cơ giáp chế tạo hoặc là thiết kế có thể trực tiếp trợ giúp hắn trở thành đấu khải sư nhưng làm nghề thứ hai cũng có trợ giúp to lớn tương tự nếu như tương lai hắn có thể đạt đến cấp độ thánh tượng như vậy sự giúp đỡ của đoán tạo dành cho hắn còn lớn hơn so với việc học tập cơ giáp chế tạo hay thiết kế vì lẽ đó em tin tưởng lựa chọn của hắn về nghề thứ hai nhất định sẽ không thay đổi chính là đồ không bằng sơ em không chỉ sẽ không phản đối hắn hướng về phương diện đấu khải sư nỗ lực trái lại còn muốn cổ vũ hắn chỉ cần nói được cho hắn biết trở thành một tên đỉnh cấp đoán tạo sư cũng đã là một đấu khải sư cơ sở là đủ rồi đấu khải sư là đại lục đệ nhất chức nghiệp không thể nghi ngờ thế nhưng trong một trăm tên hồn sư cũng chưa chắc có thể có một người trở thành đấu khải sư cũng là bởi vì chuẩn nhập môn của nó quá cao ngoại trừ sử lai khác học viện ai dám nói mình có thể chắc chắn đem hồn sư bồi dưỡng thành đấu khải sư nhưng trở thành thánh tượng con đường trở thành đấu khải sư của hắn sẽ trở nên vô cùng sáng sủa đứa nhỏ này rất thông minh hắn sẽ biết mình nên lựa chọn như thế nào. Đoàn huyên trong mắt chứa đầy thâm ý nhìn mộ thần, ta đúng là già rồi, tư tưởng theo không kịp thủy triều, có lẽ là ngươi đúng. Trong mắt mộ thần ánh sáng lấp lóe, ngài yên tâm đi, không có ai so với em càng hy vọng đứa bé này vẫn có thể theo đuổi đoán tạo, em còn chờ mong mình có thể bồi dưỡng được một tên thần tượng đây. Đoàn huyên cũng nở nụ cười, lại như ta thánh tượng cấp 7 bồi dưỡng được ngươi cấp 8 này sao? Đường Vũ Lân cùng các bạn rời khỏi thi đấu đài một hồi ngày hôm nay cảm giác cũng thực không tồi có thể nói hắn đem ưu thế của chính mình phát huy đến trình độ cực kỳ cao lấy sở trường của mình tấn công sở đoàn của địch khắc địch chế thắng bất quá thông qua mấy ngày thi đấu vừa qua hắn phát hiện những hồn sư thiếu niên của thiên hải liên minh này có một vấn đề chung phổ biến chính là kinh nghiệm thực chiến không đủ bọn họ đại đa số cũng không thể đem năng lực mạnh nhất của mình phát huy được thi đấu cá nhân hay đoàn đội đều là như vậy ví dụ như hôm nay những tên học viên đội 2 của Thiên Hải Học viện, trong trận đấu tuy rằng đều triển khai hồn kỹ, nhưng cũng chỉ triển khai một cách máy móc mà thôi, đừng nói đến chuyện có thể diễn hóa hồn kỹ như Vũ lão sư được, ngay cả ứng dụng cơ bản của hồn kỹ cũng chưa phát huy được, lúc này mới để những đối thủ có tu vi kém xa bọn họ có thể ung dung lấy yếu thắng mạnh. Bọn họ thật là yếu quá đi, xem ra, đẳng cấp hồn lực cũng không quan trọng lắm thì phải, Tạ Giải cũng có cảm giác này, và lúc này sự tự tin đã nâng lên một tầm cao mới. Cổ Nguyệt suy tư nói, kỳ thực không phải bọn họ yếu, mà là kinh nghiệm thực chiến của chúng ta mạnh hơn bọn họ. Hứa Tiểu Ngôn nói, đúng đấy, phương pháp vũ lão sư giáo dục chúng ta so với những học viện bình thường không giống nhau. Giảng dạy bình thường chủ yếu là lấy truyền thụ tri thức làm chủ, dù có dạy học thực chiến, cũng sẽ tận lực đảm bảo được tiến hành dưới điều kiện tuyệt đối an toàn. Mọi người cùng nhau luận bàn, phóng thích hồn kỹ, đâu có giống như chúng ta đánh thật đến bầm mình dập mầy. Sau khi gia nhập Linh Ba nàng rất nhanh đã phát hiện ra năng lực chiến đấu của đường vũ lân tạ giải cùng cổ nguyệt đều vượt trên nàng rất xa bởi vì nàng không được tham gia khóa học trong thăng linh đài vì lẽ đó không lý giải được hoàn toàn sau này không ngừng thâm nhập hơn nữa lại cùng vũ trường không trực tiếp luận bàn hứa tiểu ngôn mới dần dần hiểu rõ được tại sao sức chiến đấu của linh ban lại mạnh như vậy vũ trường không trong khi huấn luyện thực chiến sẽ không hạ thủ lưu tình bọn họ bị thương là chuyện thường ngày ở huyện cường độ luyện tập nhiều gấp không biết bao nhiêu lần so với các lớp phổ thông mặc dù điều này khiến tốc độ tăng trưởng hồn lực của mọi người không nhanh hơn bao nhiêu nhưng lại có thể phát huy năng lực thực sự của mình trong chiến đấu cao hơn nhiều lắm tạ giải suy tư nói trước sau năng lực hồn sư của thiên hải liên minh chúng ta kém hơn khu vực trung bộ cùng khu vực phía tây nguyên nhân chủ yếu có thể là do phương pháp dạy học khác nhau hơn nữa còn có một số yếu tố lịch sử có thể là do cơ giáp dù cho thực lực cá nhân của hồn sư vẫn mạnh hơn nhưng chỉ cần không vượt quá tứ hoàn tu vi cũng đánh không lại hồn đạo cơ giáp bình thường nhất vì lẽ đó đại đa số mọi người đều đồng ý lựa chọn đường tắt chỉ cần đem tu vi hồ lực tăng lên để tương lai trở thành cơ giáp sư như thế đã là vô cùng tốt đẹp vì lẽ đó tuyệt đại đa số hồn sư nếu như có thể thi vào cao cấp học viện đều sẽ gia nhập hệ cơ giáp trở thành một tên cơ giáp sư ta nghe nói ở trên đại lục tình huống của khu vực phía tây lại không giống những nơi khác những hồn sư bên đó muốn trở thành đấu khải sư so với chúng ta nhiều hơn vì lẽ đó có rất nhiều người lựa chọn con đường tu luyện trở thành hồn sư thuần túy mà không phải cứ nôn nóng tăng trưởng hồn lực tiền đề của đấu khải sư bản thân nhất định phải là hồn sư mạnh mẽ trước đã vì lẽ đó ở trung bộ và khu vực phía tây tỷ lệ đấu khải sư thành tài so với chúng ta cao hơn nhiều đấu khải sư mới là lực lượng mạnh nhất của đại lục lý niệm khác biệt như vậy nên đã tạo thành tranh lệch về mặt thực lực giữa các khu vực ta cảm thấy phương thức giáo dục của vũ lão sư dành cho chúng ta có khả năng là xuất phát từ khu vực trung bộ chính là khu vực lấy sử lai khắc học viện làm trụ cột vì lẽ đó năng lực thực chiến của chúng ta so với các bạn cùng tuổi mạnh hơn một ít đường vũ lân nghe tạ giải giảng giải không khỏi có chút liếc mắt ngươi làm sao biết được những điều này hắn không tin tạ giải có thể tự mình nghĩ ra được tạ giải cười hì hì kỳ nghỉ hè hôm trước ta vốn định tranh thủ đi ra ngoài chơi một chút nhưng cha ta muốn kiểm tra ta kết quả của ta khiến ông kinh ngạc và vui mừng vô cùng ông nghe ta nói qua phương thức tu luyện của mình lại bảo cho ta biết những điều này Ánh mắt của cha ta vẫn luôn vô cùng tốt đó nha." Đường Vũ Lân gật đầu, thúc thúc nói rất có đạo lý, "Chúng ta đồng thời hướng về mục tiêu trở thành đấu khải sư, cố gắng hơn nhé." Vừa nói, hắn đưa tay ra. Cổ Nguyệt rất tự nhiên đem tay của chính mình đặt ở bên dưới bàn tay Đường Vũ Lân như mọi lần, mặt trên là của Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn, bốn người nhìn nhau, nở nụ cười, đều cảm thấy sự tự tin gia tăng lên không ít. Ba trận thi đấu vòng tròn tiếp theo, bọn họ đều thắng tương đối ung dung trong đó chỉ có một trận lại xuất hiện tam hoàn hồn sư đường vũ lân phát huy được đầy đủ vai trò linh hồn của toàn đội khống tràng phòng ngự mạnh mẽ tấn công một người chống đỡ dựa vào trời sinh thần lực cùng kim long trào hắn tuy rằng tu vi chỉ có nhất hoàn nhưng vẫn chưa gặp phải địch thủ sau khi thắng liên tiếp bốn tràng đấu các tổ đội khác cũng đã bắt đầu chú ý tới bọn họ đặc biệt là quan tâm đến đội trưởng đường vũ lân trong thi đấu thực lực đường vũ lân biểu hiện ra quá mức trói mắt chỉ riêng thiên niên hồn hoàn đã đủ để hấp dẫn nhãn cầu, hơn nữa hắn thường thường mạnh mẽ một người che chắn ở phía trước, kiến tạo cơ hội cho bè bạn, những đoàn đội khác đã bắt đầu nghiên cứu phương thức tác chiến của hắn. Đường Vũ Lân sinh hoạt rất có quy luật, sáng sớm tu luyện từ cực ma đồng, buổi sáng tu luyện khống hạc công, buổi chiều thi đấu, buổi tối minh tưởng, phong phú mà có ý nghĩa. Thực chiến là một phần không thể thiếu của tu luyện, khống hạc công hắn đã từ từ nhập môn, có lúc thậm chí còn thử nghiệm trong trận đấu. Hiện nay tuy rằng vẫn chưa thể đem lại hiệu quả tốt, nhưng cảm giác của đường vũ lân đối với khống Hạc công đã càng ngày càng quen thuộc khống Hạc công không chỉ giúp hắn có thêm một thủ đoạn chiến đấu còn giúp tăng mạnh khả năng áp xúc hồn lực của huyền thiên công đem hồn lực có hạn phát huy ra được lực chiến mạnh hơn chính là điều hiện tại hắn cần nhất nghe nói đối thủ của chúng ta ngày hôm nay rất mạnh đó rất có khả năng là đội mạnh nhất bảng tạ giải nói với đường vũ lân đường vũ lân gật gật đầu hừm đúng đấy đội một của hải lục thành hải lục học viện có người nói có hai tên tam hoàn một tên nhị hoàn bảng đấu của chúng ta thực lực tổng hợp so với các bảng còn lại hơi yếu hơn một chút hải lục học viện trước đó cũng thu được bốn trận toàn thắng giống như chúng ta bốn đội đứng đầu có thể tiến vào vòng 16 đội mạnh chỉ cần chúng ta chiến thắng trận này là ổn rồi tạ dài nói trận này đánh như thế nào có phải là nên để ta phát huy một chút không mỗi trận đều là ngươi sung phong ta cảm thấy thật là vô vị nha đường vũ lân hạ thấp giọng thần bí nói lúc sau bạo phát mới chính là sát thủ loại năng lực kém cỏi như ta mới quăng lên đầu sung phong làm tốt thí. Tạ dài nói, có thật không? Nhưng mà ngươi có nhận ra không? Những nữ sinh của tổ đội khác rất nhiều người đã để ý đến ngươi, nhưng bọn họ lại không hề quan tâm đến ta. Ta rõ ràng đẹp trai hơn ngươi rất nhiều mà. Hu hu! Ngươi ra mặt đúng là dày, ngươi còn không đẹp bằng một phần ba người ta. Hứa tiểu ngôn ha ha cười nói. Tạ dài tức giận, ghét nhất ngươi cái loại người không chịu nói sự thật. Ta ngược lại, đang nghĩ cách phát huy một chút. Ta không muốn phải làm sát thủ sát thẻo gì cả, ta muốn được bùng cháy ta muốn bùng cháy cơ đường vũ lân nhún nhún vai nói tốt vậy chiến thuật của chúng ta hơi hơi thay đổi một chút là được rồi vũ trường không làm lão sư dẫn đội nhưng với thi đấu của bọn họ vẫn luôn mặc kê không hề chuẩn bị giúp bọn họ nửa điểm kế hoạch hết thảy kế hoạch tác chiến đều là do đường vũ lân lập ra sự tự do hoàn toàn cũng giúp đường vũ lân có không gian phát huy sở dĩ hắn biểu hiện sự cường hãn trong những trận thi đấu trước đó nguyên nhân rất đơn giản muốn dùng hào quang của mình che giấu con át chủ bài tạ giải cùng cầu nguyệt đối thủ thi đấu vòng tròn hiện tại vẫn không phải là mạnh nhất bọn họ còn muốn cố gắng đoạt được vòng nguyệt quế sau cùng nên nhất định phải bảo lưu đòn sát thủ dù sao những tổ đội sau này càng lúc càng mạnh hơn thậm chí còn có tổ đội của diệp tinh lan cùng gã béo từ lạp chí đến từ sử lai khắc học viện thực lực của hắn đã sớm bại lộ vì lẽ đó hắn muốn làm hết sức để ẩn giấu các bạn mình ngày hôm nay bọn họ sẽ phải đối mặt với hải lục học viện chiến đội Hải Lục Học Viện là học viện lớn thứ ba của Thiên Hải Liên Minh, chỉ đứng sau Đông Hải Thành, ở cách Thiên Hải Thành 200 km về hướng Bắc. Người của Hải Lục Thành, tính cách cường hãn, Hải Lục Học Viện trong Thiên Hải Liên Minh cũng rất có tiếng tăm, chỉ ít tên tuổi so với Đông Hải Học Viện lớn hơn nhiều. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. liên Tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.